Quan lộ thương đồ, chương khác. Tập 36. Chương 831, câu đố. Đã tìm được ba người bọn họ, đều bị thương với mức độ khác nhau, bị nhốt trong một mỏ hoang ở Bắc Tây Đường, trông coi bọn họ có 4 tên, chúng tôi khống chế được 3, một tên bỏ chạy tới thôn gần đó, người trong thôn đã bị kinh động. Hiện chúng tôi đang rời hiện trường. Chương khác vừa nghe báo cáo vừa dừng một chiếc điện thoại khác gọi cho Hà Kỳ Vân. Bên phía anh có thể hành động được rồi. Tây Đường là xào huyệt của Đường gia, căn cơ của bọn chúng ở đó rất sâu, hơn nữa rất nhiều người dựa vào khai thác kiếm lợi, tìm được người chưa phải là xong, nếu để bọn chúng kích động nhân dân bao vây ảnh sát vũ trang chuyện rất xảy ra, khống chế anh em Đường Anh Dục có thể tiến hành khống chế Tây Đường từ xa, cũng có thể đề phòng bọn chúng bỏ trốn. Trương Khắc lập tức gọi điện cho Lương Vĩ Pháp, nghe giọng là biết ông ta vẫn chưa ngủ, không biết đang đợi tin tức về việc phóng viên Tân Hoa. Xã mất tích hay nghĩ vấn đề bán thần hy? Đã tìm được 3 phóng viên Tân Hoa xã, bọn họ đúng là bị thế lực địa phương ở Tây Đường bắt giam trái phép, được cảnh sát vũ trang cứu ra, một trong số người bị bắt là con trai tướng quân Thôi Văn Nghị của Bộ Tổng Trang bị, tỉnh trưởng Lương thấy vụ án này có thích hợp để Sở Công an Giang Nam trực tiếp tham gia không? Cả buổi tối Trương Khác không nói gì, đột nhiên lúc này nói ra thân phận của cha mình, Thôi Úc Mạn ngạc nhiên nhìn y. Lúc này điện thoại bàn cũng reo vang. Đại khái Thôi Văn Nghị được tin gọi tới, Trương Khác ra hiệu cho Thôi Úc Mạn nhận điện. Đường Anh Bồi tức điên người, vừa mới được thả ra chưa đầy một đêm lại có cảnh sát xông vào phòng đè chặt trên chiếc giường lớn hào hoa, lòng uất ức giống lớn, mẹ nó, có còn là khách sạn 5 sao nữa không, gọi gái mà cũng bị cảnh sát tóm. Hai ả gái gọi cũng rất bất ngờ, sợ hai kéo chăn che cơ thể trần truồng. Đường Anh Bồi bị lôi ra khỏi phòng, thấy anh trai cũng được hưởng đãi ngộ tương tự, ông ta nhịn lâu lắm rồi. Tóm lấy tay cảnh sát gầm lên. Đờ mờ, là thằng nào chỉnh bọn tao, có gan thì ra mặt đi, lén lén lút lút không phải anh hùng. Hà Kỳ Vân quay đầu lại lạnh nhạt nói. Ông muốn toàn bộ khách ở đây ra nhìn mình thì xin cứ tiếp tục hét to vào. Các ông chỉ có thể tự kêu xui xẻo thôi, đúng lúc trong cục đang thực hiện hành động truy quét mua bán dâm, đứng nói là ở khách sạn, dù các ông chơi gái ở nhà chúng tôi cũng xông vào bắt. Ông còn phát ngôn bừa bãi. Tôi chẳng ngại cho ông thêm một tội danh phỉ báng. Đường Anh Dục chỉ mặc một cái áo may ô, trông rất nhếch nhác. Ông ta thừa sức hiểu đây không đơn giản là chuyện truy quét mau bán dâm, ổn định lại tinh thần, nói với Hà Kỳ Vân. Cho tôi gọi điện thoại đã được không? Ông tưởng rằng gọi điện tìm một nhân vật lớn nào đó thì chuyện các ông làm tối nay coi như chưa làm à? Hà Kỳ Vân hừ một tiếng, lệnh cho cảnh sát. Áp giải bọn chúng về cục, không nghe bọn chúng nói. Bị đưa lên hai chiếc xe khác nhau, Đường Anh Dục dù không thông thuộc đường lối kiến nghiệp lắm, nhưng nhìn xe đi qua một chiếc cầu lớn, nghi ngờ hỏi. Các người là cảnh sát ở đâu? Định đưa chúng tôi đi đâu? Cảnh sát khinh miệt đáp. Chi cục khu Cao Tân, thế nào, chẳng lẽ chúng tôi không được vào phố Tân Thị bắt người à? Đường Anh Dục có dự cảm đại nạn ập tới rồi, Đường Anh Bồi bị bắt ở ngõ. Học phủ là do chi cục khu Cao Tân bắt, có điều nơi đó thuộc phạm vi khu Cao Tân. Lần này rõ ràng bọn họ ở trung tâm thành phố, vẫn là cảnh sát khu Cao Tân bắt, có ma mới tin không ai sai phái đằng sau. Kẻ này là ai, có ý đồ gì, chơi gái căn bản chẳng phải là tội, vì sao kẻ này cứ khiêu khích mấy lần liên tiếp. Đường Anh Dục lại lo tình hình phía Tây Đường, liên hệ với chuyện ba phóng viên Tân Hoa xã, đáng tiếc ông ta bị khống chế, đừng nói là được dùng điện thoại, thậm chí đám thuộc hạ ở tầng dưới cũng không hay biết gì. Đường Anh Dục mắt nhìn chằm chằm Hà Kỳ Vân nhìn phía trước. Điện thoại của ông ta ở đó, có mấy cuộc điện thoại gọi đến, Hà Kỳ Vân đều không nghe. Xe đi qua cầu, Hà Kỳ Vân mới quay đầu lại giơ di động của Đường Anh Dục với thái độ mèo vờn chuột, chào phúng. Ở Trương Châu liên tục gọi tới mười mấy cú điện thoại rồi, không biết ở đó xảy ra chuyện gì mà sáng sớm thế này gọi tới phá giấc mộng đẹp của ông nhỉ. Đây mà là mộng đẹp à? Đường Anh Dục ngồi kẹp giữa hai cảnh sát, giơ tay bị còng lên, cố trấn tĩnh nói. Nói thẳng ra đi. Rốt cuộc ở kiến nghiệp chúng tôi đã đắc tội với ai, phải làm sao mới có thể chuộc lỗi được? Phải giải thích bao nhiêu lần đây, chúng tôi làm theo phép nước, ông tưởng chúng tôi không có việc gì làm, chuyên môn chỉnh ông à. Đánh giá bản thân cao quá đấy. Hà Kỷ Vân nghiêm trang nói, di động trong túi vang lên, liền vội nhận điện. Hai người bọn chúng coi như an tĩnh, chuyện cậu dặn sao tôi dám để có sai sót. Cậu đi Kim Sơn bây giờ sao? Khống chế được anh em Đường Anh Dục. Thế lực ở trấn Tây Đường liền thành nắm cắt vụn, không có kẻ nào dám đứng ra chủ trì cục diện,
tuy đám Mã Hải lúc lúc rời khỏi Tây Đường bị có kẻ lập chướng ngại vật bao vây, nhưng cảnh sát vũ trang bắt Chỉ Thiên, đám người đó đó chạy tán loạn hết. Lúc này đám Mã Hải Long đã rời khỏi phạm vi trấn Tây Đường, cho dù cảnh sát Trương Châu có sâu mọt cũng không dám công khai bao vây xe của cảnh sát vũ trang, có dám cũng phải có cảnh sát dám nghe lệnh mới được. Trương Khắc muốn Sở Công an Giang Nam trực tiếp tham gia vụ án này, ít nhất Lương Vĩ Pháp vớt lại chút thể diện, Thôi Văn Nghị biết tin con không bị nguy hiểm tới tính mạng cũng không phản đối việc này. Hiện Tân Hoa xã đã bị kinh động, phóng viên của bọn họ bị thế lực địa phương giam giữ trái phép là điều nhiều năm qua không có, người phụ trách chi nhánh Giang Nam đã cùng Đàm Dĩ Kim Sở trưởng Sở Công an đợi người tại trạm thu phí Kim Sơn. Thôi Úc Mạn nóng lòng muốn tới Kim Sơn xác nhận anh trai vẫn bình yên. Chuyến xe đường dài tới Kim Sơn phải 8 giờ mới có, tàu hỏa còn muộn hơn, mẹ và chị dâu cô đến khi cứu được người ra mới biết chuyện, sẽ bay từ Bắc Kinh tới Kim Sơn. Trương Khắc cũng muốn tới Kim Sơn gặp Lương Vĩ Pháp trao đổi vị vụ án này, dù sao ở Giang Nam chỉ có thể dựa vào ông ta tra án, nếu không để một số kẻ cố tình trì hoãn lộ tin cho thủ phạm chủ yếu chạy sang nước ngoài. Thôi Úc Mạn nghe nói Trương Khắc muốn đi Kim Sơn liền theo ngay, lúc này trời tờ mờ sáng rồi. Nhìn thấy ngoài quán net có mấy chiếc Mercedes đắt tiền thì rất ngạc nhiên. Thôi Úc Mạn chui vào xe, nhìn thấy dung nhan khiến tuyệt đại đa số nữ nhân sinh đố kỵ của Địch Đan Thanh hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Trương. Khác thì y đã lên xe ở cửa bên kia rồi. Chào chủ nhiệm Tiểu Thôi, tôi là Địch Đan Thanh học thạc sĩ quản lý công thương, chúng tôi xem như bạn cùng trường, được nghe Trương Khác kể về cô từ lâu. Địch Đan Thanh cười duyên dáng. Thấy Trương Khắc ngồi bên cạnh mình đã nhắm mắt dưỡng thần, nói thêm. Cái thằng bé này chẳng lúc nào khiến người ta được yên tâm, chủ nhiệm Tiểu Thôi nhất định rất đau đầu vì cậu ta hả? Địch Đan Thanh giả mạo trưởng bối của mình, Trương Khắc lại chẳng thể trừng mắt lên nhìn, đành để cô nói năng lung tung. Tên ác thiếu gia 3 năm trước lừng danh Hải Châu này trên người mang quá nhiều câu đố chưa có lời giải, Địch Đan Thanh nói lạnh lùng không đúng, nói là lời cũng không phải, từng ánh mắt nụ cười lại tràn ngập phong tình dịu ngọt. Đan xen nhiều khí chất phức tạp, càng làm dung nhan kiều diễm của cô thêm mê người. Thôi Úc Mạn thường ngày rất tự tin về dung mạo của mình cũng phải nhìn. Địch Đan Thanh ngây ra mất mấy giây, không biết cô gái này có quan hệ gì với Trương Khác. Chương 832, thất vọng chưa? Khi xe rời ngõ học phủ, lại có một chiếc bác đen đi theo, nếu chẳng phải nghe thấy Phó Tuấn ngồi ở phía trước dùng điện đàm liên lạc, Thôi Úc Mạn không biết một chiếc xe màu đen khác ở phía trước cũng đi cùng bọn họ. Sợ hãi mệt mỏi cả một đêm, biết người đã được cứu ra, Thôi Úc Mạn không còn hoảng loạn nữa, xe rời khỏi thành phố thì cũng đã ngủ say. Thôi Úc Mạn tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn, xe đang chạy trên đường quốc lộ, không biết còn bao lâu nữa mới tới Kim Sơn, tấm chắn hạ xuống không thấy tình hình phía trước ra sao, quay sang thấy Địch Đan Thanh tựa đầu vào vai Trương Khắc ngủ, còn ôm tay y, Trương Khắc mặt tì vào cửa kính đang ngủ say, nhìn cảnh này giống như một đôi tình nhân. Nhưng có điều Địch Đan Thanh trông thành thục hơn Trương Khắc một chút, dù sao lớp thạc sĩ quản lý công thương có rất nhiều người là nhà doanh nghiệp thành đạt hoặc cao tầng quản lý công ty. Thấy Trương Khắc hơi nhúc nhích, Thôi Úc Mạn nhắm mắt lại vờ ngủ. Trương Khắc chỉ thấy nửa người tê tê, một lọn tóc phất phơ trước miệng, hương thơm thoang thoảng luồn vào mũi, quay đầu sang thấy Địch Đan Thanh ngủ như đứa trẻ con, thích xúc vào lòng người bên cạnh, còn ôm chặt lấy cánh tay Trương Khắc. Dù y có là chính nhân quân tử lúc này cũng liên tưởng tới hai bầu ngực trắng lóa đêm đó. Cuối tháng tư kiến nghiệp hơi nóng rồi, Địch Đan Thanh mặc áo sơ mi trắng, chất vải mềm dán lên cơ thể mạn diệu, đường cong là lướt còn khiêu khích hơn cả lúc trần truồng, phía dưới là chiếc quần tây màu đen, bó lấy cặp cặp đùi tròn lẳn, chỉ nhìn thôi đã cảm giác được sức đàn hồi kinh người đó, huống hồ bầu ngực cô còn dán tì sát lên tay, cùng với chiếc xe lắc lư, cảm giác như nước hồ mùa xuân lay động dưới gió nhẹ. Trương Khắc tìm không ra áo khoác che thứ không hay ho dựng lều phía dưới, thật mất mặt, tính phải nghĩ tới chuyện gì đó phân tán sự chú ý thôi, vì Thôi Úc Mạn còn ngồi phía kia. Cứ như ông trời cố ý chơi xấu y vậy, bánh xe đi qua một hòn đá, xe lắc mạnh, Địch Đan Thanh bị giật mình thức giấc, theo tiềm thức chống tay xuống, đúng giữa hai chân Trương Khắc, nhất thời chưa để ý, thấy Trương Khắc cắn răng nhăn nhó vì đau, còn hỏi. Tới Kim Sơn chưa? Lúc này mới nhận ra tay đặt nhầm chỗ. Mặt đỏ lên mau chóng, kinh hoàng rụt tay về, nhưng cố làm ra vẻ trấn tĩnh, ghé vào sát tai Trương Khắc chào phúng. Đám đàn ông các cậu suốt ngày suy nghĩ gì vậy hả? Trương Khắc đã đau thì chớ Địch Đan Thanh không quan tâm còn nói những lời đầu đâu, xoay người đi ngồi đối diện với cửa sổ, cơ thể 20 tuổi đúng là rất tốt, nhưng mà cái thứ kia lúc nào cũng trực dương lên đúng là khó coi.
Từ cửa kính mơ hồ nhìn thấy Địch Đan Thanh liếc nhìn chỗ đó rồi nhíu mày bĩu môi, tựa hồ thấy một thứ xấu xí lắm vậy, đúng là dở khóc dở cười, nhưng mà thôi Úc Mạn còn ở trên xe kìa, đành lấy báo ra đặt trên gối che đi. Thấy Trương Khác như thế, Địch Đan Thanh không sợ nữa, biết y lo bêu xấu trước mặt thôi Úc Mạn, mím miệng cười, có lạc thú trêu ghẹo cậu trai nhỏ, vừa rồi mới tỉnh lại, phát hiện đùi hai người dính sát vào nhau, bối rối nhích mông ra, lúc này mới thở phào thả lỏng, còn khom người nhìn tờ báo đặt trên đầu gối Trương Khác. Đây là báo hôm qua à? Sao chưa tôi xem nhỉ? Lại ngồi nhích tới để đùi hai người chạm vào nhau. Trương Khác đang nỗ lực để thằng em nhỏ bình tĩnh lại, nhưng cách lớp vải mỏng cảm nhận được da thịt ấm áp của Địch Đan Thanh, làm sao mà có thể lắng xuống được. Đã thế Địch Đan Thanh lúc cúi xuống còn điệu đà đưa bàn tay trắng muốt vén tóc mai lên, nhìn rõ cái tái nhỏ trắng hồng xinh xinh, hai bầu ngực chĩu xuống, cách tay y có vài milimét, Trương Khác không biết mình có chịu nổi vờ vô ý chạm vào đó không. Lúc tới Kim Sơn, cả người Trương Khác có thể coi là giúp hẳn vào một góc, chịu đựng Địch Đan Thanh khiêu khích. Tuy không vướng gì trên đường đi, nhưng tới nơi đã là 10 giờ, Mã Hải. Long đã tới trước đó 2 tiếng, ba người Thôi Úc Hằng được đưa vào bệnh viện quan sát chữa trị. Trương Khác cùng Thôi Úc Mạn tới bệnh viện thăm anh trai, nghe nói mặc dù ba người bọn họ thương tích nhìn có vẻ thê thảm, nhưng kiểm tra qua thì đều không có gì đáng ngại. Lương Vũ Pháp, Đàm Dĩ Kim cùng người phụ trách Tân Hoa xã Giang Nam đều vừa tới bệnh viện thăm hỏi, mới đi chưa lâu. Trương Khác không vội đi tìm Lương Vĩ Pháp, để ông ta gây áp lực cho sở công an trước là được, bất kể thế nào cũng phải làm bộ làm tịch tới hỏi thăm Thôi Úc Hằng trước, để cho hắn biết ai phải bỏ công sức kéo hắn. Thôi Úc Hằng có không biết cũng không sao, quan trọng là để Thôi Văn Nghị biết, Trương Khác còn tính xem có nên đem cả chuyện trước kia ở Hải Châu nói ra hay không. Địch Đan Thanh và Trương Khác cùng ngồi ở ghế nhựa ngoài phòng, để gia đình họ Thôi đoàn tụ trước, cô thấy Trương Khác cười gian manh đắc ý, nói nhỏ. Tưởng cậu là người tốt làm việc thiện không để lại tên chứ. Trương Khác cười hăng hắc. Trước đó không ngờ có cái lợi này, nhưng nhìn thấy ngay trước mắt mà không đưa tay ra lấy thì có là thằng ngốc. Địch Đan Thanh mím môi cười, lúc này Thôi Úc Mạn đi ra mời họ vào. Đúng là trông ba người bọn họ thảm thật, nếu chẳng phải bộ râu xồm kia. Trương Khác khó mà nhận ra được Thôi Úc Hằng theo miêu tả của Thôi Úc. Mạn, tôi là học sinh của cô giáo Tiểu Thôi, cao trung là học sinh của cô ấy, lên đại học vẫn chưa thoát khỏi lòng bàn tay cô ấy. Trương Khác tự giới thiệu trước người nhà họ Thôi. Mọi người cứ gọi tôi là Trương Khác. Mẹ Thôi Úc Mạn cho người ta cảm giác là một bà giáo nghỉ hưu đã có mấy chục năm trong nghề, tóc hoa râm, ngồi bên giường bệnh, thấy đám Trương Khác giúp kéo ghế, mà không đứng lên chào. Chị dâu Thôi Úc Mạn là thiếu phụ thanh lệ chừng 30, đã khóc tới đỏ mắt. Mẹ và chị dâu Thôi Úc Mạn cùng với Thôi Úc Hằng bị bó như bó giò nằm trên giường bệnh đều nhìn Trương Khác không hiểu gì cả. À, chính là cậu học sinh này của con liên hệ với phóng viên báo. Kiến Nghiệp tìm kiếm mới cứu được anh, phóng viên báo Sáng Kiến Nghiệp cũng phái người điều tra vấn đề khai thác trộm ở Trương Châu. Thôi Úc Mạn cũng chẳng biết phải giới thiệu Trương Khác thế nào cho chính xác, trong lòng cô còn chứa cả đống nghi hoặc. Trong lúc gấp gáp chỉ có thể nói thế. Ồ, là cậu bé gọi điện cho lão thôi à, phải cảm ơn cháu nhiều, không có cháu, chẳng biết Úc Hằng còn phải chịu tội thế nào. Mẹ Thôi Úc Mạn nắm chặt tay Trương Khác cảm ơn. Trương Khác hơi nhếch mép lên nhưng chẳng thể nói với bà rằng y làm rất nhiều việc chứ chẳng phải chỉ có gọi một cú điện thoại báo tin. Chẳng thể tâng công, Trương Khác chán nản cáo từ đi trước tìm Lương Vĩ Pháp. Ra khỏi bệnh viện Địch Đan Thanh cười khúc khích. Có phải là hơi thất vọng không? Người ta còn chẳng thèm mời cậu tới nhà làm khách. Thôi thì coi như làm người tốt không để lại tên. Trương Khác cười. Hơn nữa tôi thích người ta bàn luận sau lưng mình hơn, chứ thể hiện trước mặt giả dối lắm. Trương Khác còn có thể ngủ bù trên đường đi chứ Lương Vĩ Pháp cả đêm không chợp mắt. Tẩm Viên là khách sạn Sơn Trang nghỉ dưỡng giả cổ bên ẩm Mã Hà, buổi trưa Trương Khác mời Lương Vĩ Pháp tới đây ăn cơm. Xe đỗ trước Tẩm Viên. Vừa xuống xe là ngửi thấy ngay mùi khó chịu từ ẩm. Mã Hà truyền lại, không khó tưởng tượng vì sao Tẩm Viên lại vắng vẻ như thế. Lương Vĩ Pháp xuống xe, chẳng vờ vịt bịt mũi, cười khổ nói với thư ký trưởng chính phủ. Cậu Trương Khác đó lúc nào cũng không quên khéo léo nhắc tôi nhỉ. Thư ký trưởng Cảnh Kiến Trung hơi bực tức nói. Tỉnh trưởng, tôi nghĩ nên để cậu ấy tới xem cuộc họp văn phòng chính phủ xem nơi đó náo nhiệt thế nào. Lương Vĩ Pháp lắc đầu. Cẩm Hồ là một doanh nghiệp, cách làm của họ không sai, Cẩm Hồ đưa một cái giá,
lại đưa ra một lời hứa quyết tâm cao như thế là có thành ý lắm rồi. Nếu như còn có khó khăn chưa thể khắc phục, đó là phía chúng ta không đủ thành ý. Vì sao địa vị xí nghiệp dân doanh trong nước luôn kém xa so với quốc sĩ, quan trọng là chính phủ đánh giá xí nghiệp dân doanh quá ít, giống như quan viên đa phần tự xưng là nô bộc của nhân dân, nhưng đám nô bộc này quá hung ác. Khí độ của Lương Vĩ Pháp là điều Cảnh Kiến Trung không hiểu nổi. Chương 833, nhập cuộc. Lương Vĩ Pháp không bảo phục vụ thông báo với Trương Khác là họ đã tới, Trương Khác đến khi nghe bên ngoài lao nhao nói tỉnh trưởng tới mới vội cùng Hứa Hồng Bá ra nghênh tiếp. Tôi vốn tưởng đợi chuyện mua thần hy giải quyết xong mới quay sang chỉnh đốn vấn đề khai thác trộm, sáng nay đã đưa phương án của Cẩm Hồ ra cuộc họp văn phòng chính phủ. Lương Vĩ Pháp bắt tay Trương Khác. Ai ngờ xảy ra vụ án lớn như thế, đành phải hoãn lại trước. Còn một chuyện quên nói trước với tỉnh trưởng Lương, cùng lúc với việc ba phóng viên Tân Hoa xã được cứu ra thì khả năng kẻ chủ mưu đứng sau là Đường Anh Dục và Đường Anh Bồi đã bị cảnh sát kiến nghiệp bắt trong chuyến truy quét mại dâm. Tôi vừa nhận được điện từ kiến nghiệp bọn họ bị câu lưu 15 ngày. Trương Khác mời Lương Vĩ Pháp ngồi xuống rồi đích thân pha trà. 15 ngày à? Lương Vĩ Pháp nhíu mày, ông ta cũng không dám khẳng định công an tỉnh Giang Nam có chống lại nổi áp lực trong 15 ngày này để có đột phá trong điều tra không. Tuy là phó bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng nhưng Lương Vĩ Pháp cảm giác thế đơn lực mỏng, trầm ngâm một lúc rồi dứt khoát gật đầu. Có khó khăn cần phải khắc phục. Có lẽ không khó như trong tưởng tượng. Trương Khác cười nói, tôi vừa nhận được tin phó xã trưởng của Tân Hoa xã buổi chiều sẽ tới thăm ba phóng viên anh Dũng, chắc tỉnh ủy Giang Nam cũng không muốn Bộ Công an trực tiếp nhúng tay vào việc này. Hơn nữa vấn đề đất hiếm không chỉ quan hệ tới một sản nghiệp, tướng quân Thôi Văn Nghị cũng không muốn ầm ĩ, nhưng ở vấn đề này ông ấy chưa chắc đã chịu thận trọng lời ăn tiếng nói. Bộ Công an có nhúng tay vào không là chuyện nhỏ, nhưng nếu để họ trong quá trình điều tra phát hiện vấn đề lớn từ chính phủ, thành ủy Trương Châu, vậy có khả năng khiến Trung Kỳ ủy trực tiếp tham gia. Tỉnh Giang Nam đương nhiên muốn chuyện khống chế trong tầm kiểm soát của mình. Ngày càng có thể khẳng định Mitsui, Hoa Hy và Cẩn Tỳ có tồn tại giao dịch lợi ích, đây không đơn giản là phạm tội thương nghiệp, nếu còn có thành viên ban đất hiếm quốc vụ viện lún vào, rất có khả năng khiến ban ngành an ninh quốc gia phải ra tay, vì nó ảnh hưởng tới cả chiến lược của đất nước. Lương Vĩ Pháp hiểu ý Trương Khác. Là muốn mượn thế tung một cú đấm khiến cho đối thủ hết được đối phó, xô ngã quân bài domino quan trọng nhất. Một viên đá khơi lên muôn tầng sóng, tin tức ba phóng viên Tân Hoa xã bị bắt giữ phi pháp lan đi, chưa biết khấy lên sóng gió thế nào, chỉ biết phó xã trưởng Tân Hoa xã tới Kim Sơn thăm, còn cùng các lãnh đạo trọng yếu tỉnh Giang Nam thảo luận, bày tỏ muốn đám côn đồ này phải bị trừng trị đích đáng. Vụ án lộ ra nhìn có vẻ tính chất rất ác liệt, nhưng ảnh hưởng Trương đủ lớn. Chẳng qua là thế lực phi phạm địa phương ngăn cản phóng viên tác nghiệp dùng thủ đoạn quá khích một chút thôi. Loại chuyện này mỗi năm trong nước lại có vài vụ, cũng chẳng thấy có ảnh hưởng gì to tát, cho nên rất nhiều người nghe thấy chuyện này chỉ cho là vì liên quan tới phóng viên Tân Hoa xã cho nên tỉnh mới coi trọng như thế. Chu Cẩn Du cũng không ý thức được đằng sau vụ này có ảnh hưởng rộng như vậy, bà ta không có liên quan trực tiếp tới mạng lưới khai thác trộm ở Trương Châu. Chỉ có Chu Cẩn Tỳ định thành người phát ngôn cho lợi ích của Mitsui ở Trung Quốc cũng không thể dính líu quá sâu vào mạng lưới này. Bất kể là Chu Cẩn Tỳ bị Trương Khác chỉ trích, Đường Anh Dục, Đường Anh Bồi bị giam giữ ở kiến nghiệp, phóng viên Tân Hoa xã bị bắt, người không rõ nội tình chỉ cho là những sự kiện độc lập. Ngay cả quan viên có liên quan ở Trương Châu lúc này cũng chỉ nóng ruột tìm cách lấp chỗ hở, kiếm dê thế tội, không hề hoảng loạn. Thằng nhóc đó ép người quá lắm, muốn vươn tay tới cả Kim Sơn. Biệt thự của nhà Chu Cẩn Du bên hồ, phong cảnh hữu tình, Chu Cẩn Du biết tin Cẩm Hồ có ý mua thần hy thì đang về nhà ăn cơm trưa, mới nghe tin này bà ta cực kỳ tức giận, thiếu chút nữa đập vỡ di động trong tay. Tạ Hán Minh nghe vợ kể lại cũng hết sức kinh ngạc. Thần hy chẳng phải luôn bàn chuyện liên doanh với Vân Nguyên Malaysia sao? Đột nhiên nhảy ra Cẩm Hồ là thế nào? Lương Vĩ Pháp sáng nay trên cuộc họp tỉnh giải thích là Vân Nguyên điều chỉnh kế hoạch đầu tư trong nước. Đổi trực tiếp đầu tư vào Thần Hy sang đầu tư vào Tân Quang, việc hợp tác với Thần Hy cũng giao cho Tân Quang tiến hành, do hai tập đoàn liên hợp lại thực lực tài chính mạnh hơn, nên điều chỉnh từ liên doanh sang mua lại Thần Hy. Tạ Hán Minh không phải kẻ ngu, chớp mắt một cái đã hiểu ra. Hơn tháng qua bọn chúng Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương đây mà. Năm ngoái tập đoàn Vân Nguyên cùng Việt Tú cùng hợp sức khởi động hạng mục nhà máy tinh viên chấn động cả nước, khiến Cẩm Hồ xác định chỗ đứng trong nước. Khiến Tạ gia cùng các đối thủ cạnh tranh của Cẩm Hồ phải khiếp sợ. Lần này Cẩm Hồ và Vân Nguyên lại triển khai hợp tác trong nghiệp vụ giấy,
mặc dù chưa rõ chi tiết, nhưng có thể khẳng định sẽ tăng cường địa vị của Tân Quang trong ngành nghiệp. Thế cũng đành đi, Tạ Hán Minh không còn hy vọng lật đổ Cẩm Hồ trên thương trường nữa, quan trọng là Cẩm Hồ mua thân hy thành công sẽ vươn tay tới Kim Sơn, làm bọn họ khó khăn lắm mới đứng vững chân được ở Kim Sơn lại chuẩn bị đối diện với uy hiếp và áp chế của Cẩm Hồ. Bọn chúng muốn truy tận gốc đây mà. Chu Cẩn Du không thể không dùng mình. Thời gian qua Triệu Hữu Luân và Cẩm Hồ quan hệ rất mật thiết, Hứa Hồng Bá thậm chí còn ở Kim Sơn, nhưng chỉ giới hạn ở chi nhánh vườn sồi có 200 triệu đầu tư, căn bản không so được mấy hạng mục lớn bọn họ đang tiến hành, ai ngờ hơn tháng qua Cẩm Hồ hơi kế Dương Đông kích Tây. Thần Hy là quốc sĩ to nhất có hiệu ích lớn nhất tỉnh, là cái nồi bồi dưỡng cán bộ Giang Nam, rất nhiều cán bộ cơ quan cấp tỉnh đeo chức rèn luyện thích tới Thần Hy, cũng rất nhiều quan viên xuất thân từ Thần Hy leo lên cương vị lãnh đạo đảng chính phủ địa phương. Có thể dự liệu được việc Cẩm Hồ mua Thần Hy sẽ vấp phải cản trở lớn, nhưng một khi thành công chẳng khác nào đả thông hai mạch nhâm đốc của quan trường Giang Nam, càng chưa nói sẽ nâng cao mạnh mẽ địa vị của Cẩm Hồ ở Giang Nam. Với Tạ gia mà nói, thì Cẩm Hồ muốn truy đuổi bọn họ tới tận cùng. Làm sao mà Chu Cẩn Du bình tĩnh xem xét sự kiện này? Tạ Hán Minh trấn tĩnh hơn. Em thương lượng với anh Cẩn tỷ xem. Anh em bị thằng xúc sinh đó làm thiếu chút nữa xuất huyết não, đang cần tĩnh dưỡng, không nên quấy nhiễu anh ấy. Chu Cẩn Du nói thế xong vẫn ép bản thân bình tĩnh lại. Hơn nữa bọn chúng muốn thông qua Lương Vĩ Pháp thúc đẩy việc này, đâu phải là chuyện đơn giản, bí thư thượng học nghĩ liệu để Lương Vĩ Pháp đem Giang Nam biến thành địa bàn của mình sao? Một năm qua trong tỉnh chấn động lớn, anh trai em phất tích, thượng học nghĩa ở kinh tế cầu phát triển, chính trị cầu ổn định, nếu hai thứ này có xung đột, thượng học nghĩa sẽ cầu ổn định chính trị, ông ta cũng hy vọng Lương Vĩ Pháp tới Giang Nam để cứu hỏa chứ không phải để phóng hỏa. Cho dù như thế, chúng ta cũng phải thận trọng, không thể sơ suất được. Tạ Hán Minh hiểu rõ, nếu để Cẩm Hồ lấn áp ở Kim Sơn, Tạ gia không còn đường trở mình nữa. Chu Cẩn Du gật đầu. Hiện Lương Vĩ Pháp mới chỉ đưa phương án ra cuộc họp chính phủ thảo luận. Chuyện lớn lại mang tính chất đặc thù, không thể không đưa lên cuộc họp thường ủy tỉnh, tới lúc đó em mới có thể lên tiếng. Cho dù không liên hệ với anh Cẩn Tỳ, chúng ta cũng nên thảo luận với Hán Tĩnh và Cát Minh Tín. Sau bữa cơm với Lương Vĩ Pháp, Trương Khác ở lại tẩm viên cùng Hứa Hồng Bá suy đoán phản ứng của hai nhà Chu Tạ. Việc mua Thần Hy có khả năng thu hút hết sự chú ý của hai nhà đó, vậy càng có khả năng cho Chu Cẩn Tỳ một đòn chí mạng ở vụ án đất hiếm, chỉ cần Chu gia không có hoạt động hành lang trước, khi chứng cứ trình lên TW hoặc phơi bày ra công chúng, mạng lưới quan hệ của Chu gia không phát huy được nhiều tác dụng. Vì thế chuyện mua Thần Hy chúng ta phải tích cực vào. Hứa Hồng Bá dặn. Dạ. Trương Khác gật đầu. Dù địa vị có cao tới đâu với Hứa Hồng Bá, y luôn là đứa học trò ngoan ngoãn nghe lời. Vậy cháu gọi điện cho Chu Du, bảo anh ấy nếu không có chuyện gấp thì đừng rời Kim Sơn, nhanh chóng giải quyết việc này. Địch Đan Thanh gõ cửa đi vào. Ông chủ tẩm viên muốn đích thân tới hỏi bữa trưa có hợp khẩu vị không, bữa tối an bài ra sao. Cậu định đáp thế nào? Lương Vĩ Pháp đúng là hại người. Trương Khác chống đầu gối đứng dậy oán trách. Phía tây vườn có một cái đình. Tôi và thầy Hứa ra đó đánh cờ, chị hỏi xem khách sạn có cờ vây không. Địch Đan Thanh tròn mắt. Bên ngoài mùi vị nồng như thế sao không đánh cờ trong phòng. Chỉ ngồi nửa ngày cũng chẳng chết người được. Trương Khác nhún vai. Mời luôn ông chủ tẩm viên tới đình, nói ra thì loại nhân vật này chú tôi mới là người thích tiếp xúc. Đi ra sân gặp Trương Dịch đang nói chuyện với Giản Chí Khang, hắn liền chủ động chạy tới chỗ phục vụ lấy cờ. Trải qua nhiều việc như thế. Trương Dịch đã được Hứa Hồng Bá rèn luyện cho hơn một năm, thanh niên sốc nổi phù phiếm trước kia đã hoàn toàn không còn nữa, được Trương Khác chống lưng, cha hắn không dám nói gì tới chuyện của hắn và Lưu Đình. Và lại thời gian qua Trương Dịch cũng ngày càng được trọng dụng, địa vị trong gia đình tăng lên, hôn sự với Lưu Đình đã được ngầm hừa nhận. Chỉ là quan hệ rạn nứt cần có thời gian cải thiện. Chập tối ẩm mã hà long lanh ánh sóng, như có hàng trăm vạn đồng kim tệ giấu dưới đó. Nếu chẳng phải có cái mùi nhức mũi truyền tới theo gió, buổi tối ra sân đánh cờ cảm giác không tệ. Đó chỉ là cảm khái của người xem cờ thôi, với người đắm chìm vào bàn cờ tựa hồ không có sự phiền não này. Đàm Thiện Chủ của Tẩm Viên Sơn Trang không hiểu thân phận của những người này, đăng ký chỉ là một công ty vô danh, nhưng đi xe Mercedes 600, có hai vệ sĩ theo sát, còn có gia nhân tìm khắp Kim Sơn chưa chắc có nổi một người làm bạn, ắt phải có thân phận hiển hách. Ừ thế cũng đành đi, du long quá cảnh. Thân phận to tới đâu cũng chẳng cần lấy lòng, nhưng tỉnh trưởng đại nhân đích thân tới dự tiệc,
Đàm Thiên có không có mắt nhìn người tới đâu thì lấy danh nghĩa khách sạn ra chào hỏi cũng là việc nên làm. Kỳ thực Đàm Thiên rất thắc mắc, sao những người này lại ở đây? Đàm Viên xây dựng tẩm viên bên ẩm Mã Hà là nghe được tin tức nội bộ nói tỉnh sẽ hạ quyết tâm chỉnh đốn vấn đề ô nhiễm, nên mua đất xây sơn trang đầu cơ. Ấy nhưng, tin tức nội bộ, trong nước nó đặc sắc lắm, có thể làm người ta thăng quan phát tài, cũng có thể khiến người ta táng ra bại sản, tỉnh, sắp, được 4 năm rồi mà ẩm Mã Hà ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng, cái mùi nhức mũi kia có đóng cửa cũng không hết. Từ khi xây xong tẩm viên, mỗi năm Đàm Thiên phải bù cào đó mấy chục vạn duy trì vận hành, không thì biết làm sao, hắn gần như ném cả gia sản vào đây rồi, muốn thoát thân cũng không được, đành cắn răng đợi thời cơ xoay chuyển. Trưa nay được tin, vấn đề ẩm Mã Hà lần này khả năng được giải quyết thật, độ đáng tin rất cao, do chính tỉnh trưởng đề xuất, nhưng dù Lương Vĩ Pháp hôm nay tới tẩm viên, Đàm Thiên cũng chẳng dám hỏi. Hiện Đàm Thiên rất là ức chế, hắn đứng xem cờ cả tiếng rồi, lúc tới còn đưa danh thiếp cho Hứa Hồng Bá, Hứa Hồng Bá chỉ liếc qua rồi nói, tôi không có danh thiếp, rồi đưa cho thanh niên đối diện, thanh niên đó chỉ liếc qua nói một câu, cảm ơn chiêu đãi, đặt danh thiếp xuống bàn, tiếp tục đánh cờ. Nếu là người khác thì sớm đã cáo từ rời đi rồi, nhưng Đàm Thiên có chút kỳ vọng, nên đứng đợi, dè đâu đứng liền một lèo hơn tiếng đồng hồ, tuy có biết cờ vây nhưng còn tâm tư nào xem cờ, người bên cạnh xem cờ đều không nói một lời, làm tình cảnh Đàm Thiên càng trớ trêu chả hiểu phải đứng thế này tới bao giờ. Thầy Hứa ở Kim Sơn, tôi tìm thầy ấy đánh cờ lại không chịu, vậy mà chịu đánh cờ với cậu. Diệp Kiến Bân từ đâu tới, cười nói tự nhiên, làm áp lực trên người Đàm Thiên nhẹ đi không ít. Hứa Hồng Bá chẳng lịch sự nói. Cái trình độ cờ thối của cậu, thà tôi ngồi không còn dễ chịu hơn. Diệp Kiến Bân cười ha hả vỗ vai Trương Khác. Cậu nói tới là tới, chả bảo tôi tiếng nào, hôm nay tôi họp cả ngày giờ mới thoát thân được, không phải là ăn tối xong lại về luôn chứ. Không có chuyện thì tôi ở lại làm gì. Trương Khác đặt cờ xuống rồi mới đáp. Diệp Kiến Bân thấy Đàm Thiên là người lạ, hỏi. Vị này là ai vậy nhỉ? Đợi mãi mới có người chịu nói chuyện với mình, Đàm Thiên cảm tạ ơn Đức Vô Ngần, vội lấy danh thiếp ra. Tòa sơn trang này do tiểu đệ mở, đứng đây học cờ hai vị sư phụ. Diệp Kiến Bân đâu biết Đàm Thiên bị, ghẻ lạnh, nửa ngày trời rồi, tưởng là đám Trương Khác rất hợp ý chủ khách sạn nên mới để người ta tới xem cờ, lấy danh thiếp ra đưa cho hắn hỏi. Sức cờ của anh ra sao, chơi với tôi một vạn, bọn họ thu quan ít nhất cũng phải mất một tiếng. Đàm Thiên xem danh thiếp của Diệp Kiến Bân mới hiểu sao mình đứng đây lâu thế mà chẳng ai thèm để ý, hắn tất nhiên không lạ gì Thịnh Hâm, không ngờ người tuổi tác không chênh lệch với mình là bao này lại là chủ tịch của Thịnh Hâm, cầm danh thiếp của Diệp Kiến Bân mà tay hắn run run, vậy thì một già một trẻ kẻ là thần thánh phương nào đây? Đàm Thiên vội đích thân đi lấy cờ, Trương Dịch nói. Giám đốc Đàm ngồi đi, tôi đi lấy cờ. Hứa Hồng Bá lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Đàm Thiên, chỉ cười không nói gì cả. Diệp Kiến Bân và Đàm Thiên đán cờ rất nhanh, phía Trương Khác thu quan xong sang xem họ đánh thì bàn đó cũng thu quan rồi, chém giết tưng bừng, nhìn cục diện thì Diệp Kiến Bân không hề thua kém, hắn cười hề hà nói. Thầy Hứa thấy sao, tôi cũng tìm được kỳ phùng địch thủ rồi. Hứa Hồng Bá chỉ cười, Trương Khác thì nói. Ván tiếp theo anh xin giám đốc Đàm nhường ba quân xem anh có thắng nổi không? Hả? Diệp Kiến Bân không tin, nhưng thấy Đàm Thiên có vẻ xấu hổ. Nắm cờ thả lên bàn nhận thua. Đánh cờ chán chết. Đàm Thiên trước kia ở cơ quan tỉnh ủy, sức cờ tung hoành ngang dọc, khi ấy Thượng Học Nghĩa còn là phó bí thư tỉnh ủy cũng nghe danh tới tìm hắn đánh cờ. Lúc đó hắn tuổi trẻ khí thịnh, không biết tới chữ nhường, đánh cho Thượng Học Nghĩa tơi bời hoa lá ngay trước mặt mọi người, thế là thành thời khắc vinh quang nhất và cũng là cuối cùng của hắn ở tỉnh ủy. Nghỉ việc không lương mấy năm, Đàm Thiên cũng học được cách nịnh bợ luồn cúi rồi, cho nên mới cố ý đánh ván cờ náo nhiệt như thế. Hy vọng có cơ hội bắt được quan hệ với hào phú nổi danh hai tỉnh này, ai ngờ bị Trương Khác bóc trần, mặt đỏ cả lên. Diệp Kiến Bân chẳng phải bỏ cờ nhân thua vì tức, chẳng qua thấy thất vọng thôi, Trương Khác bóc trần chẳng phải là muốn làm Đàm Thiên quẫn bách, chẳng qua thích đả kích Diệp Kiến Bân. Trương Khác mỉm cười nói. Vậy là thầy ở đây không lo thiếu người đấu cờ rồi, không biết Trương Dịch đánh cờ ra sao? Trương Dịch lắc đầu. Chơi cờ cần thiên phú, cần thầy Hứa nhường ba quân. Có điều miễn cưỡng thắng anh Diệp. Đừng đắc ý. Diệp Kiến Bân đưa tay lên làm bộ muốn đánh Trương Dịch. Hứa Hồng Bá quay sang Đàm Thiên. Chúng tôi mới tới đây không hiểu tình hình xung quanh, giám đốc Đàm không ngại làm dẫn đường chứ. Chương 834,
quân đội luôn ẩn đằng sau. Đàm Thiên không có tâm trạng nghe bạn nói rông nói dài, qua loa vài câu rồi cúp máy, mặc dù còn chưa biết thân phận cụ thể của Trương Khác, nhưng đoán quá nửa rồi, buổi trưa Lương Vĩ Pháp xuất hiện ở đây, rồi Diệp Kiến Bân lại lấy thân phận BQT Thế Kỷ Cẩm Hồ đề xuất Ngô Tẩm Viên cũng quen biết với Trương Khác, Đàm Thiên đương nhiên có thể móc nối lại với nhau. Hiện giờ Đàm Thiên đối diện với rất nhiều lựa chọn, là cắn răng cầm cự tới khi đổi vận, lúc đó hắn sẽ giành lại những gì đã mất, đương nhiên nếu phương án thu mua trở ngại, hoặc Tân Quang không giải quyết ô nhiễm ẩm Mã Hà, thì hắn mất luôn những gì đã có. Nhưng tâm huyết dồn vào đây, hắn không cam tâm bán đi, đặc biệt sau khi trả nợ ngân hàng, hắn sẽ chẳng còn bao tiền, phải khởi đầu lại. Đàm Thiên kiểm tra qua thức ăn buổi tối rồi chạy lên đê thông báo với đoàn người Trương Khác, từ xa nghe thấy Diệp Kiến Bân nói. Lĩnh vực quân sự cao cấp trong nước hiện có cơ sở rất kém, ngay cả hệ thống tên lửa đạn đạo trước khi xuất khẩu sang Pakistan phải thay bằng toàn bộ hệ thống điện tử của Âu Mỹ. Rồi thấy hắn tới liền không nói nữa. Đàm Thiên chỉ coi bọn họ đang thảo luận vui vậy thôi, không nghĩ nhiều. Tiệc chuẩn bị xong, vừa rồi có chút đường đột, bữa tiệc này coi như để tôi biểu đạt xin lỗi. Đi vào trong phòng tiệc của Tẩm Viên đóng chặt các cánh cửa sổ lại, hô hấp thoải mái hơn nhiều. Sau bữa tiệc Diệp Kiến Bân tìm Trương Khác, Hứa Hồng Bá tiếp tục đề tài trên đê. Trong nước lấy đâu ra công ty nào chịu bỏ đầu tư lớn vào lĩnh vực nghiên cứu như Cẩm Hồ. Cho dù trong nước muốn đưa các nhân tài du học nước ngoài về thì cái thể chế hiện tại cũng hạn chế bọn họ phát huy, tôi thấy bộ tổng trang bị chưa chắc không có chút quan tâm nào tới Cẩm Hồ. Nếu không tin chúng ta lập tức gọi điện cho ba tiểu đồng, xem quân đội có chú ý đặc biệt tới Cẩm Hồ không. Sở dĩ bọn họ chưa tỏ thái độ tôi thấy do các phương diện đang đợi nhà máy tinh viên được xây dựng lên. Trương Khác trầm ngâm. Thầy, đây là phúc hay họa? Chuyện gì cũng có hai mặt, chẳng qua cần cân nhắc thiệt hơn cho kỹ thôi. Hứa Hồng Bá bình đạm nói. Người ta không vội tới cảm tạ ơn đức của cậu cũng là có suy tính đấy, đó là sợ chúng ta thuận thế bỏ lên. Hoa rơi có ý, nhưng nước chảy chưa chắc có tình, với bọn họ mà nói. Dẫn tiến một xí nghiệp dân doanh vào lĩnh vực nghiên cứu quân sự là bước đột phá chẳng nhỏ hơn thu mua thần hy. Trương Khác lúc ở bệnh viện đã báo danh rồi, chẳng lẽ Thôi Văn Nghị tới giờ còn chưa liên hệ với người nhà. Hơn nữa phó xã trưởng Thái Vân Phi đần độn tới mức không biết thân phận của Trương Khác. Nghe Hứa Hồng Bá phân tích như thế Trương Khác không sốt ruột nữa, chuyện gì cũng phải làm từng bước. Giản Chí Khang tranh thủ lúc rảnh rỗi gọi điện thoại tới, thông báo lý do Thái Vân Phi tìm hắn. Không chỉ có Thái Vân Phi còn có Lương Vĩ Pháp cùng người phụ trách của chính pháp ủy, kỷ ủy Giang Nam đều có mặt. Thái Vân Phi hạ quyết tâm bóc trần chuyện ở Trương Châu, nên mời những ban ngành liên quan tới nghe Giản Chí Khang, Thôi Úc Hằng báo cáo hiện trạng của việc khai thác mỏ ở Trương Châu, còn nói sẽ dùng thời gian nhanh nhất và cấp bậc cao nhất đưa báo cáo nội bộ lên lãnh đạo chủ yếu của TW. Thái Vân Phi tỏ thái độ cực kỳ cứng rắn, biểu thị không cho phép lấy tôm tép ra làm dê thế tội đối phó cho qua. Lương Vĩ Pháp thừa cơ yêu cầu Sở Công an ngay trong đêm tăng cường thẩm vấn nghi phạm tìm chỗ đột phá, chỉ cần đem lửa mau chóng đốt lên người anh em Đường Anh Dục ở Kiến Nghiệp, là vụ án này có thể đào sâu thêm. Khả năng tướng quân Thôi cũng quan tâm tới hiện trạng tài nguyên đất hiếm. Trương Khác không tin thái độ cứng rắn của Thái Vân Phi chỉ là vì muốn đòi lại công đạo cho ba phóng viên Tân Hoa xã, mà ắt có cân nhắc khác. Thôi Úc Hằng bị đánh cho xương mũi, má đều bị dạn, còn vết thâm tín trên người không đáng lo. Qua xử lý, dù phải ở bệnh viện quan sát, song không có gì bất tiện tới sinh hoạt nữa, cũng không ảnh hưởng hắn sửa soạn tài liệu. Khi bị giam thì phần lớn tài liệu đã bị hủy, không muốn trở lại Trương Châu điều tra, đành mượn tài liệu của báo Sáng Kiến Nghiệp. Thôi Úc Hằng còn tưởng bọn họ điều tra tỉ mỉ lắm rồi, đến khi xem tài liệu của Giản Chí Khang mới biết báo Sáng Kiến Nghiệp có chuẩn bị kỹ càng hơn họ nhiều, cơ bản hơn 100 điểm khai thác trộm ở Trương Châu đều được tra ra. Con đường tài nguyên chảy ra nước ngoài cũng làm rõ, thậm chí còn điều tra rõ cả tình trạng ô nhiễm xung quanh. Thật khó tưởng tượng được số tài liệu này được hai phóng viên tra ra trong nửa tháng, nếu chẳng phải đa phần nội dung trùng hợp với điều tra của Tân Hoa xã, Thôi Úc Hằng còn nghi ngờ bọn họ làm giả. Làm hắn càng bất ngờ là Lương Vĩ Pháp, Thái Vân Phi chẳng hề tỏ ra nghi ngờ về tính chân thật của tài liệu này. Lương Vĩ Pháp là tỉnh trưởng chắc biết phần nào, Thái Vân Phi làm phóng viên mấy chục năm. Phải biết năng lực điều tra hai phóng viên rất có hạn, vén được một góc tảng băng chìm đã không tệ, sao có thể chuẩn xác như thế. Thái Vân Phi ở nhà khách chính phủ, Thôi Úc Hằng ở phòng bệnh chẳng kém gì biệt thự nghỉ dưỡng, Thôi Úc Mạn cùng mẹ và chị dâu cũng ở trong bệnh viện.
Thôi Úc Mạn thương lượng với mẹ và chị dâu khi nào chính thức cảm ơn Trương Khác và phóng viên Nhật báo Kiến Nghiệp. Tối ngày hôm qua đều là ba và cậu học sinh của con trao đổi điện thoại, nếu cảm ơn cũng phải do ba bỏ thời gian ra chứ. Nói tới cậu học sinh của em, anh có chuyện muốn hỏi đây. Thôi Úc Hằng gõ cửa phòng, ý bảo em gái ra ngoài nói chuyện. Mẹ hắn không vui. Có chuyện gì mà phải tránh mẹ và Tiểu Cẩm, năm xưa Tiểu Mạn xảy ra chuyện ở Hải Châu, không ngờ hai đứa giấu nửa năm trời mới nói, thật không biết hai anh em các con còn giấu giếm cái gì, đang nghĩ cái gì trong đầu. Con sợ mẹ và ba lo thôi mà. Thôi Úc Mạn năm xưa kiên trì về quê làm giáo viên, sợ gia đình lấy cớ hạn chế tự do của mình nên mới giấu. Chuyện cũ xì mẹ con nói làm gì? Thôi Úc Hằng đau đầu, khi đó hắn chiều em gái nên giấu trong nhà, chuyện lộ ra bị mắng cho thối mặt, đành hỏi Tiểu Mạn. Cậu Trương Khác đó là sinh viên năm thứ nhất hả, sao lại biết chuyện phóng viên báo Kiến Nghiệp ngầm điều tra? Anh thấy tài liệu của bọn họ rất đầy đủ, chắc chắn phải chuẩn bị kỹ càng, cũng hiểu tầm nguy hiểm của việc này, sao có thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Càng nghĩ càng thấy có rất nhiều nghi vấn, đặc biệt là phản ứng từ Tân Hoa xã và tỉnh Giang Nam, hắn là phóng viên, không quen giấu nghi vấn trong lòng. Em cũng không rõ, cảm giác rất loạn. Thôi Úc Mạn muốn miêu tả lời ấn tượng về Trương Khác, nhưng thấy rất khó. Anh cũng biết bốn học sinh kia của Nhất Trung, Đỗ Phi và Trương Khác rất đặc biệt, Đỗ Phi vào đại học đã sáng lập công ty, Trương Khác em còn thấy đặc biệt hơn. Anh không biết tối qua em đi xe gì tới đâu, chính là chiếc Mercedes đắt nhất anh chỉ cho em ở triển lãm xe Bắc Kinh. Còn nữa, cậu ta liên hệ với phóng viên báo Kiến Nghiệp ở Trương Châu mà không hề thông qua ai cả. Sáng nay cứu anh ra rồi, hình như cậu ấy gọi điện cho tỉnh trưởng Lương. Em cảm giác ba biết gì đó, nhưng ba cứ hay lấy cơ mật quốc gia ra làm cớ, chuyện này liên quan gì tới cơ mật quốc gia. Anh có nghi vấn gì chẳng bằng gọi thẳng cho ba. Thôi Úc Hằng nghĩ cũng phải, về phòng làm việc tạm thời gọi điện. Chương 835, ở ngoài không ở trong. Thôi Văn Nghị không thể tùy tiện rời cương vị công tác, đêm vẫn còn ở thư phòng, trên bàn là đống tài liệu, nhận được điện của con trai, trách. Công việc có thể hoãn lại, con làm thế không phải khiến mẹ thêm lo à? Mẹ hiểu con mà, và lại tranh thủ thời gian sửa soạn tài liệu cũng là tự đòi lại công bằng cho con. Thôi Úc Hằng cười, chỉ nhếch mép được lên một chút, nếu không rất đau. Tiểu Mạn nói trong tay ba khả năng có tư liệu của cậu học sinh kia, còn rất tò mò, ba lộ cho con biết một chút được không? Thôi Văn Nghị trầm ngâm một lúc mới nói. Đứa học sinh kia của Tiểu Mạn là một dị loại, trước kia con biện luận với cha mảnh đất Trung Quốc này sinh ra được Bill Gates thì trưởng thành cũng chẳng thể thành tôn chính nghĩa. Tối qua khi gọi điện thoại Thôi Văn Nghị đã biết thân phận của Trương Khác, cho nên mới nghe ý kiến của y giải cứu con mình. Thôi Úc Hằng không phát ra được tiếng nào. Thật khó tưởng tượng được chàng trai sáng nay đứng trước giường bệnh lại là người sáng lập Cẩm Hồ, sự thực này khiến người ta khó tiêu hóa, nhưng phù hợp với hoang mang của Tiểu Mạn, thái độ của các phương diện. Nhưng Cẩm Hồ nhiệt tình tham gia vào chuyện Trương Châu có ý đồ gì? Quy mô điều tra dứt khoát không phải chỉ có hai phóng viên của báo Kiến Nghiệp. Thôi Văn Nghị cũng đoán ra được nét mặt con trai lúc này. Thái Vân Phi vừa mới gọi điện cho ba. Nói Cẩm Hồ lấy danh nghĩa báo sáng Kiến Nghiệp điều tra rất tỉ mỉ về hiện trạng tài nguyên đất hiếm của Trương Châu, xuất phát từ lập trường của mình, con thử phân tích cho ba mục đích của bọn họ là gì. Trong tay con không có tài liệu tỉ mỉ về chàng trai đó, làm sao phân tích được? Thôi Úc Hằng đúng là đoán không ra, nhưng nghĩ tới một vấn đề quan trọng. Theo như ba nói thì 3 năm trước khi Tiểu Mạn mới tới Hải Châu thì Cẩm Hồ cũng đã có chút quy mô, vậy cậu ta không phải đơn thuần là tên hoàn khố trong trường. Cậu ta còn chẳng phải lấy thân phận học sinh ra yểm hộ hay sao? Thôi Văn Nghị thở dài. Trước kia cũng có e cậu ta quá kiêu ngạo, không thích tiếp xúc chính diện. Tôn Chính Nghĩa, Masayoshi Son, chủ tịch kiêm CEO của SoftBank Mobile, người giàu nhất Nhật. Bill Gates, do trước kia bỏ học, nên hiện gần như đang thất nghiệp. Diệp Kiến Bân cầm tài liệu về hiện trạng và tương lai phát triển sản nghiệp đất hiếm mà Địch Đan Thanh làm theo yêu cầu của Trương Khác. Vừa xem vừa cảm khái. Cái thằng nhóc này làm sao mà tốt số thế, kiếm được trợ lý như cô, vừa bổ mắt lại tài cán, hay sang làm trợ lý cho tôi đi. Cho dù tôi sẵn lòng làm trợ thủ cho anh cũng cần chị Đinh phê chuẩn mới được, tôi không muốn suốt ngày bị chị ấy phòng như phòng trộm. Địch Đan Thanh chẳng chút nương tình chọc vào chỗ đau của Diệp Kiến Bân. Nhìn Diệp Kiến Bân cười méo xẹo, Trương Khác cười khoái trá. Nhìn thấy chưa, có trợ thủ như vậy chưa chắc là chuyện may mắn đâu. Nói tới đó nhận ra câu,
vừa bổ mắt vừa tài cán, của Diệp Kiến Bân còn có ý khác, không nhịn được lại cười phá lên. Tài cán, năng can, tức là vừa bổ mắt lại có thể XXX được. Địch Đan Thanh nghe vậy lườm Trương Khác một cái, đúng lúc Hứa Hồng Bá đang đứng nói chuyện với Trương Khác ở cửa sổ nhìn sang, chột dạ quay đầu đi, tiếp tục giảng giải chi tiết phương án cho Diệp Kiến Bân, cô sợ ánh mắt như nhìn thấu lòng người của ông. Thấy cảnh đó Hứa Hồng Bá khẽ thở dài nhưng không nói gì, với phương án thương nghiệp cụ thể ông không hứng thú, ở phương diện này Cẩm Hồ có đủ nhân sĩ chuyên nghiệp rồi, ông chỉ giúp Trương Khác suy nghĩ tới những nhân tố đứng đằng sau văn bản luật pháp. Tuy có Địch Đan Thanh ở bên giải thích, Diệp Kiến Bân vẫn phải day huyệt thái dương, đứng dậy cũng thấy đầu choáng váng. Ai, cái này phải bỏ công sức rất lớn đây. Diệp Kiến Bân vò đầu đi tới cửa sổ, nhưng ban đêm cái mùi từ ẩm Mã Hà truyền tới chẳng giảm chút nào, làm hắn càng khó chịu. Trương Khác thở dài. Thị trường trong nước dù rất lớn, nhưng chính phủ TW sẽ không để Cẩm Hồ dựa vào thị trường trong nước trở thành con quái vật khổng lồ không thể khống chế. Cẩm Hồ chỉ đứng chân trong nước, sẽ ngày càng bị chính sách kiềm chế. Có lẽ tới một ngày bọn họ sẽ phải dựa vào Cẩm Hồ, nhưng bọn họ mãi mãi không bỏ nỗ lực khống chế Cẩm Hồ. Hứa Hồng Bá gật đầu tỏ ý trẻ nhỏ dễ dậy. Đúng, tương lai của Cẩm Hồ ở ngoài chứ không ở bên trong. Đương nhiên không có nghĩa là Cẩm Hồ chuyển tài sản ra nước ngoài hay là Trương Khác kiếm lấy thân phận công dân nước ngoài, Trương Khác hiểu ý ông. Mục tiêu của Cẩm Hồ là đứng vững chân trong thị trường toàn cầu, hiện với thể chế kinh tế này, chúng ta cạnh tranh với doanh nghiệp ngoại ở trong nước cũng phải trả giá lớn, khỏi nói tới cạnh tranh bên ngoài được nhà nước ủng hộ. Hiện chúng ta cần làm là phải bố cục trước, để tham gia vào chiến lược kinh tế đối ngoại quốc gia ở mức độ nhất định. Chỉ có lợi ích nhất trí mới là có thể làm địa vị của chúng ta ở trong nước được ổn định, không lo một hai thằng hề có thể làm lay động được. Trương Khác không cần che giấu ý đồ của mình, đương nhiên cũng cần kéo Diệp Kiến Bân vào cùng thực hiện ý đồ này. Phương án Địch Đan Thanh soạn ra bao gồm lập một loạt công ty ở các quốc gia tiêu phí, xuất khẩu đất hiếm, thành một con đường lưu thông hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn nữa có thể khống chế được. Công ty nước ngoài có thể do Việt Tú đầu tư thành lập. Công ty tư trong nước muốn tham gia vào sản nghiệp đất hiếm thì rất mẫn cảm, Trương Khác suy tính liên hợp với Ngân hàng Thương nghiệp Hải Châu, kiến nghiệp cùng tổ chức công ty, cho dù công ty lập nên để hai ngân hàng chiếm đa số cổ phần cũng không sao, chỉ cần đảm bảo con đường lưu thông này luôn nằm trong tay Cẩm Hồ là được. Đương nhiên phương án này còn chưa hoàn chỉnh lắm, vội vội vàng vàng lập ra trong một tháng, khi chấp hành còn phức tạp. Trương Khác nhíu mày, tựa hồ đang tưởng tượng ra khó khăn trong đó. Phải điều động hết mọi quan hệ có thể. Hiện nguồn lực Cẩm Hồ có thể điều động cũng khá khủng bố rồi, cậu không cần tự xem nhẹ bản thân. Diệp Kiến Bân vỗ vai Trương Khác. Phương án này có thể bắt đầu chấp hành trước ở trong nước. Trương Khác cười, mày giãn ra nói. Mấy ngày qua tôi luôn nghĩ đặt tên công ty này thế nào cho tốt, hiếm khi có cả thầy Hứa và anh Diệp ở đây, chúng ta cùng thảo luận. Chuyện này còn cần phí công thảo luận à? Diệp Kiến Bân kỳ quái. Muộn thế này rồi, ở đây lại nặng mùi, tôi về khách sạn trong thành phố ngủ đây, công ty lấy tên gì, tự cậu chọn. Anh thấy đặt là Khoáng Nghiệp Thịnh Hâm thì sao? Bất kể là trong hay ngoài nước đều lấy tên Thịnh Hâm. Thấy Diệp Kiến Bân muốn đi, Trương Khác nói nhanh. Ê này, cậu có ý gì thế hả? Phương án này khi chấp hành rất phức tạp, liên quan tới quan hệ nhân sự, tôi không nghĩ ai thích hợp hơn anh. Trương Khác lúc này mới để lộ ý đồ chân chính, cười híp mắt nói. Mục đích tập đoàn Khoáng Nghiệp không phải chỉ tham dự khai thác tài nguyên đất hiếm trong nước, như thầy Hứa nói đấy, tương lai ở ngoài không ở trong, bên ngoài bầu trời rộng lớn ra sao lúc này còn chưa biết. Trong nước hiện mẫu năm tổng ngạch xuất khẩu đất hiếm chưa tới 20 triệu, trước tiên bỏ ra 400 triệu khởi động, anh thấy sao? Diệp Kiến Bân ngớ ra không ngờ Trương Khác tính kế cả mình vào rồi. Trương Khác không để ý tới hắn, quay sang nói. Lần này lại phải làm phiền thầy rồi. Hứa Hồng Bá vuốt râu. Giám đốc Diệp không chê tôi chứ hả? Diệp Kiến Bân vẫn chưa quyết được. Trương Khác dụ khỉ. Anh không thấy xen vào chuyện điện khí Thịnh Hâm quá nhiều làm trở ngại cho anh Thiệu à? Hơn nữa chuỗi siêu thị điện máy trong nước với anh làm gì còn thách thức nữa, tôi suốt ngày nghe anh oán trách nên mới nhường vị trí này cho anh đấy. Ồ, ra là cậu toàn nghĩ cho tôi thôi. Diệp Kiến Bân họa điên mới tin lời ma quỷ đó. Tôi biết cậu có bàn với chú hai chuyện này. Ngoài chú hai ra hiện còn ai ủng hộ cậu? Tôi đã nói với tỉnh trưởng Lý, ông ta tất nhiên không thỏa mãn chỉ có tiếng nói ở sự vụ địa phương. Trương Khác cười khì. Còn nữa đang đợi tiếp xúc là quân đội,
ứng dụng đất hiếm trong lĩnh vực quân sự cực lớn, từ góc độ quân sự mà xét, tuyệt đối không cho phép khai thác điên cuồng như vậy, sao có thể không phát ra tiếng nói. Tướng quân thôi đang đợi anh đấy. Diệp Kiến Bân giờ có chút hối hận vì buổi tối nhét Trương Dịch vào Thế Kỷ Cầm Hồ, làm ơn mắc oán, hai chú cháu nhà này một gian một manh, trầm ngâm một lúc nói. Bất kể thế nào, công ty muốn thành công không thể thiếu sự hỗ trợ tài chính của Cầm Hồ, tôi thấy cứ đặt là khoáng nghiệp Cầm Hồ đi, xem kiếp này nước ta có sinh ra được một tài phiệt khuynh đảo quốc gia không. Làm gì có dã tâm lớn thế, nhưng mà đương nhiên, chỉ cần có khả năng tất nhiên phải nỗ lực. Trong tòa biệt thự thành ủy gần hồ, đèn vẫn sáng, tới tận khuya, Cát Kiến Đức và Cát Ấm Quân, Lâm Tuyết, Vương Hải Túc mới đi, khi bọn họ lên xe, không chú ý thấy Triệu Hữu Luân đứng ở cửa sổ biệt thự gần đó nhìn bọn họ. Chu Cẩn Du từ khi lên làm bí thư thành ủy Kim Sơn tới nay, tuy bị hành lang số của kiến nghiệp che lấp hào quang, nhưng vẫn làm ra được một số thành tích không tệ. Hạng mục khu công nghiệp điện và khu sản nghiệp phần mềm đã chính thức khởi động, điện tử Hoa Hạ cũng đã đầu tư cơ sở sản xuất 1 tỷ đồng vào Kim Sơn, so với Triệu Hữu Luân, chắc chắn Chu Cẩn Du đáng khẳng định hơn. Rất ít khi nhìn thấy vợ chồng Chu Cẩn Du giữ khách tới đêm khuya thế này, bà ta sợ Cẩm Hồ vươn tay tới Kim Sơn. Triệu Hữu Luân nghĩ thế, nhìn mấy cỗ xe rời đi, mới quay về bàn, muốn đứng vững chân ở Kim Sơn thật không dễ dàng gì. Lâm Tuyết ngồi trên xe Cát Kiến Đức. Cát Kiến Đức thời gian qua vì chuyện cơ sở sản xuất ở Kim Sơn mà thường xuyên tới đây, làm giám đốc Hoa Hạ, thời gian tự do hơn làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch nhiều. Tên nhóc đó hiện có thể bỏ ra 2.2 tỷ mua thần hy, đúng là mạnh tay. Lâm Tuyết như dây leo bám trên người Cát Kiến Đức, cô ta biết phải lấy lòng nam nhân ra sao, nhất là nam nhân năm 60 tuổi, xoa cằm Cát Kiến Đức nhõng nhẽo. Tinh điển mấy năm qua khai phát nhà đất tổng trị giá còn chưa quá được 1 tỷ. Hiện chỉ hy vọng vào Hoa Hạ để lấy lại chính nghĩa thôi, đừng để Cầm Hồ bắt nạt công ty nhỏ. Cát Kiến Đức cười khẩy. Bọn chúng nằm mơ nói mộng, thần hy đâu phải quốc sĩ thua lỗ, không phải gánh nặng chính phủ, Lương Vĩ Pháp muốn bán, Thượng Học Nghĩa phải nghĩ cho kỹ. Cầm Hồ thường làm những chuyện sấm chớp to mà mưa thì nhỏ, như hạng mục bột giấy năm xưa, tới giờ có nhắc tới đâu, làm ầm lên nửa năm, không ngờ lại xúi bảy kiến nghiệp làm hành lang số, em có chẳng tên nhãi đó lần này cũng không chơi mê hồn trận. Vậy anh nghĩ bọn chúng muốn làm cái gì? Lâm Tuyết gật như ngồi hẳn trong lòng Cát Kiến Đức. Làm sao anh biết? Cát Kiến Đức mặt đê mê bóp mông cô ta. Điều kiện mua thần hy hơi quỷ dị, em nói thần hy có đảm bảo được lợi nhuận nếu không làm ô nhiễm môi trường sao? Lâm Tuyết phụng phịu. Kệ nói thế nào cũng phải đề phòng, ở kiến nghiệp em phải chịu uất ức rồi, chẳng lẽ tới Kim Sơn vẫn phải nhẫn nhịn? Cát Kiến Đức cười. Bọn chúng dám dùng khoản tiền lớn mua quốc sĩ. Chủ yếu là vì dự báo tốt về tiền đồ di động trong nước, nếu có thể đảm bảo kiếm được mỗi tháng vài trăm triệu từ di động, còn chuyện gì bọn chúng không dám làm. Nhưng anh không cho bọn chúng dễ dàng vậy đâu. Anh nói thì hay lắm, lần này Hoa Hạ đầu tư cơ sở sản xuất ở Kim Sơn, sao em không thấy Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng có động tĩnh gì? Lâm Tuyết không ngừng kích thích lòng tự tôn của Cát Kiến Đức. Không phải bộ thông tin nhét cả ba xí nghiệp kia vào dưới cờ Hoa Hạ là Cát Kiến Đức có thể sai phái người ta như con ở, tuy hai bộ trực thuộc cũ không còn nữa, nhưng người vẫn không đổi, mối quan hệ không đổi, thành ra Cát Kiến Đức mới giống kẻ cố chen chân vào. Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng lần này không nghe lệnh Cát Kiến Đức đem cơ sở sản xuất mới đặt ở Kim Sơn, chủ yếu là do hạn chế từ Hiệp hội Xúc tiết Kỹ thuật, ba công ty này không thể đem nhà máy hạch tâm và trung tâm nghiên cứu đặt ở kiến nghiệp, rồi đem lắp ráp ở Kim Sơn. Tuy nói điện tử Hoa Hạ nắm 3 phiếu ở Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật, cùng 1 phiếu thuộc Bộ Thông tin, nhưng quyền quyết định bị hạn chế, một khi lạm dụng quyền lực, Cẩm Hồ có quyền giải tán Hiệp hội. Cát Kiến Đức dù biết tình trạng này, nhưng bị Lâm Tuyết chọc vào, trong lòng có chút phẫn hận, âm thầm toan tính kiếm cơ hội đổi hết cao tầng của 3 công ty này. Chỉ tá anh Thọ tới tối mới biết 3 phóng viên Tân Hoa xã bị bắt giữ trái phép. Lo hiện trạng khai thác trái phép hỗn loạn ở Trương Châu sẽ làm cao tầng chính phủ Trung Quốc thay đổi quyết sách với đất hiếm, vội vàng gọi điện cho Đường Anh Bồi. Một phần giao dịch của City kim loại đặc chủng Mitsui tiến hành qua Hoa Hy, ông ta cũng rõ Hoa Hy khống chế quá nửa mỏ quặng ở Trương Châu. Nếu không có Hoa Hy, Mitsui tối đa mỗi năm chỉ có thể mua được 100 tấn đất hiếm khai thác hợp pháp ở Trương Châu chứ không phải là gấp 6 lần như hiện tại. Chỉ tá anh Thọ thời gian qua ngầm thao tác ở Bắc Kinh. Hôm qua mới về tới Kim Sơn, phát hiện ra Đường Anh Bồi lâu lắm rồi không chủ động liên hệ với mình, giao dịch hai bên vẫn tiến hành bình thường, nên cũng không chú ý lắm.
lần này gọi điện tới mới biết sự thực. Hai anh em Đường Anh Dục, Đường Anh Bồi đồng thời bị cảnh sát kiến nghiệp bắt giam, còn ngăn không cho tiếp xúc với bên ngoài, hiện hoa hy loạn lên như thế, cần hai anh em họ chủ trì đại cục, nhưng cảnh sát kiến nghiệp kín như bưng, không vươn tay tới được, nên mới đem thực tình nói cho chỉ tá anh Thọ, nghĩ cảnh sát kiến nghiệp phải nể mặt người Nhật. Chỉ tá anh Thọ có nghiên cứu về Trung Quốc, thậm chí còn có nhận thức tỉnh táo về quốc gia này hơn cả đại đa số người dân nước họ, nhìn ra rất nhiều nghi vấn, tự nhiên sâu chuỗi chúng với nhau, ngay lập tức lo lắng gọi điện cho Chu Cẩn Tì. Chu Cẩn Tì đặt điện thoại xuống, lại có cảm giác máu giật giật trên đầu, vội vịn vào bàn để bản thân bình tĩnh lại, từ từ chỉnh đốn suy nghĩ. Sau khi nhận được điện thoại của chỉ tá anh Thọ, ông ta liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, hiểu được một số chi tiết trong vụ bắt giữ phóng viên Tân Hoa xã. Chu Cẩn Tì dần dần xua đi được bóng tối, nhìn thấy một khuôn mặt ngông cuồng hiện ra, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Xem ra nửa tháng trước bị thằng nhãi đó làm nhục không phải ngẫu nhiên, xuất hiện tình hình này có hai loại khả năng, hoặc Cẩm Hồ luôn theo sát sản nghiệp đất hiếm, hoặc thằng nhãi đó luôn nhắm vào Chu gia. Chu Cẩn Tì bảo bản thân phải bình tĩnh không được tự loạn thế trận, tình hình chưa chắc đã tệ như tưởng tượng. Chu Cẩn Du tiễn đám người Cát Kiến Đức đi, sắp xếp lại những chuyện hỗn loạn mấy ngày qua. Tạ Hán Minh rót hai ly rượu vang tới, Chu Cẩn Tì thích trước khi ngủ uống một ly rượu vang. Phụ nữ tới tuổi này rồi vẫn còn cuốn trong vòng xoáy đấu tranh quyền lực, càng biết phải bảo dưỡng ra sao. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn tường, ánh sáng xuyên qua pha lê trong suốt, làm ly rượu vang trông có màu như một ly máu. Chương 836, Phản bội quốc gia. Chu Cẩn Du nhận lay ly rượu, định uống xong rồi lên giường ngủ, nhưng điện thoại trong phòng ngủ đột ngột vang lên, Chu Cẩn Du giật mình, rượu văng ra sàn, nửa đêm có điện thoại luôn làm cho người ta có cảm giác chẳng lành. Chu Cẩn Du dù tính cách kiên cường, như ở thời khắc mẫn cảm thế này, vẫn sợ nghe thêm tin gì đó bất lợi. Tạ Hán Minh nhấc điện thoại lên, một lúc sau quay lại bảo vợ. Điện của anh cả đó, tìm em. Chuyện thần hy chưa ai nói với anh ấy phải không, muộn thế anh ấy còn gọi làm gì. Chu Cẩn Du không lo chỗ anh mình có thể xảy ra sai sót gì, yên tâm hơn một chút, tới nhận điện thoại. Tạ Hán Minh không cố ý nghe lén âm thanh rất nhỏ truyền ra từ điện thoại. Nhưng từ biến hóa trên mặt vợ là biết chuyện gay gâu rồi, quả nhiên lại là tin tức xấu. Phóng viên Tân Hoa xã bị bắt khả năng vẫn do thằng xúc sinh kia giở trò đằng sau. Chu Cẩn Du đặt điện thoại xuống, mặt âm trầm như trời mưa, nói với chồng. Dẫn cảnh sát vũ trang đi cứu người là phóng viên báo Sáng Kiến Nghiệp. Không có quan hệ lợi ích, báo địa phương không thể chạy sang địa phương khác vạch trần tấm màn đen làm gì, báo Sáng Kiến Nghiệp có quan hệ mật thiết với Cẩm Hồ. Rất nhiều tin tức trọng đại của Cẩm Hồ được đưa ra qua báo Sáng Kiến Nghiệp, điều này Tạ Hán Minh biết rất rõ. Nói như thế nửa tháng trước anh em bị thằng nhãi đó sỉ nhục trên giảng đường không phải là ngẫu nhiên. Tạ Hán Minh liên hệ các sự kiện với nhau, đột nhiên có cảm giác hai mặt đều có địch bao vây. Anh em thật là, nhất định dính vào loại chuyện này làm gì? Chu Cẩn Du nhíu chặt mày, vừa uống rượu xong có hơi buồn ngủ, giờ lại cảm thấy đau đầu. Ngài trí tá của Mitsui nhờ vả, anh em không tiện từ chối. Tạ Hán Minh giải thích. Tài phiệt Mitsui nắm giữ mấy doanh nghiệp điện tử lớn nhất Nhật Bản, Tạ gia nếu muốn có thành tựu ở lĩnh vực điện tử, phải hợp tác với bọn họ. Có điều hiện chưa thấy vấn đề gì, em đừng lo. Sao em không lo cho được, ai mà biết thằng xúc sinh đó đang toan tính gì, ai mà biết nó làm gì tiếp theo. Chu Cẩn Du rít lên. Tạ Hán Minh im lặng không nói. Lúc này có dấu hiệu rõ ràng Việt Tú dùng lượng lớn tài chính mua cổ phiếu của Gia Tín, dù Gia Tín tích cực phòng ngự, khả năng bị mất quyền khống chế rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là không có. Cẩm Hồ lại vươn tay tới Kim Sơn, mua được thần hy cũng rất khó, nhưng không phải hoàn toàn không thể. Ba cái dây thường buộc vào cổ, dù cả ba đều rất lỏng lẻo, nhưng chẳng ai bị buộc vào có thể thoải mái. Tất cả điều bọn chúng làm đều nhắm vào Chu gia. Chu Cẩn Du như lên cơn điên. Lão hồ ly kia luôn nấp sau lưng đợi ra tay. Tạ Hán Minh không dám khẳng định tất cả do Từ Học Bình mưu tính, nhưng chắc chắn Từ Học Bình là người ủng hộ Cẩm Hồ kiên định nhất. Sáng sớm Trương Khác nhận được điện thoại của Lương Vĩ Pháp, việc thẩm vấn ba nghi phạm đã có đột phá, một trong số đó không chịu nổi, áp lực thẩm vấn, thừa nhận Đường Anh Dục đứng sau thao túng, đã liên hệ với bên Kiến Nghiệp, đưa Đường Anh Dục về Kim Sơn tiến hành thẩm vấn. Cảnh sát Kiến Nghiệp rất phối hợp, vì tiết kiệm thời gian. Chủ động phái xe đưa Đường Anh Dục tới Kim Sơn. Quân bài domino đầu tiên đã bị xô đổ, quân bài tiếp theo ngã là chuyện hiển nhiên, Lương Vĩ Pháp lập tức quyết định,
rút người từ Sở Công an, Kỷ ủy tỉnh, Cục Giám sát khoáng sản thành lập tổ điều tra liên hợp làm rõ toàn bộ tội trạng việc khai thác mỏ trái phép ở Trương Châu, bao gồm cả vụ án cũ cũng lật lại điều tra. Các quan viên khác của tỉnh ủy Giang Nam ở sự kiện này giữ im lặng tập thể, chấp nhận sự thực phát sinh, ai cũng biết chuyện sắp được Tân Hoa xã đưa lên TW, che không nổi nữa, chỉ mong có hành động bù đắp, một số kẻ thì tính toán tìm dê thế tội, nhìn chung đa phần chưa ý thức được việc này điều tra sâu hơn có dính líu lớn thế nào. Hành động của tỉnh rất nhanh, chỉ trong 24 tiếng đã có quyết định không cho phía Trương Châu kịp phản ứng, bí thư tỉnh ủy Thượng Học Nghĩa cũng ủng hộ điều tra liên hợp. Thôi Úc Hằng ở bệnh viện biết kẻ đứng sau bị khai ra, trong lòng chẳng nhiều vui mừng mấy, chỉ có một suy nghĩ lớn vẩn mãi, Cẩm Hồ nhúng tay vào việc này làm gì. Hôm qua hắn chỉnh đốn tài liệu tới nửa đêm, lại gọi điện với cha tới rạng sáng, đối với người bị trọng thương mà nói là rất vất vả, sáng nhận điện thoại của lãnh đạo, đầu óc quay cuồng. Anh, phóng viên Giảng dẫn bạn anh tới thăm anh này. Thôi Úc Mạn gõ cửa đi vào, Giảng Chí Khang cùng một nam nhân xa lạ theo sau. Thôi Úc Hằng không nhớ ra mình và nam nhân này là bạn khi nào. Sao, không nhận ra tôi à? Diệp Kiến Bân xua xua tay trước mặt Thôi Úc Hằng. Khi đó anh học nhị thập trung, tôi ít hơn anh một lớp, mẹ anh còn dạy hộ lớp tôi 2 ngày, nhà tôi khi ở Bắc Kinh trong ngõ Đông Tứ, cách nhà anh 2 ngõ. Anh không có ấn tượng gì về tôi à? Chuyện từ năm 77, 78 rồi, lại chẳng cùng lớp cùng khóa, rốt cuộc là loại bạn kiểu gì thế? Mặc cho Thôi Úc Hằng đần mặt ra, người do ân nhân cứu mạng Giản Chí Khang đưa tới, tất nhiên không thể lãnh đạm, vẫn kéo ghế mời khách, bảo vợ pha nước. Giản Chí Khang nhiệt thành nói. Hôm qua không biết chủ tịch Diệp lại là bạn phóng viên thôi, nếu không tôi kéo anh ấy cùng tới. Diệp Kiến Bân như hát bè. Tôi cũng không ngờ đêm hôm nọ thằng nhóc Trương khác đó dựng tôi dậy thì ra vì cứu anh, bạn học năm xưa anh còn liên lạc với ai không? Ngồi xuống giường bệnh, nhìn Thôi Úc Mạn. Tiểu Mạn phải không, năm xưa suốt ngày như cô bé mít ướt lẽo đẽo theo sau Úc Hằng. Thôi Úc Mạn cũng bất ngờ, nam nhân cao lớn điển trai này chính là chủ tịch Diệp Kiến Bân của tập đoàn thương nghiệp lớn nhất Hoa Đông. Còn nữa Trương khác thông qua anh ta để liên lạc phóng viên báo Kiến Nghiệp cứu anh mình. Còn là bạn học của anh Minh, vậy tính ra cũng là bạn học của mình. Thôi Úc Hằng thì bị Diệp Kiến Bân làm đầu óc hơi chạm mạch, hắn biết rõ Cẩm Hồ đứng sau vụ án này, không ngờ tập đoàn Thịnh Hâm cũng xen vào. Hắn vừa về nước, tin tức hữu hạn, không hiểu ý đồ Diệp Kiến Bân. Sau khi tôi biết là anh, liền gọi điện cho chú ba tôi, chú tôi bảo tôi tới hỏi thăm thương thế của anh. Diệp Kiến Bân tiếp tục nhiệt tình lôi kéo quan hệ, thấy mặt Thôi Úc Hằng hơi đờ đẫn. Chú ba tôi là Diệp Trúc Dân, anh chắc phải biết chứ. Còn nhớ Tiểu Đồng không? Tôi gọi điện cho Tiểu Đồng, nó còn nhớ lại chuyện từng đính ước với anh, chớp mắt đã 4-5 năm rồi, hai người đều đã kết hôn. Hiện Tiểu Đồng làm phó tổng giám đốc của Hương Tuyết Hải. Ký ức Thôi Úc Hằng dần dần sống lại. Thôi Úc Hằng đúng là có tiếp xúc với Diệp Trúc Dân, nhưng không quen biết mấy Diệp Tiểu Đồng từ nhỏ lớn lên ở Kiến Nghiệp. Còn về lần đính ước đó, chẳng qua là mùa xuân 4 năm trước gia trưởng hai nhà lừa tới quán cà phê nửa ngày mà thôi, thiếu chút nữa bị cưỡng ép thành vật hy sinh của cuộc hôn nhân chính trị. Ồ, Tiểu Đồng giờ làm phó tổng giám đốc của Hương Tuyết Hải ép. Thôi Úc Hằng nghe được một tin quan trọng liền nhắc lại. Hôm qua hắn mới biết chuyện về Cẩm Hồ, không rõ quan hệ giữa Diệp gia và Cẩm Hồ, nhưng quan hệ giữa Hương Tuyết Hải và Cẩm Hồ thì hắn biết. Rồi rồi, vẫn là Cẩm Hồ, Thôi Úc Hằng nghĩ, rốt cuộc Cẩm Hồ có ý đồ gì đây? Đúng vậy, Thịnh Hâm cũng chẳng giữ được nó. Diệp Kiến Bân cười ha hả. Có điều Hương Tuyết Hải cũng coi như có liên hệ với Thịnh Hâm và Cẩm Hồ là cổ đông của tập đoàn Việt Tú Hong Kong, Việt Tú nắm giữ Hương Tuyết Hải, hơi vòng vèo một chút, ha ha ha. Ý đồ Diệp Kiến Bân hôm nay vô cùng rõ ràng, một là thông qua địa vị của Thôi Úc Hằng ở Tân Hoa xã, hy vọng phát huy tác dụng ở vấn đề điều chỉnh sản nghiệp đất hiếm. Ý đồ khác là gặp mặt Thôi Văn Nghị, ý nghĩa chiến lược của đất hiếm với quân sự, quân đội thế nào cũng phải phát ra tiếng nói, mà từ bộ tổng trang bị phát ra càng tiện. Cậu học sinh kia của Tiểu Mạn đâu? Nhờ có cậu ấy gọi điện cho anh, nếu không tôi còn bị nhốt giam ở cái mỏ tối tăm đó. Thôi Úc Hằng cũng biết chuyện của Cẩm Hồ không tùy tiện tiết lộ ra ngoài, phối hợp hỏi. Thằng nhóc đó à, chắc là trước buổi trưa về Kiến Nghiệp, ủy thác tôi đến Bắc Kinh thăm chú thôi, tới đây là vì chuyện đó. Diệp Kiến Bân cười hỏi. Nghe nói hôm nay anh định về Bắc Kinh. Thôi Úc Mạn thắc mắc, tên nhóc Trương khác đó nhờ người thăm cha mình làm cái gì? Đúng thế, chẳng phải thương tích chí mạng gì,
dưỡng thương về nhà vẫn hơn. Thôi Úc Hằng cảnh giác với Diệp Kiến Bân, nhưng cũng không thể lên tiếng ngăn hắn tiếp xúc với cha mình. Diệp gia có tới 4 quan viên cấp tỉnh bộ, đặc biệt Diệp Chăn Dân biểu hiện xuất sắc ở nguy cơ tài chính châu Á năm ngoái đang có thế rất lớn, nếu chẳng phải tư lịch còn kém, thì lần này đã làm bộ trưởng bộ ngoại thương rồi. Diệp Kiến Bân thân thiết hỏi Thôi Úc Mạn. Tiểu Mạn, em về Bắc Kinh hay kiến nghiệp, nếu về kiến nghiệp thì chắc thằng nhóc đó chưa lên đường đâu. Với Thôi Úc Mạn thì chuyện tới đây là xong, tất nhiên cô sẽ về kiến nghiệp, nhưng trong lòng cô đầy nghi vấn, tối qua anh mình rõ ràng là hoài nghi bối cảnh Trương Khác. Sau khi nói chuyện với ba xong thì không nói tiếng nào, giờ đột nhiên có người bạn học thế này nhảy ra, rốt cuộc là chuyện gì? Thôi Úc Hằng theo bản tính phóng viên cực kỳ hứng thú với Trương Khác, nói. Nếu cậu ấy chưa đi thì chúng ta cùng ăn cơm, Tiểu Mạn tính chiều về kiến nghiệp, vừa vặn đi nhờ xe của bọn họ. Buổi sáng Chu Du đã tới Kim Sơn, đại biểu giấy Tân Quang chính thức tiếp xúc với Thần Hy. Trương Khác nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân thì y đang cùng Hứa Hồng Bá, Chu Du mật đàm trong văn phòng của Lương Vĩ Pháp chuyện ở Trương Châu. Lương Vĩ Pháp lúc nào cũng bận rộn, chưa còn có yến tiệc phải tham dự, Trương Khác nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân liền cáo từ rời đi. Chu Du và Hứa Hồng Bá tới tẩm viên, Trương Khác tới bệnh viện, nhìn thấy bãi đỗ xe chiếc xe số 1 của thành ủy Kim Sơn. Chu Cẩn Du cũng tới góp vui à? Trương Khác nghi hoặc đứng dựa vào cửa xe nhìn chiếc xe mang biển số 00001, xem ra Chu Cẩn Tỷ có liên hệ khá mật thiết với Trương Châu. Chắc là bà ta vừa mới tới nên Diệp Kiến Bân và Giản Chí Khang không kịp gọi điện cho mình, Trương Khác đưa tay lên sờ mũi, đột nhiên cười phá lên, nếu cô vợ nhỏ Đường Thanh ở đây chắc lại mắng mình có ý đồ xấu. Chị dâu, sao tới Kim Sơn không nói với em một tiếng? Nếu chẳng phải em vừa khéo tới bệnh viện thị sát công tác còn không biết Úc Hằng xảy ra chuyện ở đất Giang Nam. Úc Hằng chớp mắt cái là lên cương vị lãnh đạo rồi, nếu có chuyện gì, chị bảo em hay tin trong lòng sẽ ra sao? Thế lực Hương Trấn ở Trương Châu quá lắm rồi, lần này nhất định phải chỉnh đốn đến nơi đến chốn, đòi lại công bằng cho Úc Hằng. Trương Khác trước khi đẩy cửa vào liền nghe thấy lời nhiệt tình lung lạc nhân tâm có hơi the thé của Chu Cẩn Du, đẩy cửa ra thấy Chu Cẩn Du đang nắm tay mẹ Thôi Úc Mạn, nhìn mẹ Thôi Úc Mạn ánh mắt hơi ngớ ra, có thể đoán được hai nhà chẳng có quan hệ gì mật thiết, là Chu Cẩn Du cố lôi kéo quan hệ. Nếu chỉ so đo ân oán cá nhân thì giác ngộ tư tưởng của phóng viên Thôi quá thấp rồi đấy. Trương Khác đứng ở cửa lạnh lùng chọc Chu Cẩn Du một câu. Diệp Kiến Bân thấy Trương Khác vừa tới mồm miệng đã chẳng mọc nổi ngà voi, Diệp đại thiếu gia rất ưa náo nhiệt, bất kể sát mặt tối sầm lại của Chu Cẩn Du, ngoạc miệng cười. Chu Cẩn Du nhìn Trương Khác một cái độc địa, Trương Khác xuất hiện ở đây xác thực lo lắng của bà ta, chuyện Trương Châu quả nhiên do thằng xúc sinh này thao túng, không biết nó muốn quấy phá tới mức độ nào mới chịu thôi. Mẹ Thôi Úc Mạn thở phào. Thôi Úc Hằng mặc dù thường bị phê bình là chính nghĩa quá độ, nhưng không phải là người có đầu óc chính trị, sao ban đầu có thể từ cuộc biện luận giữa Trương Khác và Chu Cẩn Tỳ nảy ra hứng thú tới Trương Châu điều tra, tất nhiên cảnh giác với em gái Chu Cẩn Tỳ, nhưng theo đạo đãi khách thì vẫn phải mời Chu Cẩn Du lại cùng ăn trưa. Chu Cẩn Du sao ở lại cho Trương Khác và Diệp Kiến Bân công kích? Nói buổi trưa có việc, liền vội vàng rời đi. Thôi Úc Hằng mặc dù không có thương tích đáng ngại, nhưng không tiện rời bệnh viện tới nhà hàng. May mà khu chăm sóc đặc biệt có cơm nước khá được, mọi người liền ở lại bệnh viện ăn cơm. Mặc dù Thôi Úc Hằng cũng cảnh giác với Diệp Kiến Bân, nhưng dù thế nào danh nghĩa Diệp Kiến Bân cũng là người giúp giải cứu hắn, về tình về lý đều nên mời hắn tới Bắc Kinh làm khách. Diệp Kiến Bân lại là người nhiệt tình phóng khoáng, chỉ nửa ngày đã cùng nhà họ Thôi có quan hệ khá thân thiện. Buổi chiều trên đường ra sân bay, Trương Khắc an bài Thôi Úc Hằng và Diệp Kiến Bân ngồi xe của mình, từ phản ứng ở bữa cơm. Có thể đoán ra Thôi Úc Hằng đã biết thân phận của mình. Nghe nói anh Thôi sắp đảm nhận chức phó trưởng phòng tin tức quốc nội Tân Hoa xã, sau này Cẩm Hồ có động tĩnh gì không qua được mắt anh rồi. Trương Khác chủ động mở đề tài. Có vẻ anh rất hiếu kỳ về việc phóng viên kiến nghiệp ở Trương Châu. Thôi Úc Hằng gật đầu. Không chỉ phóng viên báo kiến nghiệp, còn có cả phóng viên Côn Đằng Online, buổi chiều bọn họ cũng sẽ về Bắc Kinh cùng chuyến bay với anh, ngoài ra còn có nhân viên điều tra thị trường của Cẩm Hồ. Trước đó tôi có chút quan tâm tới sản nghiệp đất hiếm, có điều chính thức tham gia vào là do lần biện luận nửa tháng trước với Chu Cẩn Tỳ, cái đó anh Thôi biết rồi. Thôi Úc Hằng cười nói. Chính nghe Tiểu Mạn nói nên tôi mới tới Trương Châu điều tra, trước đó có tới kiến nghiệp liên hệ với cậu mà không gặp, cho nên mới xảy ra chuyện này. Không xảy ra chuyện này, sao có diễn biến thuận lợi như thế? Trương Khác cười trộm trong lòng, nhưng bề ngoài không hề để lộ ra.
Tôi biết Chu gia có mối quan hệ rất sâu ở Bắc Kinh, cũng đã xem nội dung báo cáo Chu Cẩn Tỳ nộp lên Quốc phụ viện, giống luận điệu ông ta phát biểu ở giảng đường hôm đó, điểm này anh tới Bắc Kinh có thể tìm hiểu, anh có biết ông ta biết rõ tình hình khai thác trộm ở Trương Châu không? Có chứng cứ không? Thôi Úc Hằng ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, nhíu mày lại. Khi ông ta phát biểu quan điểm của mình ở giảng đường thì cao tầng của Mitsui cùng Hoa Hy cũng có mặt, cô giáo Tiểu Thôi khi đó cũng thấy. Ngoài ra còn có chứng cứ xác thực hơn về mối liên hệ mật thiết không bình thường của bọn họ, mà Trương Châu thông qua Hoa Hy tuồn tài nguyên hiếm có ra nước ngoài, có thể nói một cách không dung tình, ông ta đã phản bội quốc gia. Trương Khác nói câu này ánh mắt tàn khốc, y nhất định phải đập một phát cho Chu Cẩn Tỳ chết tươi, nếu vấn đề này thông qua Tân Hoa xã phản ánh càng hiệu quả hơn, không cần quan sát phản ứng của Thôi Úc Hằng, nói tiếp. Đất hiếm là tài nguyên chiến lược quốc gia, tôi nghĩ tướng quân Thôi có nhận thức sâu sắc hơn người thường. Không biết ông ấy hay chuyện khai thác điên cuồng hỗn loạn có tâm tình gì. Nếu tiếp tục dung túng thì 10, 20 năm nữa sẽ ra sao? Cẩm Hồ tham dự vào việc này có mưu cầu của mình, nhưng tôi tin lợi ích của Cẩm Hồ nhất trí với lợi ích chiến lược của quốc gia. Chương 837, Indo tháng 5. Chu Cẩn Du không nghĩ chuyện còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng, thậm chí không lập tức gọi điện cho anh trai, không biết Trương Khác đã nhắm vào Mitsui. Với bà ta mà nói Trương Khác thông qua Thôi Úc Hằng móc nối với Thôi Văn Nghị đã tồi tệ lắm rồi. Trong nước quân đội thường ít đưa ra phát biểu, nhưng nếu cho rằng quân đội không có ý kiến gì, hoặc bọn họ không phát biểu nổi ý kiến thì sai lớn rồi. Cẩm Hồ ít nhất ở mạng lưới quan hệ tư nhân đã ngày càng lớn mạnh. Tuy là một tin tức rất tệ, Chu Cẩn Du vẫn gọi điện cho anh trai, thế nào cũng phải dự phòng cục diện tồi tệ nhất xuất hiện. Tồi tệ nhất là gì? Chu Cẩn Du thậm chí còn chưa nghĩ tới tầng cấp phản bội quốc gia, Chu Cẩn Tỳ thường ngày thậm chí không giấu giếm qua lại với Hoa Hy, Mitsui. Ngoài ra Mitsui thẩm thấu vào Trung Quốc hơn 20 năm, len lỏi vào sâu trong các thế lực trong nước, tuyệt đối không cho phép cục diện tồi tệ nhất xuất hiện. Trương Khác trở về kiến nghiệp được một tuần, tổ điều tra liên hợp thế trận khổng lồ xuống Trương Châu đã tra ra mấy vụ án tổn hại nhân mạng, chỉ thẳng vào tập đoàn Hoa Hy. Có một số vụ án thậm chí có cả trong hồ sơ Bộ Công an, nhưng địa phương lề mề không chịu tra. Lúc này chính phủ, tỉnh ủy Giang Nam mới sơ bộ nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, Hoa Hy là một tập đoàn tội phạm kinh tế xã hội đen quy mô lớn sống ký sinh ở Trương Châu, mỗi năm khoản tiền phi pháp cướp đoạt được thậm chí hơn mười mấy năm thu nhập tài chính của Trương Châu, thế mà tình hình như không hay biết gì chẳng phải nói rõ ô dù bảo vệ của tập đoàn tội phạm này cực lớn. Đường Anh Bồi lập tức được đưa về Giang Nam. Đồng thời cảnh sát vũ trang cũng bắt hơn 10 thành viên cốt cát của Hoa Hy đưa về Kim Sơn thẩm vấn. Tất nhiên cũng có kẻ ý đồ ngăn cản vụ án đào sâu hơn, tầng tầng áp lực dồn lên người Lương Vĩ Pháp, ông ta cũng chẳng cố ra sức chống lại áp lực này, tự có thế lực thúc đẩy tiếp tục điều tra triệt để vụ án này, chính thế lực này khiến các quan viên khác trong tỉnh phải im lặng, sợ liên lụy vào, nhưng người có dính líu, chỉ cần không sâu, lúc này càng tìm mọi cách rứt ra, dại gì đâm đầu vào chỗ tối nữa. Cả tháng năm tựa hồ chẳng có gì hay ho cả, nếu như không có cuộc hỗn loạn lớn phát sinh ở Indonesia vào ngày 9 tháng 5. Ngày 9 tháng 5, một cuộc vận động chính trị phản đối chính quyền Suharto, do quân đội ngầm tham dự, nó diễn biến thành một cuộc bạo loạn lớn chưa từng có trong lịch sử ở Jakarta, kéo dài tới 4 ngày. Cuộc bạo loạn bài hoa này không phải là không có dấu hiệu báo trước, từ tháng 3, tháng 4, đã có mấy kế hoạch bạo động nhằm vào người Hoa. Thậm chí chính phủ Indo còn có lần công khai phát biểu trên báo, người Hoa ở Indo cướp đoạt tài phú người Indo trong cơn bão tài chính, hòng che giấu sự bất lực của chính quyền, đẩy vấn đề sang mâu thuẫn dân tộc. Tình hình trong nước bất ổn, khơi lên tranh chấp nước ngoài di chuyển sự chú ý người dân trong nước là chiêu thường dùng của chính phủ nhiều nước không chỉ Indo, nhưng chính phủ Indo hèn kém lần này đã đi quá đà chỉ để che giấu sự kém cỏi của mình. Có điều trước đó bạo lực diễn ra quy mô nhỏ, không đủ khiến quốc tế quan tâm. Nỗ lực cá nhân rất hữu hạn, điều duy nhất Trương Khác có thể làm là kịp thời truyền bá tin tức đi, để thông qua truyền thông quốc tế, gây áp lực chính phủ Indo, ngăn cản bạo lực lan tràn. Ngày 9 tin tức bạo lực lan khắp Jakarta, lúc này Tổng thống Suharto bay tới Ai Cập tham dự cuộc họp, tướng lĩnh chủ yếu của Indo lại vừa khéo tập trung cả ở Đông Java tham dự buổi lễ, rất nhiều phóng viên quốc tế mẫn cảm và tổ chức quan sát quốc tế đánh hơi được mùi vị nguy hiểm. Đêm khuya ngày 9, Jakarta lục tục phát sinh nhiều sự kiện bạo lực nhắm vào người Hoa, nhưng còn chưa biến thành đại loạn. Tin tức được Côn Đằng Online phát đi kịp thời, nhưng không được chú ý, Đại sứ quán Trung Quốc ở Indo cũng phản ứng rất lãnh đạm,
trả lời là không nên can thiệp vào nội chính của Indo. Trương Khắc không dám để công nhân viên ở Indo vào thời kỳ đặc thù này, thực tế lấy cớ cơn bão tài chính, Ái Đạt đã rút toàn bộ nghiệp vụ khỏi Indo, thậm chí không để phóng viên Côn Đằng Online tới Jakarta vào trước lúc đó. Trong thời gian phát sinh bạo lực, bất kể khuôn mặt người Hoa nào xuất hiện trên phố cũng cực kỳ nguy hiểm, đừng nói là đưa tin, nguồn tin của Côn Đằng Online lấy qua một thông tấn xã dân doanh châu Âu. Nick Leeson chẳng có thiện cảm mấy với Indo, thậm chí có thể nói là ghét, những năm đầu tiến vào giới tài chính hắn làm ở công ty tại Jakarta, chắc thời gian đó chẳng để lại ấn tượng tốt đẹp gì. Thời gian qua thị trường tiền tệ châu Á khá bình tĩnh, nhưng Nick Leeson không bỏ qua cho Indo, đội ngũ của hắn trừ ở Hong Kong thì còn có khoảng thời gian dài ở Ấn Độ, đồng rupiah mất giá mạnh, mang theo USD tới Indo tiêu thụ đúng là thiên đường, tận mắt chứng kiến mấy vụ phạm tội nhắm vào người Hoa. Ở Indo, kỳ thị người Hoa là chuyện phổ biến, nhưng bạo lực nhắm vào người Hoa là khuynh hướng mới sau cơn bão tài chính. Trương Khắc thông qua Nick Leeson tiến hành viện trợ tài chính cho Tổ chức Nhân quyền Quốc tế và Truyền thông tiến hành điều tra nhân đạo ở Indo. Tối ngày 9, Nick Leeson ở một khách sạn giữa trung tâm Jakarta, hắn chẳng phải tới vì cuộc bạo loạn có thể xảy ra, mà hắn ngửi mùi đồng rupiah, vừa vặn thành tai mắt trực tiếp cho Trương Khắc. Trong đêm mùng 9, Trương Khắc gọi điện cho Quách Tùng Duyên. Chiều gió tại Indo có vẻ bất ổn, ngay ở trong nước tôi cũng nghe tin hỗn loạn lan khắp đường phố Indo. Quách Tùng Duyên cũng không hoài nghi khả năng xảy ra bạo loạn, trong tình huống các phương diện đều lãnh đạo, chỉ có thể thông báo cho chính phủ Singapore, chính phủ Malaysia với người Hoa không thân thiện lắm, địa vị chính trị của người Hoa ở Malaysia không cao, còn Singapore là quốc gia người Hoa ở hải ngoại lập nên, thông báo cho họ là lựa chọn tốt nhất. Đại bạo loạn bùng phát vào sáng ngày mùng 10. Trương Khắc ngồi ở ban công ngôi nhà gỗ bên hồ suốt một đêm không chợp mắt, đang định pha cho mình cốc cà phê thì nhận được điện thoại của Nick Leeson. Mười mấy phút trước đột nhiên có rất nhiều người Indo xông vào trung tâm mua sắm trước khách sạn Nick Leeson ở, cướp bóc hàng hóa, đánh đập cả chủ lẫn khách người Hoa, ngang nhiên cưỡng hiếp phụ nữ, cuối cùng phóng hỏa đốt trung tâm mua sắm. Bạo động gần như đồng thời nổ ra ở các đường phố chủ yếu, Jakarta chìm vào trong hỗn loạn. Do bạo loạn mới phát sinh, chưa có đủ chứng cứ chứng minh hành động đẫm máu đó nhắm vào người Hoa, DTHTW buổi trưa còn phát tin tức bạo loạn ở Indo. Tới chiều mùng 10, nhiều tư liệu thông qua phía Singapore truyền ra chứng minh được mục tiêu chủ yếu là nhằm vào người Hoa. Chuyện cướp bóc hãm hiếp phụ nữ người Hoa diễn ra khắp ngóc ngách đường phố Jakarta, từ sáng đến chiều đã có hơn 100 vụ thảm án diễn ra, gần như tất cả trung tâm mua sắm nổi tiếng của người Hoa cùng kiến trúc thương nghiệp đều bị phóng hỏa thiêu rụi. Khói đen cuồn cuộn bao phủ khắp nơi, đoàn người điên loạn lùng sục người Hoa khắp nơi, lôi ra đường dở đủ mọi trò đồi bại, bất kể là người già hay trẻ nhỏ, những cuộc hành hình dã man không thua gì thời Trung Cổ diễn ra ngay trên đường phố, nhưng không hề thấy bóng dáng cảnh sát và quân đội. Lúc này mới có người đột nhiên ý thức được tính chất ác liệt của vụ bạo động Indo. 5 giờ chiều, Trương Khắc nhận được điện thoại của Mã Hướng Đông, có ban ngành yêu cầu Côn Đằng Online gỡ bỏ các tin tức về bạo loạn ở Indo. Chính phủ TW quyết định bình tĩnh xử lý sự kiện này. Trương Khắc hiểu và cảm thông cho TW, nhưng không thể không đau đớn tức giận, nhưng chỉ có thể nói. Xóa bỏ hết đi, chính phủ có suy tính của chính phủ, chúng ta không suy đoán được. Vấn đề Trung Quốc và người Hoa ở Indo luôn rất mẫn cảm, cuối thập niên 90, bố cục chiến lược quân sự của Trung Quốc tại Myanmar, Thái Lan vẫn chưa hoàn thành, eo biển Malacca nơi vận chuyển dầu mỏ hải ngoại vào Trung Quốc khống chế trong tay Indo. Lúc đó thái độ ngoại giao mềm mỏng ở trong nước là có thể hiểu được, quan trọng quốc gia chưa đủ cơ sở để cứng rắn, hơn nữa còn có vô số kẻ vì lợi ích cá nhân phản bội quốc gia như Chu Cần Tì. Chương này tác giả không miêu tả được tháng 1 năm 1000 sự thảm khốc của sự kiện, có lẽ không muốn còn nhớ lần đầu tiên mình đọc trên mạng sự kiện này là năm 2003, tình cờ lên mạng tìm tin về chiến tranh Iraq thì thấy, vẫn còn nhớ rõ ấn tượng khi đó, có thể nói là kinh tởm. Mình đem so với hai sự kiện là thảm sát người Do Thái của phát xít Đức, diệt chủng Khmer Đỏ, thậm chí còn đáng tởm hơn vì những người thực hiện hành vi đó ở Indo là người dân chủ yếu nhắm vào phụ nữ trẻ em với hành vi cực kỳ man dợ và đớn hèn, thực sự là không bằng cầm thú, ghét người Trung Quốc cũng không bao che cho hành vi không khác ăn thịt người là bao đó. Từ đó mình chưa bao giờ thực sự căm ghét một nước nào như Indo. Trương Khắc chỉ có thể hy vọng có thể đem tin tức truyền ra quốc tế, để được chú ý, dù là ngăn cản bạo loạn sớm một phút thôi cũng đáng nỗ lực. Đáng tiếc cơ sở Côn Đằng Online ở hải ngoại mới được thành lập, gần như không có ảnh hưởng gì,
Lúc này Trương Khắc càng cảm thụ được quyền lực xâm nhập vào tận sâu trong xã hội của truyền thông mạng ở xã hội hiện đại. Chính phủ và truyền thông Singapore phản ứng kịp thời nhất, người Hoa ở Malaysia cũng kịp thời đưa tin về thảm kịch ở Indo, nhưng ảnh hưởng vẫn có hạn. 2 giờ chiều ngày mùng 10, chính phủ Singapore quyết định mở sân bay quốc tế Trương Nghi đón Hoa Kiều chạy nạn khỏi Indonesia. Dưới sự bảo hộ của bóng đêm, bạo lực càng thêm khủng bố và đẫm máu, tới ngày 11 thời báo New York cho đăng tin, sự kiện đẫm máu này mới mau chóng truyền khắp toàn cầu, đa phần giới truyền thông xem tin của thời báo New York mới phái phóng viên tới Jakarta. Tới rạng sáng ngày 12, dưới áp lực dư luận quốc tế, cảnh sát Indo mới phải người xuất hiện ở đường phố, cho dù là thế bạo lực vẫn hoành hành, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng vang lên khắp nơi như không hề có người ngăn cản. Bạo động quy mô diễn ra tới 40 tiếng. Cho dù ngắn hơn một nửa so với lịch sử từng có, nhưng vẫn có hàng nghìn người Hoa Indo thiệt mạng, hàng vạn người rơi vào cảnh địa ngục nhân gian. Chính phủ Indo tới lúc này mới nhớ ra cần che đậy bản mặt xấu xa của mình, tìm đủ mọi cách hạn chế tin tức truyền đi. Đại khái không có quốc gia nào làm người Hoa toàn thế giới căm hận hơn Indo nữa, trong lòng Trương Khắc nghĩ thế, và y luôn cho rằng như thế. Tối ngày 12, đại bạo loạn cơ bản đã lắng dịu, nhưng những vụ phạm tội nhỏ lẻ vẫn không được áp chế. Trương Khắc đi ra khỏi căn nhà gỗ bên hồ, ngồi xuống chiếc ghế dài dưới tàng cây, toàn thân như hư thoát. Bạo động làm cộng đồng người Hoa ở nước ngoài vô cùng phẫn nộ. Chiều ngày 11, lãnh sự quán Indo tại Hong Kong bị người dân phẫn nộ bao vây, vô số cửa kính bị đập tan tành, cảnh sát Hong Kong phái người cách ly đám đông phẫn nộ ở ngoài. Trong nước vô cùng yên tĩnh, tựa hồ cuộc bạo loạn kia chưa từng xảy ra. Nhận được điện thoại của Đường Thanh, tiểu nha đầu khóc thút thít trong điện thoại. Trương Khắc rất áy náy vì để cô thấy một phần chân thực xấu xa của thế giới, nhẹ nhàng an ủi. Ác mộng rồi sẽ mau chóng qua đi, mai mình tới Hong Kong thăm bạn. Mùa xuân kiến nghiệp rất ngắn, làm người ta không nhận ra nó chờ đến rồi âm thầm đi từ bao giờ, nhiệt độ tăng vọt, trung tuần tháng 5, dù ban đêm chỉ mặc một cái áo sơ mi dài tay cũng không thấy lạnh. Do nhiều ngày không ngủ ngon, cơ thể suy yếu, Trương Khắc mặc áo thể thao vẫn cảm thấy lạnh, đi tới ngõ học phủ mua đồ ăn lót dạ. Đầu ngõ có một cái xe bán hạt đờ, trứng ngũ vị, chủ quán là một phụ nữ thanh tú trên 30, có một cô bé 6-7 tuổi giúp bán hàng, tựa hồ là mẹ con, trước kia Trương Khắc chưa từng thấy. Chẳng còn nhớ hôm nay mình đã ăn chưa, Phó Tuấn chu đáo chuẩn bị đồ ăn, nhưng chẳng có tâm tình nào ăn uống, ra ngoài rồi thấy người yếu ớt, mới nghĩ phải ăn cái gì đó bổ sung thể lực, nếu không chẳng thể làm gì. Trương Khắc mua hạt rẻ, một cốc cà phê, xe đồ ăn khuya mà có cà phê. Làm Trương Khắc rất bất ngờ, chủ quán bóc hạt rẻ trong lò đặt đầy đĩa cho Trương Khắc, ních đầy một bụng hạt rẻ, mới có chút sức lực. Bao nhiêu tiền? Trương Khắc hỏi chủ quán, thò tay vào túi mới phát hiện không mang ví. Hạt rẻ 1 đồng, cà phê 3 đồng, tổng cộng 4 đồng. Chủ quán chào mấy người khác, không chú ý tới Trương Khắc đang lúng túng, cô bé kia nhìn thấy vậy kéo áo chủ quán cười hiền lành. Quên mang tiền à, không sao. Khi nào nhớ mang tới trả là được. Trương Khắc ho mấy tiếng, xin lỗi rồi cáo từ, đi xa xa lại ho, không phải vì xấu hổ mà vì y mẫn cảm với cây ngô đồng vào mùa xuân. Từ tháng 4 trở đi, trong vòng một tháng, Trương Khắc luôn bị ho, dùng thuốc cũng hiệu quả rất kém, song chưa tới mức phẫu thuật. Trương Khắc hiểu rất rõ tình trạng của mình, thi thoảng cũng uống vài viên thuốc, nhưng đa phần là quên, trong mắt Địch Đan Thanh và Tôn Tĩnh Mông thì Trương Khắc hình như có mẫn cảm tâm lý quá mức với thuốc men. Đường ngoài ngõ học phủ trồng tới 4 hàng cây ngô đồng, Trương Khắc tất nhiên không dễ chịu tí nào, lại không muốn chùm mũ kéo cao khóa lên, làm người ta tưởng là cướp thì phiền. Trương Khắc vừa ho vừa vào quán nét, báo Thẩm Tiêu. Bật cho mình một cái máy. Thẩm Tiêu ngạc nhiên. Hả, bạn muốn vào mạng ở đây? Ừ, chẳng biết vì sao ở căn hộ của mình vào mạng giáo viên chậm quá. Trương Khắc chỉ một chỗ trống. Máy đó nhé. Máy phục vụ cho BBS DS Đông Hải đặt ở mạng sáng vực, ở đây có thể trực tiếp vào BBS Đại học Đông Hải. Trên mạng quả nhiên không có tin tức bạo loạn nhắm vào người Hoa, chỉ cho đăng ở Indo xảy ra bạo loạn, lúc này tin tức hải ngoại chưa kịp truyền về trong nước, người dân thường căn bản không hề biết đã xảy ra chuyện gì. Trương Khắc dùng tài khoản đăng ký đã lâu nhưng chưa sử dụng, post một bài tiêu đề, nguồn cơn bạo động bài Hoa ngày 9 tháng 5. Viết xong Trương Khắc tắt máy, bảo với Thẩm Tiêu. Mình về ngủ đây, bọn Đỗ Phi mà tìm mình thì cứ nói thế nhé. Trương Khắc ngủ một giấc say không mơ mộng gì, bị tiếng di động đánh thức,
mở mắt ra rồi nhắm tịt ngay lại bởi ánh mặt trời chói mắt, có vẻ không còn sớm, mò mẫn dưới gối tìm di động, là điện thoại của Đỗ Phi. Đã bảo là tao ngủ mà. Ngủ cái mẹ gì, bên ngoài náo động ầm lên rồi kìa, Trương gọi điện tới yêu cầu xóa bài về Indo, đám thi tân phi không xóa, cả bí thư đoàn cũng tới yêu cầu truy xét xem ai đăng bài. Đỗ Phi sốt ruột nói. Mày bảo phải làm sao đây? Ừ một lúc nữa tao sẽ tới. Trương Khác rửa mặt xong xuống lầu. Chưa bao giờ thấy sáng thứ ba mà quán net lại đông như thế, mỗi một chiếc máy tính đều có cả đống sinh viên vây quanh, những khuôn mặt không khác gì kiếp trước Trương Khác đã thấy, đó là chấn động, phẫn nộ, đau đớn. Đi lên tầng 3, nghe thấy một tiếng quát tháo rất chướng tai. Các cậu đang tự hủy tiền đồ của mình, tôi muốn các cậu xóa thì các cậu xóa cho tôi, còn người đầu tiên viết bài này, lập tức phải đưa tư liệu cho tôi, đợi trường xử lý. Trương Khác âm trầm đẩy cửa đi vào, thấy Thẩm Kiện trưởng phòng công đoàn trường đang hung hăng đứng giữa văn phòng quát tháo, Cung Như Xuân đứng bên không nói một lời, Đỗ Phi, Mông Nhạc, Thi Tân Phi, Tịch Nhược Lâm, Tần Cương đều tỏ vẻ do dự. Tần Cương cố hòa giải. Cũng không có thông báo cầm truyền bá tin tức bạo loạn ở Indo, chúng tôi có thể chỉ bỏ đi một số câu quá khích, còn người đăng bài, tôi thấy không nên truy cứu. Tiểu Tần, cậu làm công tác sinh viên bao năm rồi, một chút tính cảnh giác cũng không có. Xảy ra chuyện, thì ai chịu? Chẳng lẽ cậu muốn bí thư Cung gánh giúp à, bất kể có thông báo không, nhất định phải xóa. Thẩm Kiện kiên quyết nói. Bài do tôi viết đấy. Trương Khác đứng dựa vào cửa, lạnh nhạt nói. Tôi là Trương Khác, chắc nghe thấy tên tôi rồi phải không? Thẩm Kiện quay người lại, bị khí thế của Trương Khác trấn áp, nhất thời không nói ra lời. Gặp chút chuyện đã cuống cả lên, chỉ sợ xảy ra rối loạn, có ban ngành hữu quan yêu cầu giới truyền thông bình tĩnh xử lý tin tức bạo loạn ở Indo, nhưng không yêu cầu cấm truyền bá tin tức. Ban ngành hữu quan yêu cầu trường học ổn định học sinh, chứ không phải là bịt tai che mắt. Các người thì chỉ muốn học sinh như những con lừa bị gạt, các người mới yên tâm. Trương Khác nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Kiện, thấy ông ta cứng họng, mới quay sang bảo Đỗ Phi. Những bài khác có xóa hay không thì tùy, bài của tao không được xóa, ai muốn truy cứu trách nhiệm cứ bảo tìm tao. Trương Khác không thèm nhìn mặt Thẩm Kiện, xoay người bỏ đi. Chương 838, lời nói dối thiện chí. Thái độ gì thế này? Lát nữa tôi tìm Thôi Úc Hằng, xem xử lý nó ra sao. Trương Khác đi rồi, Thẩm Kiện mới nổi cơn tam bành. Nhưng giọng vẫn áp xuống. Bí thư Cung là giáo viên chỉ đạo sáng vực, ông nói sao đây? Làm gì có thông báo, không tiện cấm. Cung Như Xuân lãnh đạm nói. Hơn nữa xóa đi cũng chưa chắc có lợi cho công tác ổn định học sinh, nước ngoài cho đăng cả rồi, chuyện này chúng báo với hiệu trưởng rồi tính. Thẩm Kiện coi chuyện này như lửa cháy ngang mày, thấy Cung Như Xuân đùng đà đùng định, điên lắm nhưng không dám nổi giận với ông ta, mấp máy môi mãi mãi rồi phất tay bỏ đi. Lúc này Cung Như Xuân mới nói. Xóa đi một số câu từ quá khích, tốt nhất cậu an bài 2-3 người trực, tôi nghĩ trường sắp mở cuộc họp chuyên môn rồi, cậu phải đảm bảo để tôi kịp thời liên lạc với người của cậu. Cung Như Xuân tuy chưa tới mức hèn kém như Thẩm Kiện, song biết khống chế không để học sinh kích động tuần hành là chuyện rất rắc rối. Trương Khác vừa vào một quán cháo ăn sáng, mông ngồi chưa nóng chỗ đã nhận được điện của Lục Văn Phu. Thẩm Kiện gọi điện cáo trạng cho Thôi Quốc Hằng. Gần như theo quán tính Thôi Quốc Hằng chuyển báo cho Lục Văn Phu. Côn Đằng Online giữ sự nhất trí với ban ngành hữu quan của TW, còn tôi hiện là thân phận học sinh bình thường, nếu trường học quyết định bài viết đó không phù hợp, tôi sẽ tích cực phối hợp xóa đi. Trương Khác kẹp điện thoại vào cổ, trong lòng mang nghi vấn cực lớn, vì sao có nhiều người như vậy chọn phương thức sinh tồn tự thiến như thế? Bóng ma ám ảnh cả dân tộc này truy cứu ra có thể tới truyền thống Văn Tự Ngục thời nhà Thanh. Văn Tự Ngục. Đầu chuyện Lộc Đỉnh Ký có nói rất rõ. Như Cung Như Xuân nói, hiện không phải là vấn đề xóa hay không xóa nữa, tin tức đã lan đi khắp trường, tới trưa, đám học sinh bi phẫn không phát tiết nhau nhau muốn ra đường tuần hành, Lý Hồng Minh phải đích thân ra cổng trường khuyên can. Lúc đó Trương Khác đã bay sang Hong Kong, sau khi xuống máy bay gọi điện cho Đỗ Phi mới biết cuối cùng không thể lên phố diễu hành, các viện tổ chức học sinh biểu tình tuần hành ở thao trường để phát tiết. Đường xanh mặc quần dài màu cà phê thể hiện hết cặp chân thon dài mỹ diệu, cùng chiếc tê, sất ngắn tay màu vàng nhạt, eo nhỏ thon thon, mông cong săn chắc, như hơi thở mùa xuân người ta đang cảm thụ được. Đường Thanh ôm lấy cánh tay Trương Khác, không có chào đón nóng bỏng như mọi khi, cả hai đều mang nỗi đau vì đồng bào, cô nhìn khuôn mặt mỏi mệt, cả
cằm lún phún râu của y, nói nhẹ. Mưa từ sáng tới giờ mà vẫn chưa dừng. Trương Khác khẽ vỗ gò má hồng hào của cô, nhìn màn mưa ngoài trời. Chiều có thời gian, tới Đại học Hong Kong đi dạo nhé. So với không khí ngột ngạt trong nước, người dân Hong Kong có quyền phát tiết phẫn nộ đau thương trong lòng, dùng đủ mọi hình thức viện trợ cho đồng bào gặp nạn ở Indo. Ở đại sảnh sân bay cũng có người phát truyền đơn sự kiện mới xảy ra ở Indo, hy vọng có nhiều người hơn quan tâm tới thảm họa nhân đạo này. Không có quá nhiều khuynh hướng chính trị, cũng không có ngôn luận đặc biệt quá khích, chỉ là tố cáo một tội ác xảy ra trong xã hội văn minh, tố cáo chính phủ Indo khoanh tay dung túng với kẻ bạo loạn, quản lý sân bay thậm chí tỏ thái độ dung túng, phái người giúp duy trì trật tự. Xe đi vào DS Hong Kong từ cổng sau, vì gọi là cổng thôi chứ trường hoàn toàn mở cửa với bên ngoài, cổng vào cũng chẳng thấy bảo vệ cũng chẳng có tường bao ngăn cách khu dân cư như ở trường trong nước, giống hệt một kiến trúc bình thường bên đường. Sau trận mưa lớn, mưa phùn vẫn lặng lẽ rơi, Trương Khác và Đường Thanh đi vào trường, thi thoảng có mưa phất lên mặt, chui vào cổ, có học sinh cầm cô hoặc mặc áo mưa đứng trong sân trường diễn giảng. Nghe Đường Thanh nói, vốn bọn họ đã liên hệ với Đợi Ết Trung Văn cùng tới lãnh sự quán Indo tuần hành thị uy, bị trận mưa lớn buổi sáng đột ngột làm loạn hành trình, nhưng hoạt động ở trong trường vẫn tổ chức, có cả hoạt động chiếu phim. Trương Khác cùng Đường Thanh đi tới đại sảnh trung tâm giải trí trường nơi chiếu phim, người tới đó đã đông nghịt, đứng tràn ra cả ngoài cửa. Lại một lần nữa nhìn thấy những bức ảnh mất hết nhân tính đó, máu trong người Trương Khác cuộn trào, móng tay bập sâu vào thịt, Đường Thanh mắt ươn ướt nhẹ nhàng tách ngón tay y ra. Không xem nữa, cả hai đi dưới làn mưa mù mịt, cơn mưa không giải tỏa chút nào bi phẫn trong lòng. Trước buổi tối, Trương Khác đưa Đường Thanh tới bán đảo Tiêm Sa chớ gặp mặt Nick Leeson từ Indo về, tới nơi đúng vào giờ cơm tối, nhưng không ai muốn ăn, chỉ gọi bát mì lót dạ, rồi gọi cà phê uống, đợi Quách Tùng Duyên, Tông Thượng Nghĩa, Cát Minh Tín tới. Trước đó Trương Khác nhận được điện thoại của Diệp Chân Dân. Nghe nói cháu tới Hong Kong à, chú tới đây ngày 11 rồi. Có bỏ thời gian ra nói chuyện chút được không? Diệp Chân Dân khẩn cấp tới Hong Kong cũng là vì vấn đề Indo, tuy bề ngoài chính phủ TW tỏ ra rất ôn hòa, nhưng không có nghĩa là hoạt động sau lưng cũng ôn hòa, chỉ là những hoạt động này không thể công khai. Cháu ở khách sạn bán đảo, ngài Quách Tùng Duyên nói muốn giới thiệu cho cháu một vị khách, đợi bên này xong việc, cháu sẽ tới gặp chú hai. Trương Khác đáp, Quách Tùng Duyên tới Hong Kong rồi à, quá tốt, chú cũng đang muốn gặp ông ta. Để chú tới. Diệp Chân Dân không phải quan viên làm cao, chú ý tới việc ai phải đi gặp ai. Chuyện quỹ đầu cơ không thể để Quách Tùng Duyên biết, càng không thể để người khách Quách Tùng Duyên đưa tới biết, Nick Leeson ngồi một lúc rồi về phòng. Trong gian phòng xa hoa rộng lớn, chỉ còn lại mỗi Đường Thanh và Trương Khác. Người Quách Tùng Duyên muốn giới thiệu là một nam nhân trên 50, vẻ mặt bi thương, ánh mắt thâm trầm kiên nghị. Đây là ông Trần Văn Thông của tập đoàn Vạn Nghiệp Indo. Quách Tùng Duyên giới thiệu. Chào ông, tôi hết sức tiếc nuối về tai nạn ở Indo, muốn làm gì đó, nhưng lại bất lực. Trương Khác đi tới nắm chặt bàn tay thô ráp của Trần Văn Thông. Trần Văn Thông là lãnh tụ Hoa Kiều nổi danh ở Indo. Trương Khác lúc này mới hiểu ra, Diệp Chân Dân vội tới là để gặp Trần Văn Thông, không biết ông biết tin Trần Văn Thông đi cùng Quách Tùng Duyên từ đâu. Nếu chẳng phải tư liệu tin tức bạo loạn truyền ra nước ngoài, nếu không phải được quốc tế kịp thời chú ý. Thật không tưởng tượng nổi kiếp nạn này sẽ còn kéo dài bao lâu, cho dù có ngăn được kiếp nạn này sớm một phút, ngài Trương vẫn là ân nhân của người Hoa Indo. Trần Văn Thông buông tay Trương Khác ra, lùi lại cúi mình thật sâu. Trương Khác giật mình, sực nhớ ra vì sao, trong lòng rất hổ thẹn, vội đi tới đỡ Trần Văn Thông. Không dám, tôi không dám nhận. Một ngày trước cuộc bạo loạn, chuyện khẩn cấp như cung lên dây, Quách Tùng Duyên không chỉ thông báo cho nhà máy của tập đoàn Vân Nguyên ở Indo chuẩn bị, cũng thông báo cho mấy người bạn làm ăn khác chuẩn bị sẵn, nếu không thể kịp thời rời khỏi Indo cũng phải tập trung lại để tự bảo vệ. Sau khi bạo loạn bùng phát, các tổ chức nhân quyền và phóng viên được Trương Khác tài trợ thông qua Nick Leeson kịp thời đem tin tức truyền ra ngoài. Trần Văn Thông tất nhiên là biết được tin thông qua Quách Tùng Duyên, ông ta không kịp rời Indo, sản nghiệp của tập đoàn Vạn Nghiệp gần như đều ở Indo, ông ta để người nhà rời Indo trước đêm ngày mùng 9, tới ngày 11 ông ta mới lên máy bay tới Singapore. Theo lời kể của Trần Văn Thông, khi đó chuyến bay quốc tế đi Singapore chỉ cần còn chỗ trống là cho người Hoa lên không cần vé. Trương Khác trầm ngâm chốc lát, miệng đắng chát nói. Trong nước và người Hoa ở Indo xưa nay luôn rất mẫn cảm, chính phủ ở trường hợp công khai chỉ có thể tỏ thái độ ôn hòa,
đành dùng phương thức khác cố gắng giúp đỡ đồng bào gặp nạn, mong ông Trần và những đồng báo khác cảm thông. Chuyện này tôi không dám tham công, phó chủ nhiệm ban liên lạc TW hay tin đang tới đây, mong ông Trần không ngại gặp một chuyến. Nghe Trương Khác nói thế, Tôn Thượng Nghĩa hết sức ngạc nhiên, Trương Khác đang có ý nhường công cho chính phủ, không biết dụng ý của y là gì. Lúc này Phó Tuấn đi vào nói xe của Diệp Chân Dân đã tới bến tàu, từ đó đi bộ đến chỉ mất vài phút, Trương Khác nói. Bác Tôn cùng cháu đón Bộ trưởng Diệp. Khẽ vỗ vai Đường Thanh. Tiểu Thanh, bạn ngồi tiếp ông Quách ông Trần hộ mình. Rời khỏi phòng, Trương Khác nói với Tôn Thượng Nghĩa. Tuy ở trường hợp công khai chính phủ tỏ thái độ có hơi ôn hòa, nhưng cháu tin chính phủ không khoanh tay ngồi nhìn, chuyện quá bất ngờ, một số hành động chưa kịp triển khai, lại không thể quá công khai, khả năng khiến người ta hiểu lầm. Trong lòng Trương Khác luôn tin như thế, trong nước tới năm 97, trong đầu tư nước ngoài có tới 60% tới từ Hoa Kiều, Trung Quốc còn cần ra sức thu hút đầu tư, không thể làm tổn thương đồng bào ở nước ngoài. Chỉ là bản thân tham gia quá nhiều vào tiến trình lịch sử. Nếu không quốc tế cũng phải tới đầu tháng 7 mới có quan tâm rộng rãi, Trương Khác không biết lịch sử lúc này sẽ diễn ra thế nào. Tôn Thượng Nghĩa cười khổ. Vậy vừa rồi cậu nói thế là có tính toán gì? Tới thập niên 80 ông mới sang Hong Kong, chẳng lạ gì chính trị trong nước cho nên mới cười khổ. Đây chỉ là một lời nói dối thiện ý, bác đừng để người ta biết, cháu thả giấu kín nó mãi trong lòng. Trương Khác thở dài. Ân tình này cháu không nhận nổi, nếu nói tới tính toán. Cháu muốn Cẩm Hồ thực sự lớn mạnh, điều đó cần giữ lợi ích nhất trí với quốc gia, nhưng Cẩm Hồ sẽ không tham gia vào vấn đề mang tính chính trị. Tôn Thượng Nghĩa gật đầu, ông hiểu dụng tâm của Trương Khác. Hai người bọn họ vừa ra tới cửa thì gặp Diệp Chân Dân, ba người cùng vào một chiếc thang máy, để thư ký và lái xe của ông vào thang máy khác. Chú hai đoán ra tin tức kịp thời truyền ra khỏi Indo là do cháu giở trò đằng sau rồi phải không? Diệp Chân Dân gật đầu. Trước đó chú chỉ đoán thôi, nghe nói Quách Tùng Duyên dẫn Trần Văn Thông tới gặp cháu mới khẳng định, trước chuyện cháu cũng gọi điện cho Đại sứ Tiêu. Ai, phản ứng vẫn chậm một chút, chuyện cháu làm TW sẽ nhớ kỹ. Ông Trần và ông Quách ở bên trên, cháu đã nói với họ, chú hai chuyên môn tới là để thăm họ. Diệp Chân Dân không hiểu. Nếu không có chú hai chống lưng đằng sau, làm sao cháu làm được nhiều việc như thế? Diệp Chân Dân hiểu ra. Chú biết cháu rất bất mãn với thái độ của TW nên mới bày ra trò ở Đại học Đông Hải, không biết bao nhiêu người đang đau đầu vì chuyện đó. Trường hợp công khai chỉ có thể tỏ thái độ như thế, chú tin cháu phần nào hiểu được khổ tâm của TW, cháu cũng yên tâm, hoạt động đằng sau tuyệt đối không thể thiếu. Trương Khác im lặng, hiểu ngầm là được rồi, không cần nói gì thêm nữa. Diệp Chân Dân chính là để giải thích lập trường lẫn nỗi khổ của TW trong sự kiện này. Hiện quốc tế quan tâm cực lớn tới bạo loạn bài hoa ở Indo, TW cũng theo dõi từng giờ từng khắc, tuyệt không cho phép chuyện diễn biến xấu thêm, người dân Hong Kong cũng dùng rất nhiều hình thức lên tiếng hỗ trợ cho đồng bào gặp nạn. Có Trương Khác trải đường trước, những lời này của Diệp Chân Dân tất nhiên được Trần Văn Thông chấp nhận, đồng thời sẵn lòng an bài Diệp Chân Dân gặp mặt lãnh đạo Hoa Kiều của Thái Lan, Malaysia, Singapore ở trường hợp công khai. Diệp Chân Dân cũng bày tỏ trong thời gian gần nhận lời mời tới Thái Lan đàm phán một khoản viện trợ kinh tế, sẽ thúc giục chính phủ Thái Lan giúp đỡ người Hoa ở Indo tị nạn. Một số lời không thể nói quá rõ, tiễn nhóm Quách Tùng Duyên, Trần Văn Thông đi, Diệp Chân Dân ở lại nói chuyện với Trương Khác. Quyết định của cháu đúng là có lợi cho công tác thống chiến hiện tại, lần này tới Thái Lan, ngoài chú còn có đại biểu quân đội, nếu đàm phán thuận lợi. Chính phủ Thái Lan mời chúng ta tăng quân đồn trú tại căn cứ Liên Hợp Tống Tạp Trung Thái, Songkhla, trong nước cũng sẽ thận trong suy nghĩ việc mở ống dẫn dầu từ Myanmar qua Côn Minh, Trùng Khánh tới Thành Đô. Trương Khác cười méo xẹo. Chú đem cơ mật này nói cho cháu, không phải tăng thêm gánh nặng cho cháu à? Eo biển Malacca là con đường phải qua nếu tới Ấn Độ Dương, hiện dầu mỏ trong nước nhập khẩu từ nước ngoài phải qua đó, mà eo biển này lại khống chế ở trong tay hai quốc gia thân Mỹ là Indo và Malay. Mặc dù nói Trung Quốc, Indo, Malay đã bình thường hóa quan hệ, nhưng lợi ích hai bên xung đột rất sâu, quan trọng là ở tranh chấp chủ quyền quần đảo Nam Sa. Một phương diện khác, quan hệ giữa Indo và Thái Lan rất tệ, Trung Quốc tăng cường quan hệ hợp tác quân sự với Myanmar và Thái Lan để kiềm chế Indo và Malay, lúc này viện trợ kinh tế, hiệp đàm hợp tác quân sự với Thái Lan cũng là để tăng áp lực với Indo. Lập đường ống dẫn dầu là để giảm bớt phụ thuộc vào Malacca, ống dẫn dầu này thực chất 10 năm sau cũng chưa thấy có dầu chảy.
Trong nước đã liên tục 10 năm tăng trưởng cao tốc, ỷ lại vào nhập khẩu dầu mỏ bên ngoài cực lớn, nhưng ít hầu bị người ta bóp rồi, nên chuyện gì cũng chẳng thể nói được. Indo lợi dụng eo biển Malacca gây khó dễ trong nước không phải chỉ một vài lần, Trương Khắc mong muốn mau chóng xây xong ống dẫn dầu từ Myanmar tới thành đô. Chẳng phải là chú tự tiện đem những chuyện này nói cho cháu, phóng viên Tân Hoa Xã ở Indo không kịp thời đưa tin ra, vậy mà Côn Đằng Online đã có, cháu cho rằng tình báo TW là đám ăn hại sao? Có điều chưa có chứng cứ xác thực, bên trên cũng hơi chần chừ. Chú thì cho rằng cháu hẳn luôn quan tâm tới động thái ở Đông Nam Á. Đúng đấy ạ, cháu có chồng mông lên cũng không giấu được chú hai. Trương Khắc chỉ nói, lần này là may mắn, cháu nghi đồng rupia sẽ còn sụt giảm nên mới đặc biệt chú ý, hiện không cần nghi nữa, hiện Quốc hội Mỹ cũng chính thức thảo luận tính chất cuộc bạo động này, một khi nhận định là kỳ thị chủng tộc, chính phủ Mỹ mở đường tiếp nhận người Hoa Indo tới Mỹ tị nạn. Sau chuyện này tư bản người Hoa rút vốn quy mô lớn ở Indo là chắc chắn, đồng rupia sẽ lần nữa tụt mạnh. Chú hai đừng bảo cháu chuyện gì cũng không báo lên trên nhé. Chú đã nói với cháu rồi, chỉ cần hợp phép tắc, không tổn hại lợi ích quốc gia, chẳng ai quản cháu làm gì bên ngoài, nhưng cần cẩn thận, đừng để thành đối tượng để người ta di chuyển mâu thuẫn sang. Diệp Chân Dân căn dặn, tiếp đó nói chuyện tới đêm khuya mới đi. Rạng sáng mưa lại to lên, nhìn cây cối bên ngoài càng thêm xanh tươi, nhưng Trương Khắc lo chuyện có thể xảy ra 2 tháng sau, chạy ra mở cửa sổ, nghe tiếng mưa ào ào. Gió lùa vào phòng thổi màn cuộn như biến động, Trương Khắc ngồi bên giường nhìn đường thanh ngủ, chăn mỏng che bụng, mép váy cuốn lên lộ ra cặp chân trắng trẻo, cô bé chưa thay y phục đã vội ngủ rồi. Trương Khắc đưa tay ra yêu thương vuốt ve gò má sáng bóng. Chú Diệp vừa đi à? Đường thanh lim dim mở mắt ra, người xấu hổ. Còn định đợi bạn, không ngờ vừa chạm lưng xuống giường lại ngủ thiếp đi mất. Lồm cồm bò dậy, cuộn mày như con mèo nhỏ gối đầu lên đùi Trương Khắc. Ngắm mưa bên ngoài. Mình chẳng có thời gian ở bên bạn, không trách mình chứ. Trương Khắc áy náy nói. Mình không hiểu chuyện vậy sao? Đường thanh lườm y một cái. Cảm thấy không giúp được gì cho bạn, nhìn bạn vất vả như thế lại đau lòng. Đường thanh nói thế càng làm Trương Khắc thấy mình tội nghiệp sâu nặng, cứ thế ôm nhau một lúc, có giọt mưa bắn vào, hỏi. Bạn còn nhớ được mấy câu thơ liên quan tới mưa? Đường thanh nhớ lại. Dạ lan ngọa thính phong suy vũ, thiết mã băng hà nhập mộng lai. Hàn vũ liên giang dạ nhập ngô, bình minh tống khách sở sơn cô. Còn nữa, tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ, thâm hạng minh chiêu mại hạnh hoa. Bạn làm mình nhớ ra một câu thơ. Trương Khắc cười gian. Dạ lai phong vũ thanh, hoa lạc chi đa thiểu, có điều bài thơ này ở đời ết Đông Hải bị cải biên không còn ra sao nữa, bạn không muốn biết đâu. Đường thanh đỏ mặt, nếu là một năm trước thôi tất nhiên cô không hiểu. Hiện đương nhiên là thừa biết rồi, còn biết cả chuyện gì sắp xảy ra. Chương 839, lễ bán hàng. Hồng Kông là trung tâm giới thương nhân người Hoa ở Đông Nam Á, mặc dù bạo loạn ở Indo đã cơ bản được dẹp, nhưng có rất nhiều thương nhân người Hoa Indo tụ tập tới Hồng Kông, như chim sợ cành cong. Bất kể truyền thông chủ lưu trong nước ra sao, dân chúng và truyền thông Hồng Kông vẫn lên tiếng ủng hộ đồng bào nhiệt tình, tiếp theo đó do Trần Văn Thông, Quách Tùng Duyên an bài. Diệp Chân Dân đại biểu chính quyền TW cùng chính quyền Hồng Kông tới thăm hỏi an ủi Hoa Kiều ở trường hợp không công khai. Sau bạo loạn ở Indo, có thể dự liệu được tư bản người Hoa sẽ rút khỏi Indo ở quy mô lớn, chưa nói kinh tế Indo tan rã, sự kiện này để lại bóng ma không thể xóa mờ trong lòng người Hoa trên toàn thế giới. Hiện quan trọng là vấn đề tư bản người Hoa ở Indo sẽ rút đi đâu. Trương Khắc hy vọng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức đại biểu cho Cẩm Hồ, Việt Tú tích cực tham dự vào sự vụ tương quan. Chính phủ nước Mỹ cũng chính thức nhận định bạo loạn ngày 9 tháng 5 ở Indo là kỳ thị chủng tộc nghiêm trọng, chính thức nhận đơn tị nạn của người Hoa ở Indo, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có gần 5 vạn người Hoa ở Indo đã di chuyển tới Singapore, Thái Lan, Malaysia lánh nạn. Ngày 15 tháng 5 Diệp Chân Dân đại biểu Bộ Ngoại thương tới viếng thăm Thái Lan, nhóm Quách Tùng Duyên, Trần Văn Thông, Tôn Thượng Nghĩa đi cùng, sẽ tiến hành hội diện những đại biểu thương nhân người Hoa. Trương Khắc không đi theo cũng không vội rời Hồng Kông. Ngày 16 tháng 5 sẽ tổ chức bán di động mới của Ái Đạt, chiếc Y198 vì chuyện này Phó Tổng Giám đốc Lỗ Khánh Sinh tới Hồng Kông, Trương Khắc cũng ở lại thêm vào ngày. Đầu tháng 5, Liên Tấn, Liên Tín liên tục tung ra 4 chiếc điện thoại mới, Cẩm Hồ cũng chính thức khởi động chiến dịch quảng cáo tuyên truyền cho 198 tại Hồng Kông.
Hai tuần trước đó 198 ở Hong Kong qua hợp tác với Điện khí Phong Trạch được đặt mua hơn 1.000 chiếc đặc biệt long trọng tổ chức lễ bán hàng này. Chi nhánh Hong Kong ở hiện trường hoạt động dày công chuẩn bị hội diễn nhạc ra cùng hội thử rượu để tạo thế, Trương Khác và Đường Thanh tới nơi, rất nhiều người vì có được chiếc 198 đầu tiên khiến hội trường trở nên chật chội. Trước hoạt động không nói tới Giang Đại Nhi sẽ tới tham dự, nhưng sự xuất hiện của cô khiến hiện trường trở nên rất náo nhiệt. Tuy hơi đông nhưng không hề hỗn loạn, dù sao đa phần người đặt mua là giai cấp tinh anh và trí thức cao cấp, cho dù có mê giọng ca của Giang Đại Nhi cũng không tới mức cuồng nhiệt. Trương Khác và Đường Thanh mỗi người cầm một lý rượu vang, vừa khéo nhìn thấy Tôn Tĩnh Hương đang đứng ở góc nói chuyện với Tương Vi, Đường Thanh hưng phấn vẫn tay gọi, trước đó không gọi điện thoại báo, không biết sẽ gặp được ai, Đường Thanh còn uy hiếp Trương Khác. Nếu gặp Hứa Tư, bạn phải để mình cắn hai cái. Thật may hôm nay Hứa Tư bận việc khác rồi, Trương Khác không lo bị Đường Thanh cắn. Chi nhánh công ty trừ mời những người đặt hàng tới tham dự hoạt động, còn mời một số danh nhân giới giải trí, thương nghiệp để tạo thế, cố ý tạo nên một không khí ấm áp, xua đi tâm tình bi phẫn do vụ bạo loạn ở Indo, dù sao vẫn tiến hành kinh doanh. Tôn Tĩnh Hương và Tương Vi cùng đi tới, ngạc nhiên nói. Không ai nói cho tôi biết cậu sẽ tới. À, tôi có thể đoán ra được. Trương Khác biết câu cuối của cô ý nói Hứa Tư sẽ không tham gia hoạt động hôm nay, May và Đường Thanh và Hứa Tư đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của đối phương, cười che đậy. Ngày mai tôi mới rời Hong Kong. Chẳng có chỗ nào đốt thời gian, nên cùng Tiểu Thanh tới chơi. Tôn Tĩnh Hương là khách mời, cô và Tương Vi đều mặc lễ phục dự tiệc, Trương Khác và Đường Thanh ăn mặc tùy tiện giống người tới nhận điện thoại đặt trước. Thế kỷ hoa âm đúng là có cây sinh ra tiền. Trương Khác nhìn Giang Đại Nhi bị người hâm mộ bao vây, cần cả bảo vệ duy trì trật tự, cười nói. Album riêng đầu tiên của Giang Đại Nhi là Tuyết Bên Biển Mùa Đông có cả tiếng quốc ngữ, tiếng Việt mặc dù trình độ khá được, vốn có thể được thị trường chấp nhận. Nhưng do thị trường cạnh tranh khốc liệt, Thế Kỷ Hoa Âm mới hoạt động, tài chính có hạn, kinh nghiệm tuyên truyền có hạn, Giang Đại Nhi không thể đạt mức tức thì thành danh, chỉ có thể nói là lập nên cơ sở không tệ cho con đường biểu diễn sau này. Giang Đại Nhi có dung mạo lộng lẫy ngọt ngào, vóc người cao ráo, đôi mắt linh động đầy khí chất cá nhân, giọng ca trong độc đáo, làm gì có chuyện không được yêu thích. Nửa cuối năm 98, được hỗ trợ tài chính của gia tộc, Tôn Tĩnh Hương quyết định chiêu mộ những người sáng tác chứ danh của Hong Kong tới Thế Kỷ Hoa Âm, nhắm chuẩn thị trường hoa ngữ châu Á, hoạch định tương lai cho Giang Đại Nhi, bỏ ca khúc tiếng Việt. Tôn Tĩnh Hương thậm chí còn để Giang Đại Nhi tham dự vào sáng tác ca khúc, album thứ hai Chấp Mê mang đầy phong cách cá nhân thứ hai được hưởng ứng cực tốt từ thị trường, album này thành công lớn, trong ấn tượng người bình thường không chỉ là người mẫu quảng cáo nữa. Thế Kỷ Hoa Âm đương nhiên cũng thu lợi lớn. Nghe Trương Khác nói thế Tôn Tĩnh Hương mỉm cười mở túi xách tay ra, lấy chiếc 198 giơ lên. Sao mà so được cái cây sinh tiền này? Lại hỏi Đường Thanh. Lần này cậu ta cho em đãi ngộ đặc thù không? Chiếc di động kia em còn chưa chơi chán. Đường Thanh lắc đầu, di động của cô được Trương Khác mang đi tiến hành nâng cấp cả phần cứng và phần mềm. Thật hâm mộ, chiếc di động này của chị còn nhờ chị Tương đi cửa sau tặng cho, tiếc là không phải độc nhất vô nhị. Tôn Tĩnh Hương thu điện thoại lại. Thôi cất đi cho khỏi mất mặt. Chiếc 198 của Tôn Tĩnh Hương là đồ kỷ niệm có hơi hạn, vỏ màu nước biển phủ lớp kim loại mỏng, so với chiếc di động khác dưới bàn phím trang bị hai nguồn đèn LED màu sắc khác nhau, vừa bắt mắt lại mỹ quan, do đèn LED tốn phí khá cao, phải dùng pin mới nhất của Toshiba, giá hơn 1 vạn tệ, là tác phẩm cao cấp nhất của Cẩm Hồ. A, à, Tương Vi đột nhiên phát ra tiếng kêu khẽ, nhìn về phía cửa, vẻ mặt khá quái dị. Trương Khác quay đầu lại, nhìn thấy Lý Tại Thù và Lý Hinh Dư, Tương Vi đương nhiên không nhận ra Lý Hinh Dư, nhưng nhìn thấy cô vui mừng nhìn Trương Khác ngập ngừng muốn chào lại thôi, tất nhiên biết thiếu nữ tuyệt sắc đó có quan hệ thân thiết với ông chủ lớn. Đại khái là nhìn thấy Đường Thanh đứng bên Trương Khác, cho nên mới thu lại vẻ vui mừng, chỉ khi Trương Khác quay lại chỉ nở nụ cười bình đạm. Tôn Tĩnh Hương, Đường Thanh đều quay lưng lại phía cửa, chỉ nhìn thấy nụ cười bình đạm của Lý Hinh Dư, chỉ nghĩ Lý Hinh Dư chào hỏi Tương Vi. Sao, chị biết cô gái à, thật xinh đẹp, hôm nay các cô gái xinh đẹp quá nhiều, chúng ta xuống sắc cả rồi, thật bi ai. Tôn Tĩnh mông đùa, cho dù chị quen cũng ngàn vạn lần đừng giới thiệu cho Trương Khác đấy. Đường Thanh nghe vậy lườm Trương Khác một cái, thấy y vẫn cười, nhéo cho một cái. Động lòng rồi hả? Người nam đó là chuyên vụ của Samsung tại Trung Quốc, không ngờ anh ta chạy sang góp vui.
Trương Khác đổi giọng nửa trần thuật nửa nghi vấn. Cô gái đó cũng là người Samsung. Tương Vi tất nhiên không bóc trần y, nói. Trước đó có mời nhân viên của Samsung, chỉ là không ngờ họ tới thật, thực sự không ngờ. Tôn Tĩnh Hương đột nhiên nhớ ra, cô nghe em gái kể về Lý Hinh Dư, thời buổi này cô gái xinh đẹp không ít, nhưng vừa xinh đẹp lại có cơ thể nóng bỏng với khuôn mặt thuần khiết, để lại cho người ta ấn tượng khó quên. Trương Khác mấy lần gặp Lý Hinh Dư ở Hải Châu, Bắc Kinh, Tokyo là chuyện rất ít người biết, Tôn Tĩnh Hương tất nhiên không biết, chỉ họ hỏi. Đó chính là người xung đột với cậu mùa thu năm ngoái ở Kiến Nghiệp phải không? Tĩnh Mông kể với chị à. Tôn Tĩnh Hương cười tủm tỉm rất quỷ dị. Khi nó kể, tôi còn nghĩ con bé này nói bậy, giờ mới biết đúng là thế thật. Tĩnh Mông nói gì thế? Đường Thanh tò mò hỏi. Tôn Tĩnh Hương ghé vào tai cô thì thầm, Tương Vi cũng ghé đầu tới nghe, tiếp đó ba cô gái cười khúc khích. Trương Khác đương nhiên đoán ra ba cô gái đang thảo luận thân hình ma quỷ dụ hoặc của Lý Hinh Dư, y tới bàn lấy một ly vang trắng, thầm nghĩ tốt hơn không nên chào hỏi Lý Hinh Dư trước mặt ba cô gái này thì hơn. Tuy nói Cẩm Hồ và Samsung bắt đầu âm thầm đấu đá trong nước, Trương Khác và Lý Tại Thù còn có ân oán nhỏ, nhưng tầng cấp công ty vẫn phải giả dối xã giao, Lỗ Khánh Sinh, Tương Vi phải tới chào hỏi. Do bán ở thị trường Hong Kông, nên tuyên truyền không nhấn mạnh chức căn nhập tiếng Trung từ bàn phím của 198, một số bài báo đánh giá chuyên môn cũng chỉ lướt qua. Nhưng thị trường chủ yếu của Y198 vẫn là ở trong nước, các doanh nghiệp cạnh tranh đặc biệt chú ý tới kỹ thuật nhập tiếng Trung do Cẩm Hồ độc lập phát triển. Lý Tại Thù hàn huyên với Lỗ Khánh Sinh nhưng ánh mắt nhìn quan sát Trương Khác ở đằng xa. Từ chiếc 19, Lý Tại Thù nhìn ra đặc điểm di động của Cẩm Hồ, coi trọng phát triển thị trường, dùng thiết kế bù đắp kỹ thuật, vừa vặn đó cũng là sách lược mà Samsung định ra ở Trung Quốc, làm sao hắn có thể buông lỏng theo dõi Cẩm Hồ. Lần này Lý Tại Thù tới Hong Kông chuyên môn vì chiếc 198 này, muốn lấy tư liệu đầu tiên về nó, vì Cẩm Hồ đã đưa ra kỹ thuật nhập tiếng Trung. Samsung không thể không thay đổi kế hoạch đưa ra di động mới. Không chỉ Samsung mà Ericsson, Motorola đều phải thay đổi, ít nhất phải đưa ra di động hỗ trợ nhập tiếng Trung, nhưng không có nghĩ muốn đưa ra là đưa ra được. Hội trường có đặt khu thử nghiệm sản phẩm, có người mẫu mặc váy da ngắn, lộ ra làn da trắng muốt biểu diễn công năng của 198, Samsung đương nhiên cũng đặt mua 198, nhưng Lý Tại Thù không thể dùng thử tính năng nhập tiếng Trung ở đây. Vừa vặn thấy cô người mẫu biểu diễn kỹ thuật này, tạm dừng nói chuyện, chú ý sang không thử nghiệm sản phẩm. Kết quả là điều Lý Tại Thù không muốn nhìn thấy, cảm giác kỹ thuật của Cẩm Hồ có tính năng hơn hẳn hai công ty khác hắn tiếp xúc, quả nhiên người Trung Quốc phát triển kỹ thuật này có lợi thế hơn hẳn người khác. Lý Tại Thù lúc này đối diện với một quyết định khó, làm sao mở miệng với Cẩm Hồ về việc dẫn tiến kỹ thuật này. Là một trong số hoạt động ngày hôm nay. Giang Đại Nhi biểu diễn ca khúc trong album Chấp Mê mới nhất của cô, Trương Khác và người có mặt nghe tới say sưa, dư âm còn vang mãi mới nhớ ra vỗ tay. Giang Đại Nhi hai tay nắm micro, ghé cánh môi hồng ướt át dùng giọng nói nhỏ nhẹ đặc biệt của cô nói. Cảm ơn người tổ chức hôm nay, để tôi có tâm tình vui vẻ hát ở nơi này. Ở đây mỹ nhân không thiếu, còn có cả nhan sắc vóc dáng chấn động của Lý Hinh Dư, nhưng lúc này thu hút ánh mắt mọi người đều bị thu hút bởi Giang Đại Nhi. Dưới ánh đèn, ánh mắt Giang Đại Nhi làm mỗi người có cảm giác ánh mắt thuần khiết vô tả đó thâm tình nhìn mình. Con bé ngốc, đã bảo hôm nay chỉ hát 4 bài thôi, xem dáng vẻ nó thì nổi hứng ca hát rồi, ôi lỗ chết thôi, sớm biết thế này tôi báo giá live show. Tôn Tĩnh Hương ở dưới sân khấu nhỏ giọng than phiền. Giọng ca Giang Đại Nhi làm Đường Thanh nghe như mê như say, gật đầu phụ họa. Đúng là không thể để Trương Khác hưởng lợi. Chắc người tới lấy di động hôm nay cũng cảm thấy vượt giá trị rồi. Trương Khác chọc eo Đường Thanh nói. Này, này có nhầm lập trường không thế, tiền sữa cho con chúng ta sau này đấy. Đường Thanh đỏ dừ mặt, len lén nhìn Tôn Tĩnh Hương chỉ sợ người khác nghe thấy, véo Trương Khác thật đau, không cho y nói năng linh tinh. Giang Đại Nhi hát thêm vài bài nữa mới lui về hậu trường nghỉ ngơi, buổi bàn hàng tiến hành hoạt động tiếp theo, tránh Giang Đại Nhi phân tán sự chú ý của mọi người. Trương Khác và Đường Thanh ra sau hậu trường, Giang Đại Nhi đang ngồi trên ghế sofa để Hứa Duy giúp lau trang điểm. Chị Đại Nhi ngày càng chói sáng rồi. Trương Khác cười nói. Không biết khi nào chị tổ chức live show riêng, tôi và Tiểu Thanh sẽ tới cổ vũ. Vậy tôi phải nỗ lực nhiều hơn mới được. Giang Đại Nhi đột nhiên nhận ra mình đã chăm chú nhìn Trương Khác tới hơn 3 giây, tim nhói đau, nhớ lại thời mới quen nhau, quyến luyến khắc cốt ghi lòng,
dẫu sao phải che giấu nó, lập tức quay sang nói chuyện với Đường Thanh. Trương Khác còn chưa kịp cảm thụ tình cảm trong đôi mặt Giang Đại Nhi thì Tôn Tĩnh Hương đi vào, nói. Lý Tại Thù của Samsung thành fan hâm mộ của Đại Nhi từ khi nào không biết, hay là anh ta kiếm cớ gặp mặt cậu. Chỉ trách số Lý Tại Thù không tốt, hiện rất nhiều hành động của Cẩm Hồ đều là nhắm vào sách lược thị trường của Samsung ở Trung Quốc, là người phụ trách, Lý Tại Thù chắc không có thể thoải mái được. Một lúc sau, Lỗ Khánh Sinh tháp tùng Lý Tại Thù, Lý Hinh Dư đi vào. Giọng ca của tiểu thư Đại Nhi rất hay, tôi thường giới thiệu bài hát của cô cho bạn bè của tôi đến đây mong được xin chữ ký của cô. So với sự do dự của Lý Tại Thù, Lý Hinh Dư đi vào hết sức tự nhiên chào hỏi, tiếng phổ thông của cô tốt hơn lần trước nhiều, Trương Khác thầm nghĩ thời gian qua hẳn cô rất chăm chỉ tập luyện, Lý Hinh Dư còn quay sang nói với y. Hiện giọng tôi có còn có âm lạ nữa không? Vì sang Trung Quốc du học, thời gian qua tôi đã khổ luyện rất vất vả. Thế là Trương Khác thành ra rất lúng túng, trông thế này làm gì giống có ân oán. Thấy cảnh này, Đường Thanh Hồ nghi nhìn Trương Khác, Tôn Tĩnh Hương cười gian dảo, ai cũng nhìn ra chuyện không tầm thường, hỏi Lý Hinh Dư. Cô và Trương Khác có vẻ rất thân quen. Tuy Đường Thanh và Giang Đại Nhi đều có dung mạo không thua kém Lý Hinh Dư, nhưng vũ khí giết người của Lý Hinh Dư là khuôn mặt thiên thần thuần khiết cùng cơ thể ma quỷ gợi cảm, sự đối lập đó tạo nên sức hút không cưỡng nổi. Hồng Kông hôm nay trời đổ mưa, Lý Hinh Dư mặc áo tê, sất xám, váy mềm dài quá gối bó lại ở mông, vừa nổi bật cặp mông căng mẩy vừa khoe được đôi chân duyên dáng, tạo nên chữ S hoàn mỹ, làm nữ nhân nhìn thấy có thể không sinh định ý quá ít. Sao thế? Lý Hinh Dư ánh lên, như phủ lớp sương mai long lanh, làm người ta chịu không thấu. Chẳng lẽ anh ấy giới thiệu Thiệu tôi như người xa lạ? Tôi còn tưởng chúng ta được coi là bạn chứ. Rồi lùi lại một bước. Chào rất chính thức. Xin chào, tôi là Lý Hinh Dư, người Hàn Quốc, đây là Lý Tại Thù, con trai bác tôi. Bị tôi ảnh hưởng, nên anh ấy rất thích giọng ca của tiểu thư Đại Nhi, nếu có cơ hội, chúng tôi rất muốn mời tiểu thư Đại Nhi tới Seoul biểu diễn. Mé trong cánh tay của Trương Khác bị Đường Thanh véo cho đau chảy nước mắt, phải quay người đi, Đường Thanh hỏi nhỏ bên tai. Còn có bao nhiêu người bạn không muốn giới thiệu cho mọi người hả? Dù không nhìn thấy mặt cô nàng. Trương Khác có thể mường tượng ra hai cái răng nanh, lúc này bày ra cái thái độ ân oán rõ ràng đúng là thất sách, mặc cho Trương Khác gian như hồ ly, lúc này cũng không cách nào thoát khỏi khốn cảnh. Ngay cả Hứa Duy nhìn sang cũng như có gai trong mắt, Giang Đại Nhi càng vùi sâu tình cảm dư thừa dưới đáy lòng. Trương Khác vờ vịt tự nhiên nói với Lý Hinh Dư. Cô tới Trung Quốc du học, chỉ tá Tú Tàng cũng sẽ tới Trung Quốc nhậm chức chứ. Nhìn đôi mắt Lý Hinh Dư trở nên ảm đạm. Thầm nghi cô rất ghét sự đeo bám của chỉ tá Tú Tàng, nhưng lúc này thoát nguy khốn quan trọng hơn, nếu không hàm răng sắc nhọn kia sẽ cho mình nếm đủ, nên chẳng thể chiếu cố tới cảm thụ của cô. Lần trước vô tình gặp ở Tokyo, không ngờ lại sớm gặp lại như thế, tôi cũng gặp qua một nhân vật khác của nhà chỉ tá. Chương 840, kế nhỏ. Anh Trương gặp vị nào của nhà chỉ tá thế? Lý Tại Thù đi tới. Cứ như ân oán giữa hắn và Trương Khác là ảo tưởng không thực tế của người khác, đột ngột hỏi. Chỉ tá anh Thọ, có điều tôi nghĩ hẳn ông ta không biết tôi. À, Lý Tại Thù chỉ nghe tới cái tên này chứ không biết. Tú Tàng đúng là sẽ tới Trung Quốc, tôi còn định giới thiệu cho anh Trương làm quen, không ngờ hai người biết nhau rồi. Tôi gặp ở Tokyo, lần đó không thể coi là vui vẻ gì, tiểu thư Hinh Dư lúc đó cũng có mặt. Nhìn ánh mắt Lý Hinh Dư thoáng qua chút ai oán. Trương Khác cười nhẹ, thế là nhẹ nhàng gạt qua chuyện quen biết Lý Hinh Dư rồi, những chuyện khác thì nói riêng cho Đường Thanh tốt hơn. Giang Đại Nhi đã tẩy trang xong, cũng hiểu Lý Tại Thù không phải vô duyên vô cớ tới đây, liền cùng Đường Thanh và Tôn Tĩnh Hương qua một bên nói chuyện. Lý Tại Thù đi vào chủ đề chính. Còn chưa kịp chúng mừng kỹ thuật nhập văn bản tiếng Trung của Cẩm Hồ Thu được đột phá, Cẩm Hồ đúng là liên tục làm người ta bất ngờ. Trương Khác cũng nở nụ cười xã giao. Chúng tôi là người Trung Quốc, thế nên cũng có chút ưu thế, so với cách nhập của tự nguyên, kỹ thuật CKI của chúng tôi có thể tăng lên 40% hiệu suất, đứng đây quan sát có thể cảm thụ được rõ ràng. Cơ, Lý Tại Thù nghĩ chắc là C, China, K, Keyboard, E, Enter. Nghe giọng ngạo nghễ của Trương Khác, Lý Tại Thù uất lắm, tuy không biết có phải hiệu suất tăng lên 40% không, nhưng đúng là đứng ngoài nhìn có thể cảm thụ được kỹ thuật ưu việt của Cẩm Hồ. Muốn trong thời gian ngắn rút gọn khoảng cách với Cẩm Hồ là không thực tế, đặc biệt là kỹ thuật, một khi đối phương đi trước, còn phải né tránh lĩnh vực bản quyền của họ, càng khó hơn.
Lý Tại Thù cảm thấy nụ cười của Trương Khắc hơi quỷ dị, lòng máy động, chẳng lẽ y có thể khẳng định Samsung sắp đưa kỹ thuật nhập tiếng Trung của Tự Nguyên vào di động nội địa? Chẳng lẽ trong Samsung có nội gián? Tức thì trong đầu hắn hiện lên mấy cái tên khả nghi, nhưng không chắc lắm, đành về điều tra sau. Trương Khắc đương nhiên biết Cẩm Hồ không ra sức nhanh chóng đưa kỹ thuật nhập tiếng Trung vào thị trường trong nước có thể gây chút phiền toái cho Samsung, y chẳng ngại dùng chút âm mưu quỷ kế. Lý Tại Thù đương nhiên không có toàn quyền chính thức đề xuất mua kỹ thuật nhập tiếng Trung của Cẩm Hồ, hàn huyên chốc lát rồi cùng Lý Hinh Dư rời đi, Trương Khắc còn tặng cho bọn họ mỗi người một chiếc 198. Chui vào trong xe, Lý Tại Thù chẳng có thời gian xem xét chiếc 198 đưa cho trợ thủ, nói. Giao cho phòng nghiên cứu, phải dùng tốc độ nhanh nhất có được con số đánh giá. Lại hỏi Lý Hinh Dư. Em nhất định tới Trung Quốc du học, không phải có liên quan tới tên đó chứ? Thật không hiểu sao anh lại có cái suy nghĩ này. Lý Hinh Dư vừa giận. Vừa xong anh cũng nhìn thấy rồi đấy, y căn bản coi em là người xa lạ, nếu chẳng phải anh cố tới bắt chuyện, em chẳng phải chịu ấm ức này. Rồi quay ngoắt đầu sang một bên, giấu nụ cười trên môi. Hoạt động cũng sắp kết thúc, khách khứa lần lượt rời đi, Trương Khắc triệu tập Lỗ Khánh Sinh, Tương Vi, lại Tề Xuân tới, nói. Công ty điện tín trong nước không coi trọng nghiệp vụ nhắn tin, cho nên không hỗ trợ kỹ thuật nhập tiếng Trung, vì thế rất nhiều người dùng không biết công ty điện tín còn cung cấp dịch vụ nhắn tin. Nhưng thúc đẩy công ty điện tín phát triển nghiệp vụ nhắn tin không phải một mình Cẩm Hồ là làm được. Cho nên chúng ta phải có thái độ hợp tác với công ty khác ở kỹ thuật này, đó là trọng điểm cả chúng ta. Trương Khắc còn định nói thêm, nhưng Đường Thanh thò đầu vào hỏi bao giờ y mới có thể xuất phát, liền thôi, buổi tối còn mời nhóm Giang Đại Nhi ăn cơm, Lỗ Khánh Sinh không quen mọi người lắm, ngược lại Tương Vi và Tôn Tĩnh Hương rất thân thiết nên đi cùng. Chẳng cần né tranh phóng viên bám đuôi, tới một nhà hàng Tôn Tĩnh Hương hay ăn ở Trung Hoàn, vừa mới ngồi xuống thì Hứa Duy nhận được điện thoại của Hứa Tư. Bọn em được Trương Khắc mời đi ăn cơm, ở nhà hàng Pháp. Cái gì, chị có việc gấp à? Vậy chị tự nói với cậu ta. Nghe Hứa Duy nói chuyện điện thoại với Hứa Tư ngay bên cạnh, Trương Khắc có cảm giác rần rợn, nhận lấy di động Hứa Duy đưa cho. Vâng, em tới Hồng Kông 2 ngày rồi, chị tới ăn cơm cùng đi. Ồ, chị bận lắm à? Vậy chị làm việc đi, hẹn lần khác vậy. Vừa mới gặp máy lại thì Đường Thanh ghé vào tai giọng rin rít. Thấy bản lĩnh nói dối không chớp mắt này, về sau ai còn dám tin bạn nữa. Đến tối cơn mưa giả dích kéo dài suốt một ngày đã ngừng, mây tan mưa tạnh, vầng trăng lại ló ra bầu trời, Trương Khắc và Đường Thanh nắm tay nhau đi bên bờ biển dưới ánh trăng bạc lung linh. Trương Khắc kể cho Đường Thanh nghe chuyện tình cờ gặp Lý Hinh Dư ở triển lãm Tokyo. Chí tá Tú Tàng có lẽ là nam nhân mà Lý Hinh Dư không muốn nhưng phải chấp nhận, cô ấy nhìn qua có vẻ giống công chúa cao quý của Samsung. Nhưng chẳng tự quyết định được số phận của mình. Nam nhân đó với cô ấy có lẽ là cơn ác mộng. Những điều này cô ấy nói với bạn sao? Cô ấy sao có thể kể khổ với người không thân thiết? Trương Khắc nhìn đợt sóng trắng từ xa xa cuộn tới, giọng có chút xa xăm. Đôi mắt này của mình có thể nhìn thấy những thứ người thường không nhìn thấy, thậm chí mình nhìn thấy cuộc sống đang độ rực rỡ của cô ấy kết thúc trong góc tối chật hẹp. Đó là cảnh bạn thấy trong mơ à? Bạn tin không? Trương Khắc nhìn vào đôi mắt như nước biển dưới ánh trăng của Đường Thanh. Mặc dù hoài nghi bạn lấy giấc mơ ra kiếm cớ. Đường Thanh mím môi nói. Nhưng mình tin bạn, mình thậm chí còn cảm nhận được bạn đang chờ đợi một người khác. Lại nghĩ lung tung rồi, có bạn bên cạnh, mình còn chờ đợi cái gì nữa. Trương Khắc trào dâng tình cảm, ôm chặt lấy Đường Thanh vào lòng. Đường Thanh áp mặt vào lồng ngực Trương Khắc, im lặng nghe tiếng tim đập của y. Tựa hồ cảm thụ được đau buồn giấu kín dưới đáy lòng của y, nhưng cô không nói gì, đôi khi cảm thụ được là được rồi. Từ chỗ Lý Tại Thù biết được tin chỉ tá Tú Tàng sẽ tới Trung Quốc nhậm chức, Trương Khắc chẳng thấy bất ngờ, bất kể có phải là chỉ tá Tú Tàng hay không cũng chẳng có ảnh hưởng gì đặc biệt, chỉ là không ngờ rằng Lý Hinh Dư quyết định tới Trung Quốc du học, mặc dù cô có thể tạm thời không thoát được bóng ma của chỉ tá Tú Tàng và gia tộc bao phủ lên cuộc đời, nhưng quỹ tích cuộc đời cô đã đi vào lối rẽ khác rồi. Mong cô có được tương lai khác hẳn. Ngày 17 Trương Khắc và Hứa Tư cùng rời Hồng Kông, sau khi xuống máy bay tới căn nhà gỗ bên hồ liền nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân tại Bắc Kinh, nói thời gian qua chí tá anh thọ ở Bắc Kinh hoạt động tích cực, qua lại mật thiết với lãnh đạo của Ban Đất Hiếm Quốc vụ Việt, hết sức đáng nghi. Ban ngành tình báo Bộ Tổng Tham mưu đã tham gia điều tra vấn đề đất hiếm, nhưng không chính thức, chỉ thông qua nhiều con đường thu thập tình báo, vì tầng cấp lợi ích của quân đội cũng rất phức tạp.
Theo Diệp Kiến Bân nói, sự kiện ngày 9, 5 kích động thần kinh của cao tầng tướng lĩnh quân đội, khiến quân đội hạ quyết tâm điều tra tới cùng chuyện nội ngoại câu kết ở chính sách đất hiếm. Ngày hôm qua khi chỉ tá anh thọ tiếp mấy quan lớn bộ ủy TW, để Pocket PC luôn mang theo bên mình trong nhà khách, nhân viên điều tra âm thầm đột nhập vào phòng ông ta, bật chiếc Pocket PC đó. Chương 841, án lớn. Ngày 17, chỉ tá Tú Tàng lên máy bay tại Tokyo, trước khi hắn xuất phát tới Trung Quốc, được hay tin trưa hôm đó người phụ trách sự vụ kim loại đặc chủng của Mitsui ở Trung Quốc bị an ninh quốc gia Trung Quốc bắt, còn là thành viên nhà chỉ tá. Từ thập niên 70 tới nay, Mitsui thành lập 16 chi nhánh ở Trung Quốc, phân ra xử lý toàn bộ nghiệp vụ của Mitsui ở Trung Quốc, kim loại đặc chủng chỉ là một phần 16 chi nhánh đó, nhưng bị ban ngành an ninh quốc gia bắt không phải là sự kiện chính trị tầm thường. Chỉ tá Tú Tàng xét tầm nghiêm trọng của vấn đề, lập tức trì hoãn chuyên bay, một mặt liên hệ đại sứ quán ở Trung Quốc, một mặt báo cho người tổng sự vụ ở Trung Quốc, xác nhận nguyên nhân chỉ tá anh thọ bị bắt rồi cùng cao tầng Mitsui thảo luận đối sách, nếu cần thậm chí liên hệ quan viên ngoại giao để giao thiệp với Trung Quốc. Trong chiếc Pocket PC của chỉ tá anh thọ có hơn 500 trang tài liệu, trong đó đại bộ phận là văn kiện cơ mật sản nghiệp đất hiếm quốc gia, thậm chí còn có ghi lại cả lời phê của lãnh đạo TW. Nhân viên điều tra còn phát hiện ra một bảng danh sách, bên trên lần lượt là ngày tháng năm, tên người nhận hối lộ của bọn chúng, trong đó tổng cộng 26 quan viên địa phương cùng bộ ủy ban quốc gia, chỉ tá anh thọ hối lộ hơn 5 triệu đô la Mỹ, trong đó đã chi ra 50.000 đô la Mỹ cùng tên người nhận hối lộ. Ngày 16, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu sau khi ngay trong đêm nghe báo cáo, sáng ngày 17 liền khẩn cấp giao cho an ninh quốc gia, để bọn họ tiếp nhận điều tra. Vì chỉ tá anh thọ có kế hoạch trở về Nhật trong thời gian gần, tránh manh mối đứt giữa chừng, an ninh quốc gia lập tức quyết định bắt giữ chỉ tá anh thọ, đồng thời thông báo tỉnh Giang Nam tiến hành lục soát khẩn cấp văn phòng kim loại đặc chủng Mitsui ở Kim Sơn và bắt nhân viên liên quan. Tại nơi ở của chỉ tá anh thọ thu được giấy biên nhận của người nhận hối lộ, đối chiếu với danh sách trong máy, phát hiện Chu Cẩn Tỳ lấy tên giả, Diêu Ngọ Hồng, nhận của chỉ tá anh thọ 3 lần với 4.2 vạn USD. Trương Khắc khi đáp máy bay xuống kiến nghiệp thì được Diệp Kiến Bân gọi điện thông báo Cục An ninh Quốc gia, Viện Kiểm sát Bắc Kinh thành lập tiểu tổ chuyên án 516 bí mật điều tra vụ này. Gần hoàng hôn, Trương Khắc và Hứa Tư lái xe về căn nhà gỗ, khi đi qua ngõ học phủ thấy một chiếc xe cấp cứu phóng vọt qua, rẽ vào ngõ trước bọn họ. Không biết trong ngõ xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ xuống xe đi bộ vào ngõ, thấy xe cấp cứu đỗ phía trước không xa, trong đám đông vây quanh có cả Đỗ Phi, Mông Nhạc. Trương Khắc và Hứa Tư đi tới, người bị thương đã được đưa vào xe cứu hộ. À, hai người về lúc nào thế? Đỗ Phi nhìn thấy Trương Khắc và Hứa Tư đứng sau lưng vui mừng reo lên. Vừa về, xảy ra chuyện gì vậy? Trương Khắc nhìn thấy vũng máu nhỏ, có vẻ không phải chuyện gì to tát. Chu Cẩn Tỳ đó. Đỗ Phi cười rất hả hê. Nghe nói lão ta tản bộ trên phố, nhận được một cú điện thoại liền ngã cắm mặt xuống đất, không ai biết xảy ra chuyện gì. Trương Khắc hối hận vô cùng, nắm đấm siết chặt lại, chỉ thiếu một bước nữa thôi là nhìn thấy cảnh lão già này nằm thẳng cẳng trên phố, làm sao không tức cho được. Sớm biết vậy không nhận điện thoại của anh Diệp ở sân bay, làm chậm mất mấy phút. Mày biết chuyện gì xảy ra à? Hừ! Trương Khắc nhìn chiếc xe cứu hộ khởi động chuẩn bị đi. Đối với lão ta mà nói, có lẽ vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa là may mắn. Với tài liệu bên an ninh quốc gia nắm giữ, Chu gia có mối quan hệ lớn đến đâu cũng không bảo vệ nổi Chu Cẩn Tỳ, nếu ông ta lần này ngã gục luôn, nói không chừng có người nể tình mà xử lý nương nghẹ. Lúc này Thôi Quốc Hằng và trợ giảng của Chu Cẩn Tỳ đi nhanh tới, thấy đám Trương Khắc vội hỏi. Xảy ra chuyện gì, giáo sư Chu đâu? Lần này không liên quan gì tới chúng tôi. Trương Khắc nói một câu khiến người ta phát ghét, mới đánh mắt sang xe cứu hộ. Giáo sư Chu được đưa lên xe rồi, tôi cũng vừa tới đây. Không rõ vì sao ông ấy nhận được một cú điện thoại lại ngã lăn quay ra đường, chắc là có tin dữ. Thôi Quốc Hằng không truy cứu mà vội quay lại bảo tên trợ giảng. Thầy Tiểu Chu, mau đi tìm vợ giáo sư Chu, rồi cùng tới bệnh viện chiếu cố. Tên trợ giảng vừa rồi bị Hứa Tư bắt mất hồn, mãi mới phản ứng lại, lắp bắp hỏi. Tìm sư mẫu, tới bệnh, viện, tới, bệnh viện nào? Cậu không thấy xe cấp cứu của quân y viện à? Thôi Quốc Hằng rất bất mãn, nhìn sang phía Hứa Tư, cũng thấy chao đảo, chẳng trách hắn lại thất thố, một khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, gò má sáng bóng, da rẻ trắng mịn như tuyết đầu mùa,
dưới hàng mi như núi xa là đôi mắt long lanh động lòng người, mỹ nhân vạn người không có một này điềm tĩnh đứng bên Trương Khác, làm người ta đoán không thấu thân phận y. Thôi Quốc Hằng mấy ngày qua tìm Trương Khác, bài viết vạch trần bạo loạn ở Indo lan đi trên mạng với tốc độ chóng mặt, học sinh các trường hết sức phấn nộ kích động, làm lãnh đạo trường vấn và công tác ổn định tâm tình, vậy mà cái tên gây họa lại chạy mất. Hắn cứ lo bộ giáo dục sẽ phái người xuống truy xét, phạm vi sự việc đã vượt quá trường, các giáo viên trong trường chia thành hai phe đối lập hoàn toàn, có người cực kỳ tán thưởng hành vi của Trương Khác, người thì căm hận, sợ bộ giáo dục có ý kiến với trường, lo nhiễu loạn trật tự trường học. Làm Thôi Quốc Hằng bất ngờ là mãi chẳng có ai tra vụ này, ngay cả Lý Hồng Minh khi bố trí làm công tác tư tưởng cho sinh viên cũng hoàn toàn không nhắc tới kẻ gây họa. Lộ ra rồi thì quan trọng là xử lý hậu quả, Thôi Quốc Hằng đoán bên trên nghĩ như thế. Thôi Quốc Hằng trước kia rất muốn tìm hiểu về chàng sinh viên thần bí này, nhưng thấy Hứa Tư đứng bên Trương Khác, thầm nghĩ mình đừng nên nhúng vào vũng nước này thì hơn, liền gật đầu với Trương Khác rồi rời đi. Chu Cẩn Tỳ là giáo sư nổi tiếng trong nước, phải kịp thời báo tin cho hiệu trưởng, nếu kinh động tới giới truyền thông thì trường học cũng phải có cách ứng phó. Xe cấp cứu đi xa, người vây quanh cũng tan hết, không ít người lén lút nhìn Hứa Tư. Mông Nhạc lúc này mới hiểu chân tướng tàn khốc mỹ nữ luôn vây quanh một số người, vỗ vai Trương Khác hỏi. Cậu lừa ở đâu được thần tiên tỷ tỷ thế? Hứa Tư bật cười khúc khích, đưa bàn tay mềm mại trắng mịn ra. Cậu là Mông Nhạc à? Tôi là chị của Trương Khác và Đỗ Phi, nghe họ nhắc tới cậu và những người bạn trong trường luôn, buổi tối tôi mời mọi người ăn cơm làm quen. Kéo cả Đỗ Phi vào là để làm người khác giảm bớt tò mò quan hệ giữa cô và Trương Khác. Đây gọi là chuyện tốt chưa ra khỏi nhà, chuyện xấu đã truyền khắp ngõ, đám Trương Khác vừa mới tới quán ăn thì tin tức Chu Cẩn Tỳ xuất huyết não truyền khắp Đông Hải, cách lần ngất xỉu trước có một tháng, giữ được mạng là lý tưởng rồi, nhưng chỉ e Chu Cẩn Tỳ cũng không muốn tỉnh lại để nhìn thấy cái còng tay lãnh lẽo. Trương Khác gọi điện thoại cho Từ Học Bình, ông không nói gì, chỉ thở dài, cái chết của Từ Chí Minh cũng tính do Chu Cẩn Tỳ gián tiếp gây ra, Từ Học Bình lòng có khoáng đạt đến đâu cũng không quên được mối hận này. Trương Khác không còn lo con rắn độc Chu Cẩn Tỳ này nấp trong bóng tối thừa cơ cắn người nữa, tiếp đó lại gọi điện cho Tạ Vãn Tình, thời gian qua cô luôn ở Kiến Nghiệp. Chị muốn gặp em. Trương Khác trầm mặc. Em nói Hứa Tư, chị cũng muốn gặp cô ấy. Tạ Vãn Tình dịu dàng nói. Thế chẳng phải xong sao, có gì khó xử đâu. Chương 842, bắt gian trên giường. Trương Khác đẩy cửa phòng ngủ, cửa phòng không đóng, trái tim kém cỏi đập cuồng loạn. Trong phòng ngủ không có đèn, ánh trăng từ cửa sổ mở toang chiếu lên chiếc giường lớn hình nửa vầng trăng, thấy hai mỹ nhân ôm chăn ngủ, y cẩn thận đưa tay ôm ngực, sợ tiếng tim đập đánh thức người trong mộng. Tâm nguyện bao năm giờ mới thực hiện được. Thời tiết Kiến Nghiệp tháng năm đã khá nóng rồi, tuy nói là ôm chăn ngủ, nhưng hai mỹ nhân chỉ đắp chăn mỏng che bụng, nửa người lộ ra ngoài. Tạ Vãn Tình mặc váy lụa màu sáng, một góc váy ngủ vén lên, lộ ra cặp đùi trắng mịn màng không thua kém chất lụa của váy. Cái váy vừa khéo vén lên gần eo, giữa hai chân để lại mảng tối, cảm giác trong đó không hề mặc gì, Trương Khác mặc húm. Mặt Hứa Tư bị mái tóc đen dài che đi, chỉ để lộ ra khóe môi hồng, cô là vưu vật toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ nào không làm tâm hồn người ta chao đảo. Trương Khác nhìn tới si dại một lúc lâu mới nhớ ra ý đồ ban đêm lẻn vào đây, và mặt nhẹ một cái, mắng bản thân, có phải lần đầu thấy mỹ nữ đâu. Trương Khác tính toán rất lâu. Cảm thấy nên ra tay với Hứa Tư trước thì hơn, Hứa Tư sợ thẹn, cho dù có tỉnh rồi cũng sợ đánh thức người bên cạnh sẽ mặc cho y làm bừa, còn Tiểu Tình Tình luôn dung túng y, đợi xử xong Hứa Tư, cùng lắm dở mấy chiêu vô lại, quá nửa sẽ chiều lòng mình. Nếu làm ngược lại, thì Hứa Tư bỏ chạy ngay, Tạ Vãn Tình chiếu cố cảm thụ của Hứa Tư không cho mình toại nguyện, thế là sôi hỏng bỏng không hết, thứ tự này tuyệt đối không thể nhầm. Tà niệm sinh ra, Trương Khác càng không thể khống chế được bản thân. Tay luồn vào trong váy ngủ của Hứa Tư, trong mơ Hứa Tư như có cảm giác kẹp chặt hai chân lại, Trương Khác nín thở mất một giây, tay bị cặp đùi ấm ấm kẹp chặt làm máu trong người sôi lên, bất kể có làm ra nhân tình lại không, lật chăn lên, đè lên tấm thân gợi cảm đó, một tay áp lên bầu ngực Hứa Tư, cách lớp vải cảm giác mềm mềm êm êm đó tuyệt diệu vô ngần, đối diện với mỹ nhân như thế có nam nhân bình thường nào không sinh dục vọng cho được. Anh muốn làm cái gì? Cơ thể mềm mại phía dưới quấy động. Mái tóc rối gạt sang hai bên, lộ ra khuôn mặt tôn tĩnh mông, mắt còn ngái ngủ phát ánh sáng mê ly, tựa hồ đầu óc chưa tỉnh táo nghi hoặc sao Trương Khác nằm đè lên mình. Trương Khác ngớ ra trong thoáng chốc, thấy tôn tĩnh mông không cự tuyệt lắm,
còn tay mình vẫn ở giữa hai chân cô, nghĩ tiến tới luôn thì bên cạnh truyền tới tiếng hô. Sao cậu vẫn cái thói đó? Lần trước còn định sai là lấn tới với tôi, giờ chắc lại dùng chiêu đó với người khác. Trương Khác choáng váng quay đầu lại, người nằm bên cạnh không ngờ là Địch Đan Thanh, sợ tới dục vọng tắt ngúm, cuống cuồng bỏ chạy, vấp phải chân Tôn Tĩnh Mông, ngã lăn từ trên giường xuống. Á! Trương Khác chỉ kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bốn cô gái ngồi ở phòng trà tầng thượng thấy Trương Khác đang ngủ ngon lành, đột nhiên nhiên nhảy lên ngã lăn quay ra đất rồi kêu gào, chẳng hiểu ra sao cả. Tôn Tĩnh Mông bĩu môi, nhìn Trương Khác đang xoa trán, châm chọc. Hừ, nói chuyện với bốn mỹ nữ mà có thể ngủ tít được, đã ngủ lại còn ngã lăn xuống đất, anh đúng là không phải người tầm thường. Mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, trên tay vẫn vấn vương cảm giác mịn mịn giữa hai chân Tôn Tĩnh Mông, chẳng lấy nổi dũng khí cãi nhau với cô. Nằm mơ à? Hứa Tư quay sang hỏi. Nghe mọi người nói chuyện làm đẹp, thế là ngủ mất. Trương Khác ậm ừ đáp. Mơ gì thế, mộng đẹp hay ác mộng? Địch Đan Thanh ngồi quay lưng về với Trương Khác, gần y nhất, hỏi. Có một lúc nghe cậu thở rất gấp. Tôn Tĩnh Mông bên ngoài váy ngủ còn mặc một chiếc áo sơ mi kazo, Trương Khác thấy cái áo quen quen, nhưng mắt lại đóng đinh vào cặp chân nhỏ nhắn trắng trẻo, chẳng còn đầu óc nào truy cứu sao cô lại lấy áo sơ mi mình vắt trên ghế để mặc. Địch Đan Thanh mặc quần ngủ vải mềm lụa, mông bó căng, loáng thoáng nhìn thấy mép quần lót màu đỏ. Cô ôm gối ngồi xoay lưng với Trương Khác, giữa mép quần và mép áo là đoạn da thịt trắng nõn. Sao lại nằm mơ thấy hai cô gái này, đây gọi là mộng đẹp hay là ác mộng? Trương Khác cười khổ lắc đầu, vốn tưởng là cuộc hẹn hò của y và Hứa Tư, Tạ Vãn Tình, ai ngờ bị hai cô gái kia chen ngang. Buổi tối trước khi ăn cơm vừa gọi điện cho Tạ Vãn Tình xong quay về chỗ thì bị Hứa Tư nói đã nhận lời mời của Tôn Tĩnh Mông tới chung cư thanh niên ngủ, Địch Đan Thanh mới vừa từ Tân Vu về kiến nghiệp. Thế là tất cả mộng tưởng tan tành, Trương Khác rơi vào cảnh lắm mối tối nằm không, chẳng cô gái nào thèm để ý. Mấy giờ rồi, sao mọi người còn chưa đi ngủ? Trương Khác ngẩng đầu lên nhìn, cho dù là ở túc xá nghiên cứu sinh thường thức thâu đêm cũng chẳng còn mấy cửa sổ sáng đèn. Cậu muốn ngủ thì cứ ngủ đi, chẳng lẽ còn muốn chọn người thì tẩm hay sao? Lời Địch Đan Thanh tựa hồ khiêu khích nhưng lại như có ý ám chỉ, Trương Khác chỉ còn cách chuồn vội, sợ Tôn Tĩnh Mông nghe ra điều gì. Tạ Vãn Tình và Hứa Tư thì chột dạ, mặt đỏ lên. Tạ Vãn Tình ngáp một cái đứng dậy nói. Cũng không sớm nữa đâu, chúng ta đi ngủ thôi. Cô kéo tay Hứa Tư và Địch Đan Thanh xuống lầu, Tôn Tĩnh Mông chùn mũi hết sức đáng yêu cũng xuống theo. Trương Khác về phòng khép hờ cửa, nghe thấy bốn cô gái xuống lầu, lại bắt đầu toan tính xem làm sao lừa được Hứa Tư vào phòng. Địch Đan Thanh ở căn hộ phía dưới, cô về trước, ba cô gái còn đứng ở hành lang trò chuyện một lúc. Trương Khác nghe thấy Tôn Tĩnh Mông hỏi. Giường phòng khách hơi chật, hay là hai chị ai ngủ với em? Hứa Tư chiều đi máy bay, sợ tối ngủ không ngon, để cô ấy ngủ một mình. Tạ Vãn Tình nói. Trương Khác nghe thế mừng thầm, đợi bọn họ ai về phòng nấy, liền gọi điện cho Hứa Tư, giở trò vô lại. Vừa rồi gặp ác mộng, tỉnh lại không ngủ được nữa, chị sang nói chuyện với em đi. Nếu không em sang đấy, nhưng mà tường bên đó mỏng. Nói không chừng làm họ nghe thấy. Đợi chốc lát Hứa Tư đẩy cửa đi vào, lúc khép cửa còn chột dạ quay đầu lại nhìn hành lang, không dám khóa cửa, sợ chẳng may có ai tìm Trương Khác thì cô có trăm cái miệng cũng không cãi được, thấy Trương Khác cười xấu xa, tức khí nói. Cậu là đồ vô lại, có chuyện gì muốn nói? Trương Khác vỗ vỗ giường, bảo Hứa Tư ngồi xuống nói chuyện, cô vừa vào trong tầm tay, là ôm chầm lấy, liếm vành tai Hứa Tư. Sao chị dễ lừa như cô bé 15-16 tuổi thế, chị nói xem lúc này có chuyện gì để mà nói. Cánh môi tham lam trượt qua gò má trơn nhẵn, tìm kiếm cánh môi đỏ nóng bỏng. Hứa Tư mím môi lại im lặng dẫy dụa, Trương Khác không buông tha, cách lớp áo ngủ ngậm lấy núm vú của Hứa Tư nhai nhẹ, tay trượt dần theo tấm lưng thon trơn mượt, xoa bóp cặp mông cực kỳ đàn hồi ấy. Biết không thoát nổi móng vuốt của ác ma, Hứa Tư chỉ xin Trương Khác tắt đèn, khép cửa sổ lại. Tựa hồ chỉ có chút ánh sáng sẽ rất xấu hổ. Cặp mông bị Trương Khác bóp lấy, người nóng như sốt, càng vùng vẫy tình dục càng bốc cao, váy ngủ bị Trương Khác lột ra, bầu ngực như ngọn núi ưỡn thẳng, núm vú hồng tươi bị khiêu khích trở nên cực kỳ mẫn cảm, chạm nhẹ một cái là toàn thân cô run lên, da ửng hồng, y như tân nương đêm động phòng, Trương Khác phả hơi nóng vào tai cô nói. Tắt làm gì, còn chỗ nào trên người chị em chưa thấy nữa đâu. Tuy nói thế nhưng Trương Khác vẫn tắt đèn đi. Kéo kím rèm cửa xuống,
nếu chẳng phải hai việc này y với tay ra là làm được thì đã chẳng chiều ý cô. Bóng tối làm người ta thêm dũng khí, dám làm chuyện không dám làm dưới ánh sáng, Hứa Tư kẹp chặt hai chân lấy hông Trương Khác đưa thứ kia vào cơ thể, một tay bịt miệng không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ, một tay bấu sâu vào lưng Trương Khác. Két! Có ai đó đẩy cửa. Nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, tim Hứa Tư ngừng đập, lập tức ôm chặt lấy Trương Khác không cho y nhúc nhích, nhưng hai cơ thể vẫn dính liền với nhau, cô cảm thụ rõ ràng hạ thân bị thứ nóng hổi kia lấp kín, tuy dừng cử động, nhưng thứ kia vẫn giật giật trong người, hết sức khó chịu. Tiếp đó cảm thấy có người lần mò trong bóng tối, cạch một cái khóa cửa lại, giờ lại hối hận nếu lúc nãy khóa cửa lại đã không rơi vào cảnh xấu hổ thế này, đúng lúc cơ thể đang hết sức mẫn cảm, không hề muốn dừng lại. Á! Người kia tiền vào phòng va phải mép bàn, đau đớn kêu khẽ một tiếng, là giọng Tạ Vãn Tình, Hứa Tư nhéo đùi non của Trương Khác uy hiếp y không được lên tiếng. Trương Khác mặc dù rất khao khát ba người cùng giường, nhưng cảnh này bị Tạ Vãn Tình bắt gặp chẳng phải hay ho gì, hơn nữa Tôn Tĩnh Mông ở trong nhà, y có mấy cái gan dám làm bừa. Trương Khác và Hứa Tư đều nín thở, Tạ Vãn Tình đợi trong bóng tối một lúc không thấy có người phản ứng, nghĩ Trương Khác không có ở trong phòng, lẩm bẩm oán trách. Tên trộm này quả nhiên gan lớn bằng trời chuồn tới phòng con bé lẳng lơ Hứa Tư rồi, không cần tới kiểm tra cũng đoán được. Tạ Vãn Tình nói thế, đùi non của Trương Khác liền bị Hứa Tư véo đau nhói, lại không thể phát ra tiếng, hạ thân bị siết chặt, càng lúc càng phồng to. Xuân Tình bị khởi lên tới cực điểm, người nóng rực hết sức khó chịu, chỉ đợi Tạ Vãn Tình đi, giáo huấn, tên vô lại này một bài học nhớ đời, không ngờ Tạ Vãn Tình lại nói một câu làm cô hồn siêu phách lạc. Hai tên trộm này đêm nay tuyệt vọng ngủ mất rồi. Mấy giây sau liền thấy một bàn tay sờ lên eo mình. Trong số nam nhân, da rẻ Trương Khác cũng được tính thuộc loại mịn màng hiếm có, nhưng đem so với làn da non như da trẻ con của Hứa Tư thì kém xa lắm. Tạ Vãn Tình sờ một cái biết ngay là Hứa Tư, cô ngàn vạn lần không ngờ Hứa Tư to gan tới mức lẻn vào phòng Trương Khác phụng trộm, tay chưa rụt lại thấy cơ thể Hứa Tư cứng đờ rồi dùng mình. Con bé lẳng lơ này. Tạ Vãn Tình thừa hiểu phản ứng cơ thể đó là gì, không muốn phá ngang họ lúc này, đứng dậy định bỏ đi, nhưng tay bị Hứa Tư tóm chặt. Lúc này Hứa Tư chỉ phản xạ theo điều kiện, hơn 10 giây liên tục co giật trong khoái cảm mê muội, mới thẹn thùng buông tay ra, kéo chăn chui tọt vào đó, cả đầu và chăn cũng trùm kín luôn, còn thuận tiện đạp cả Trương Khác xuống giường. Tạ Vãn Tình bật đèn lên, nhìn thấy Trương Khác đang luống cuống tranh giành chăn với Hứa Tư, nhưng Hứa Tư liều chết giữ chăn giành không nổi. Chỉ hạ thân còn đeo bao cao su của Trương Khác. Xấu chết đi được, mau lấy cái gì mà che. Trương Khác bối rối lấy gối che đi, trông ngu hết sức. Hừ, thừa lúc Tĩnh Mông ngủ say, muốn đi tuần tra đêm, không ngờ con bé lẳng lơ không chịu nổi chạy tới đây ăn vụng, sớm biết thế đã chẳng tới đây. Giọng Tạ Vãn Tình chua chua. Tại tên nhóc tiểu Khác lừa em qua đây. Hứa Tư trong chăn lúng búng giải thích cho bản thân. Tiểu Khác là tên vô lại. Em bị lừa sang đây thế là. Mất mặt chết đi, chị Vãn Tình, không được cười em. Tạ Vãn Tình phì cười. Tùy hai đứa, chị về ngủ đây, sáng mai hai đứa đừng có ngủ quên đấy. Chị Vãn Tình. Trương Khác thấy Tạ Vãn Tình không giận, nắm lấy tay cô. Chỉ biết học thứ hư hỏng. Tạ Vãn Tình nguyết yêu Trương Khác một cái, liếc nhìn Hứa Tư vẫn còn trùm chăn kín mít, thầm nghĩ mình ở lại con bé này cũng chẳng thể nói gì được. Nghĩ thế cảm thấy giữa đùi mình tê tê, nếu chẳng phải nha đầu Tĩnh Mông kia còn ở trong phòng, cô cũng không muốn từ chối tiểu oan gia này, đưa tay nắm hạ thân Trương Khác, nói nhỏ. Em phải để lại cho chị chút thể diện, con bé Tĩnh Mông mà biết thì hỏng hết. Tạ Vãn Tình vừa đi, Hứa Tư hất chăn bật dậy, tay chân như con bạch tuộc từ sau cuốn lấy người Trương Khác, cắn vai y, oán trách. Cậu bảo sau này tôi nhìn mặt chị Vãn Tình ra sao? Đồ vô lại. Không sao. Lúc nào đó chị tới bắt gian em và chị Vãn Tình là hòa. Trương Khác chưa nói dứt lời bả vai bị Hứa Tư ngoạn một cái, tiếng kêu vừa thốt ra khỏi miệng bị Hứa Tư chuẩn bị trước bịt lấy. Không được kêu, nhịn đi. Trương Khác nhịn đau, ôm lấy lưng trần chuồng của Hứa Tư, khẽ vuốt ve, có lẽ mình quá tham lam, nhưng có nam nhân nào kháng cự nổi sự dụ hoặc này. Âu yếm thêm một lúc, Hứa Tư đương nhiên không dám ở lại ngủ qua đêm, mặc lại váy gión ra gión rén trở lại phòng. Ngủ mơ cảm thấy có một cơ thể trắng trẻo đầy đặn đè lên người, bàn tay mềm mại thò vào trong quần mình, nắm lấy hạ thân ve vuốt, Trương Khác mở choàng mắt, thấy khuôn mặt xinh đẹp đầy thâm tình của Tạ Vãn Tình đang nhìn mình. Hại người ta cả đêm trằn trọc không ngủ được, oan gia ạ.
Hứa Tư và Tĩnh Mông vừa đi rồi, phải chiều người ta. Rồi tụt quần Trương Khắc xuống, nắm lấy thứ chủ động ngồi lên, một tiếng rên dài đầy nhục dục bật ra từ cổ họng không sao kìm chế được. Trương Khắc có mấy là gan không chiều lòng Tạ Vãn Tình, có thể thực hiện mộng tưởng nhân sinh hay không chỉ có thể hy vọng vào Tạ Vãn Tình tích cực phối hợp. Trái ngược với sự ung dung khoái hoạt cả Trương Khắc, Chu Cẩn Du và Tạ Hán Minh rơi vào hoảng loạn chưa từng có. Từ lần theo đường dây Trương Châu, gần như không thể chạm vào gân cốt Chu Cẩn Tì, mà bất kỳ ai muốn điều tra Misui đều phải xét tới ảnh hưởng cực lớn của con quái vật khổng lồ này tới mối quan hệ Nhật Trung. Ai có thể ngờ được bạo loạn ở Indo, cao tầng tiến hành xử lý tỉnh táo, nhưng không có nghĩa là cao tầng TW và quân đội không kích động, đúng lúc gặp sự kiện Misui, quyết tra theo manh mối này, liền giáng cho Chu Cẩn Tì một đòn chí mạng. Thậm chí TW không còn cẩn thận đối đãi với mối quan hệ Nhật Trung nữa, quyết tra đến cùng, so ra Chu Cẩn Tì có là cái gì. Hiện kết quả tốt nhất của ông ta là đợi 8, 10 năm nữa hãy tỉnh lại. Dừng dùng thuốc đi. Chu Cẩn Du nghe thấy chồng kiến nghị như thế, kinh ngạc vô cùng. Anh ấy là anh ruột của em, anh sao có thể bảo em làm như thế? Không phải là hoàn toàn dừng dùng thuốc, mà dùng cách trị liệu giữ tình hình thôi, trước khi vụ án đất hiếm kết thúc. Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, chỉ cần điều tra tiếp là sẽ ảnh hưởng tới em. Tạ Hán Minh dốc lòng khuyên nhủ, nhưng ánh mắt hết sức vô tình. Anh nghĩ anh trai em có ý thức cũng sẽ làm như thế, chẳng lẽ em muốn anh ấy tỉnh lại cho Cục An ninh Quốc gia bắt đi điều tra? Chu Cẩn Du suốt đêm đi tới kiến nghiệp, tới giờ vẫn chưa nghỉ ngơi chút nào, mắt đầy tơ máu, những người đều ở bên ngoài đợi bà ta ra quyết định, hiện phẫu thuật còn có hy vọng khôi phục ý thức, nhưng mọi người đều biết. Đây không phải là lúc thích hợp để Chu Cẩn Tì khôi phục ý thức. Tạ Hán Tĩnh, Tạ Vãn Sơn, Tạ Ý, Tạ Kiếm Nam, tất cả ngồi trong gian nhỏ ngoài phòng bệnh im lặng chờ đợi, nhưng mỗi người mang một tâm tư khác nhau, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng tranh luận bên trong, tuy không rõ lắm, nhưng có thể đoán ra trong đó đang tranh luận điều gì. Một lúc sau vợ chồng Chu Cẩn Du và vợ Chu Cẩn Tì đi ra, bà vợ giọng bi ai lãnh đạm nói. Lão Chu không gánh nổi nguy hiểm nữa, cứ trị liệu thì hơn. Ít nhất để lại trên đời một chút tưởng niệm. Chu Cẩn Tì không tỉnh lại mới phù hợp với lợi ích Chu gia, có như thế mới có người thương hại nói giúp Chu gia vài câu. Tạ Hán Tĩnh nghĩ thế, đi tới trước giường nhìn khuôn mặt hốc hác như cái xác không hồn của Chu Cẩn Tì, mũi cắm máy thở, tay truyền dịch. Chương 843, sống trong lo sợ. Tuy nói không có ai xuống điều tra, nhưng từ hoàng hôn hôm qua tới giờ, trừ mấy giáo viên cùng sinh viên ông ta hướng dẫn, trường học không chính thức phái người tới thăm. Nói rõ tin tức Chu Cẩn Tì dính líu vụ án kia đã không còn bí mật nữa. Phía trường học cũng không muốn Chu Cẩn Tì tỉnh lại, như thế đợi ít Đông Hải mới tránh được vụ bê bối học thuật, nhưng phía trường tiếng nói không lớn, chỉ có thể im lặng xem biến hóa. Tạ Hán Tĩnh ở lại một lúc rồi cáo từ. Chui vào xe, Tạ Ý nghi ngại hỏi. Cẩm Hồ liệu có vì thế mà dừng tay không ba? Bất kể Cẩm Hồ có dừng tay hay không thì cũng không cần ôm nhau chết chùm nữa. Tạ Hán Tĩnh lạnh nhạt nói, đợi một lúc không thấy Tạ Vãn Sơn đi ra, liền bảo tài xế khởi động xe. Tới đây rồi thì chúng ta cùng đi thăm Tử gia. Khi đi qua ngõ học phủ, nhìn thấy Trương Khắc đang một mình buồn chán lượn lờ khắp ngõ. Thật khó tưởng tượng được kẻ đứng sau gây ra tất cả lại có bộ dạng thế này, Tạ Hán Tĩnh nắm chặt tay, cuối cùng không bảo lái xe dừng lại. Ngày 16, Cẩm Hồ long trọng cử hành lễ bán di động mới 198 ở Hong Kong. Đồng thời ở nội địa cũng rầm rộ tổ chức hoạt động tuyên truyền, thông qua chuỗi cửa hàng của Thịnh Hâm nhận đơn đặt hàng, nửa tháng sau sẽ bán 198 ra thị trường. Nói cách khác người dùng ở nội địa nếu không có nguồn từ Hong Kong, chỉ đành đợi nửa tháng nữa để thấy chiếc di động mới nhất của Cẩm Hồ, nửa tháng sau Cẩm Hồ còn đưa ra hai chiếc di động mới nữa, khiến Cẩm Hồ có 5 loại di động trên thị trường. Lúc này thật khó dự đoán được cuối cùng nghiệp vụ di động của Cẩm Hồ sẽ lớn tới mức nào. Nhưng tuyệt đối đã vượt xa nghiệp vụ đầu đĩa hiện nay của Cẩm Hồ. Hôm qua ở Bắc Kinh, Đinh Hoè trên diễn đàn sản nghiệp kỹ thuật thông tin chính thức tuyên bố cung cấp kỹ thuật CKI cho thành viên của Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Di động, thậm chí còn chiết xuất 4% tiền cấp quyền lập quỹ, giúp đỡ thành viên trong Hiệp hội phát triển kỹ thuật. Đừng nói Bộ trưởng Cảnh Trọng Dương, tới ngay cả Cát Kiến Đức hận Cẩm Hồ tới tận xương tùy cũng phải công khai tán dương Cẩm Hồ, Cảnh Trọng Dương trước đó không tỏ thái độ gì về Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Di động. Cũng phải công khai bày tỏ hy vọng hiệp hội phát huy tác dụng lớn hơn nữa ở lĩnh vực thông tin trong nước. Nếu so cách cục, ai có thể bằng thanh niên này? Tạ Hán Tĩnh quay đầu lại thấy Trương Khắc đang đuổi theo đá một cái chai rỗng, trong lòng dở khóc dở cười,
thực sự không tìm được cớ xuống xe. Tạ Tử Gia dụi đôi mắt díp lại, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, nhìn cha và anh đứng ở cửa, ngạc nhiên hỏi. Hai người rảnh rỗi mà nghĩ tới con à? Được rồi, mau mua cái gì đó cho con, tối qua quên ăn, thức tới tận sáng mới lăn ra ngủ, dung nhan thảm hại, không dám ra ngoài, nếu ba với anh không tới, nói không chừng con chết đói ở đây. Tạ Ý thấy phòng ốc thu dọn chỉnh tề ngăn nắp, hỏi. Gần đây Trần Tĩnh có qua à? Hôm kia có tới ký hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật với Cẩm Hồ, nhưng muốn đem kỹ thuật đó vào di động còn phải nỗ lực làm việc. Tạ Tử Gia thều thào nói như sắp hết hơi. Kỹ thuật hôm qua Cẩm Hồ công bố ở Bắc Kinh à? Tạ Hán Tĩnh hỏi. Con không biết, Cẩm Hồ hôm qua lại muốn chuyển nhượng kỹ thuật à? Trần Tĩnh hôm qua cũng ở Bắc Kinh, để con gọi chị ấy hỏi là biết. Tạ Tử Gia gãi đầu mặt có vẻ hoang mang. Tạ Hán Tĩnh thấy con gái mang dáng vẻ, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, thầm nghĩ chắc còn chưa biết hôm qua Chu Cẩn Tỳ xảy ra chuyện, bảo Tạ Ý đi mua thức ăn, còn ông xắn tay áo lên lau dọn phòng cho con gái, lúc này mới biết Cao Khoa KV là công ty đầu tiên được Cẩm Hồ cấp quyền sử dụng CKE, sớm hơn công bố của Cẩm Hồ. Đối với giá bán di động hiện toàn 3-4 nghìn, mỗi chiếc di động dùng kỹ thuật CKE của Cẩm Hồ chỉ phải trả $1, đúng là rất rẻ. Tạ Hán Tĩnh không hiểu vì sao Cẩm Hồ lại khẳng khái như thế, dù ông ta không hiểu sản nghiệp di động lắm, cũng biết kỹ thuật này của Cẩm Hồ với thị trường di động trong nước vô cùng quan trọng. Kỹ thuật CKE của Cẩm Hồ muốn thể hiện được ưu thế thì phải liên hợp với các doanh nghiệp khác thúc đẩy nghiệp vụ nhắn tin phát triển, nếu không chúng ta nhập tiếng chung làm gì, di động có phải Pocket PC đâu. Cẩm Hồ không muốn Bộ Thông tin và Hoa Hạ liên hợp bóp cổ bọn họ, nên phải tỏ ra rộng rãi một chút. Hơn nữa Cẩm Hồ lúc này thèm vào so đo với doanh nghiệp trong nước. Tạ Tử Gia nói câu nào trúng câu đó, chỉ ra dụng tâm của Cẩm Hồ. Phí thông tấn mỗi tháng hơn 1.000 không phải ai cũng gánh được, trường con có đứa phí sinh hoạt mỗi tháng thậm chí chưa tới 100 đồng. Nói tới đó gãi đầu. Sao họ sống được với bằng đấy tiền nhỉ? Mặc cho có bộ óc thiên tài, cô ngẹo đầu nghĩ mãi không ra, lại nói tiếp. Muốn công ty điện tín hạ phí thông tấn di động là nằm mơ. Cẩm Hồ sớm nhìn ra nghiệp vụ nhắn tin trong nước có tiền đồ lớn, nhưng đám quan lão gia đầu óc đần độn, đám doanh nghiệp ngoại càng muốn đám quan lão gia đần độn. Hiện Cẩm Hồ có chút ưu thế ở kỹ thuật CKE, nhưng nghiệp vụ nhắn tin phải 2-3 năm nữa mới phát triển lên được, tới lúc đó bọn họ làm sao còn ưu thế với cự đầu nước ngoài, cho nên mới liên hợp với cái đám đáng ghét kia. Tạ Hán Tĩnh nghe mà cảm thấy kiêu ngạo vì con gái, ông ta luôn gửi gắm kỳ vọng lớn vào Tạ Tử Gia. Nhưng cô bé này tính cách quá quái đản, ông ta làm cha cũng chẳng kiểm soát nổi, đành mặc con gái tùy ý, song rất quan tâm sự phát triển sau này của con. Cao Khoa KV các con có tính toán gì? Tạm thời chưa có quy hoạch gì quá xa, muốn làm gì cũng phải có cơ sở chứ, bọn con hiện tới cái giấy phép sản xuất cũng chẳng có, làm càng lớn chỉ tổ làm nền cho người ta, liên tín thu giấy phép là chết luôn, hiện chỉ có thể dần dần lập nên cơ sở chắc chắn đã, tên đó không keo kiệt đâu. Cho dù bàn chuyện nghiêm túc của công tay, Tạ Tử Gia cũng khoanh chân ngồi trên ghế sofa, người lắc la lắc lư, đúng là không chịu yên tĩnh lấy một phút. Em có lòng tin vào tên đó quá nhỉ? Tạ Ý bê món vịt tần nóng hôi hổi vào, đặt lên bàn, còn giúp lấy đũa, bát, hầu hạ bà cô nhỏ phải cẩn thận một chút, nếu không rất phiền hà. Thế anh lo cái gì? Tạ Tử Gia ngoẹo đầu chớp mắt hỏi. Tạ Ý nghĩ xem ra bà cô nhỏ này còn chưa biết Chu Cẩn Tỳ đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Chu Cẩn Tỳ xem như xong rồi, nhưng Tạ Ý vẫn lo Trương Khác tiếp tới sẽ ra tay với Tạ Gia, lúc này chính thái gần như không còn sức kháng cự đả kích chính diện của Cẩm Hồ. Năng lực khống chế thị trường của Cẩm Hồ không cần phải nói, so thế lực quan trường đằng sau, chính thái cũng không có sức chống đỡ. Chu Cẩn Tỳ phạm án, mạng lưới quan hệ của Chu Gia ở TW xem như đã đứt hẳn. Cho dù Chu Cẩn Du có qua được khảo nghiệm, nhưng khả năng bà ta có thể ngồi ở vị trí bí thư thành ủy Kim Sơn tới hết nhiệm kỳ là cực thấp, đợi chính trị Giang Nam ổn định lại là sẽ cho ngồi mát, đó còn là cần bà ta không có sai phạm gì. Căn cơ chủ yếu của chính thái là ở tỉnh Đông Hải, nhưng ở đây sức ảnh hưởng của họ không đủ tư cách sách xếp cho Cẩm Hồ, hiện lãnh đạo đảng chính phủ từ thành phố tới tỉnh đều không có khả năng lựa chọn đứng về phía đối diện với Cẩm Hồ. Tên nhóc đó nếu muốn có hành động gì với Tạ Gia, thế lực địa phương sẽ hùa theo cho chính thái nếm đòn hội đồng. Con đường sau này của Tạ Gia ra sao? Đó là vấn đề đang làm Tạ Hán Tĩnh đau đầu, Chu Gia hoàn toàn xuống dốc rồi, Tạ Gia 4 năm trước bị Chu Cẩn Tỳ kéo xuống bùn, Tạ Hán Tĩnh lần này đương nhiên không cam tâm chết chung với ông ta.
Quan hệ giữa Cao Khoa KV có vẻ vẫn tốt đẹp, có phải có nghĩa là Cẩm Hồ có khả năng tha cho Tạ ra một đường sống? Tạ Hán Tĩnh không định bảo con gái đi thăm dò ý của Cẩm Hồ, Tạ Ý mấp máy môi mãi không nói được. Lúc này di động trên bàn rung lên, Tạ Tử ra xem số nói. Trần Tĩnh đấy, chị ấy chắc sắp xuống máy bay rồi. Nhận điện thoại mới biết Trần Tĩnh sắp tới ngõ học phủ, bảo cô xuống kiếm quán ăn. Tạ Tử ra cúp điện thoại rồi đuổi khách. Trần Tĩnh sắp về rồi, còn phải tắm đây, lát nữa bảo chị ấy khao một bữa. Mấy ngày qua cứ ngửi thấy mùi vịt là buồn nôn. Làm phiền gói ghém lại mang đi, đừng để phòng này thêm mùi vịt nữa. Nói xong chạy luôn vào phòng tắm. Tạ Ý cười bất lực cho Việt Tần vào tủ lạnh, cùng cha xuống lầu, đi qua ngõ học phủ thấy Trương Khác đang gọi điện, thấy cả Phó Tuấn và hai người dáng vẻ vệ sĩ đứng xa xa. Buổi chiều có thời gian rảnh rỗi, Trương Khác đặc biệt tới nhà gỗ bên hồ làm mấy món ăn, ăn xong còn ân cần thu dọn bát đũa rửa sạch sẽ, xong xuôi hết mọi việc. Hứa Tư và Tạ Vãn Tĩnh nói muốn đi ngủ rồi đá đít hi đi không thương tiếc. Xem ra mơ mộng luôn đẹp, nhưng hiện thực thì tàn khốc, Trương Khác buồn chán lang thang ở ngõ học phủ, đá vỏ chai tới khi công nhân vệ sinh tới dọn dẹp làm y hết trò, còn nhớ trước khi đi Hong Kong có ăn hạt rẻ với uống cà phê ở đầu ngõ chưa trả tiền, lúc này còn sớm nên quán chưa dọn. Trương Khác định trả 4 đồng kia nên không về vội, ngồi gọi điện cho Trần Tín Sinh ở Bắc Kinh, không chú ý thấy Tạ Hán Tĩnh lái xe đi qua. Tiếp đó Trần Tĩnh và Lưu Minh Huy xuống taxi, nhìn thấy Trương Khác đang ngồi ngây ngốc trên ghế, Lưu Minh Huy cảm xúc lẫn lộn, ai có thể ngờ Cẩm Hồ có ngày huy hoàng hôm nay. Trần Tĩnh vui vẻ đi tới chào Trương Khác, Lưu Minh Huy chân như đeo chì, sợ tới chào y cũng chẳng thèm để ý, liền cùng trợ lý của Trần Tĩnh đứng xa xa chờ. Có một số ân oán làm người ta khắc cốt ghi lòng, một số ân oán Trương Khác coi rất nhạt, khẽ gật đầu với Lưu Minh Huy, ngẩng đầu lên nhìn Trần Tĩnh duyên dáng đứng trước mặt. Sao cô tới kiến nghiệp? Từ Bắc Kinh mới về, đang đợi tìm Tử ra đi ăn tối, không ngờ thấy anh lẻ loi ngồi ngây ra ở đây. Đợi trả tiền người ta. Trương Khác không thể kể khổ với Trần Tĩnh là vừa bị hai cô gái máu lạnh vô tình đá ra khỏi cửa, xoa cổ ngòi nhích sang một bên nói. Cô ngồi xuống đi, cứ ngửa cổ lên thế này mỏi quá. Trần Tĩnh cao gần 1m70, thêm vào đi giày cao gót, trông càng cao, mặc chiếc áo sơ mi cổ tròn bó. Từ dưới nhìn lên thấy hai bầu vú cao ngất, nhưng đợi cô ngồi xuống lại nhìn thấy khe vú lập lờ, cùng quần bó và tất màu da, dáng vẻ trí thức công sở, hết sức quyến rũ. Anh mà cũng thiếu tiền người ta à? Trần Tĩnh hỏi, thấy Trương Khác nhìn vào cổ mình, đưa tay lên sờ. Có gì thế? Có một sợi tóc. Trước mặt bao người Trương Khác không thể đưa tay giúp cô nhặt sợi tóc, càng không thể đưa miệng thổi đi, chỉ có thể dùng lời nói bảo Trần Tĩnh tự nhặt. Gió đêm rít gào. Cây ngô đồng trên đầu xào sạc không ngớt. Tạ Tử ra tắm xong chạy ra, tóc ướt còn dính trên gò mà đỏ hồng, chạy tới thở hồng hộc, gò má tú Mỹ trông hết sức tươi non, Trương Khác không ngờ tiểu ma đầu này lại có lúc mang đầy vị nữ nhân như thế. Hai người vì sao lại trùng hợp gặp nhau thế? Tạ Tử ra hé cánh môi nhỏ, nhìn chằm chằm Trần Tĩnh và Trương Khác, không hề che giấu nghi ngờ ám muội. Không phải hẹn hò chứ? Nói bậy, chỉ trùng hợp gặp nhau thôi. Trần Tĩnh mặt đỏ lên, đứng dậy nhéo Tạ Tử ra một cái, rồi hỏi Trương Khác. Hay là chúng ta cùng ăn gì đó? Trương Khác kệ Tạ Tử ra nói lung tung, nhìn cửa ngõ đã có xe hàng, nói. Các cô nếu không thức đêm thì ăn ở quán đầu ngõ không tệ đâu, coi như tôi mời các cô. Lần trước tới ăn quên mang tiền, lần này không thể trả tiền xong rồi đi mất. Chiếc xe có lắp một cái mái che mưa, dọn dẹp rất sạch sẽ, có hai cái bàn gấp, chủ quán là thiếu phụ Thanh Tú. Cô bé năm sau tuổi rất hiểu chuyện giúp mang bát đũa. Trương Khác và hai cô gái ngồi một bàn, Lưu Minh Huy và trợ lý của Trần Tĩnh tự giác ngồi xuống bàn còn lại, Trương Khác vẫy tay họ nói. Ở đây có mỗi hai cái bàn, chúng ta chia nhau chiếm hết người ta không làm ăn được nữa. Lưu Minh Huy và trợ lý của Trần Tĩnh mới tới ngồi cùng, tuy Trương Khác không để bụng, nhưng trong lòng hắn vẫn hoảng loạn, không tĩnh tâm lại được. Tuy hai năm trước Cẩm Hồ một năm kiếm được từ nghiệp vụ đầu đĩa hơn 1 tỷ, nhưng lúc đó Cẩm Hồ mới chỉ giới hạn ở mảnh đất Hải Châu nhỏ tẹo, nhờ vào mỗi cái danh Tiêu Vương mà nổi lên, hiện thứ bậc trong top 100 của Cẩm Hồ vẫn không có gì nổi bật, nhưng địa vị đã vượt xa Cẩm Hồ khi đó. Giống như diễn đàn sản nghiệp thông tin lần này ở Bắc Kinh lần này Đinh Hòe phải rất miễn cưỡng mới bỏ thời gian ra tham dự, còn Cao Khoa Linh Vân vì là trường hợp đặc biệt mới được mời tham dự, căn bản không có cơ hội phát biểu. Chu Nhất Bình, Dương Vân,
Tương Vi ba người năm xưa gia nhập Cẩm Hồ sớm nhất ai cũng đã nắm quyền một phương. Nhớ lại những chuyện quá khứ, Lưu Minh Huy lòng chua chát, im lặng nghe người khác nói chuyện, rất ít xen vào. Ngoại từ hạt rẻ còn có bánh hoa quế, bánh nhân thông có cả cháo nấu trong nồi nhỏ. Trương Khác gọi cà phê và bánh, nếm thử thấy không tệ, giống như bánh tự làm, vừa ngồi xuống bị Tạ Tử Gia chế nhạo. Cái đồ đi ăn khuya cũng xét tới dung mạo chủ quán. Trương Khác không dám lấy cái chủ đề này ra nói thêm, thầm nghĩ chẳng biết trong mắt con bé này mình thành hạng háo sắc từ bao giờ. Ngược lại Trần Tĩnh lại rất hứng thú với cô bé con, dụ cô bé nói chuyện, mới biết thiếu phụ thanh tú này họ La, có cái tên rất phổ thông, La Mai. La Mai vốn là thợ làm bánh trong một nhà máy làm bánh, sau khi nghỉ việc, không tìm được công việc khác, nên mỗi ngày sau 9 giờ tối lại đẩy xe ra đây kiếm chút tiền sinh hoạt, con gái để ở nhà cũng không có người trông, nên mang theo còn giúp được chút việc. Nhìn nét u sầu giữa mày của La Mai, Trương Khác thầm nghĩ có lẽ còn có nỗi khổ khác trong cuộc sống, nhưng không thân quen, cũng chẳng tiện nghe ngóng gì, nói chung một cô bé 5-6 tuổi phải thức đêm cùng người lớn không phải là cuộc sống bình thường. La Mai thi thoảng lại bảo con gái ra ngõ canh, lo đội chấp pháp thị dung tới, người bán hàng tối bên đường rất sợ đội chấp pháp thị dung, xem tình hình cô bé còn kiêm luôn cả lính gác. Thị dung, dung mạo thành phố, na ná đội tuần tra quản lý thị trường của mình. Năm 98, chính phủ kiến nghiệp còn chưa chính thức thiết lập cục quản lý thành thị, do cục thị chính quản lý chức năng thị dung. Cô bé mới 5-6 tuổi, rất ham chơi, Trương Khác nhìn thấy cô bé quên nhiệm vụ mẹ giặt. Một mình cầm nắm cát nhỏ ngồi nghịch ở đầu đường. Chương 844, chấp pháp thị dung. Vừa ăn vừa nói chuyện, nói tới năm nay Bộ Thông tin còn chưa phát một tờ giấy phép sản xuất di động nào, Trương Khác tiết lộ nội tình với Trương Khác. Kỹ thuật của doanh nghiệp trong nước còn chưa chín muồi, giấy phép năm nay sẽ ưu tiên cấp cho doanh nghiệp ngoại, xúc tiến bọn họ đưa cơ sở sản xuất vào trong nước. Có điều hiện giờ lợi nhuận của di động rất cao, doanh nghiệp ngoại cũng không gấp. Nên việc này cứ trì hoãn mãi, nói cho cùng là vì bảo vệ lợi ích của Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng thôi, có điều với các cô mà nói là một cơ hội rất tốt, nếu muốn làm lớn, có thể xin vốn từ Ngân hàng Thương nghiệp Hải Châu tăng cường nghiên cứu phát triển. Tạm thời không cấp giấy phép cho doanh nghiệp trong nước, vậy Cao Khoa KV vẫn là doanh nghiệp thứ 5 sản xuất di động trong 4 doanh nghiệp có giấy phép, có thể lợi dụng thời gian này lập nên cơ sở vững chắc. Trương Khác nói thêm, kỹ thuật là ngưỡng lớn nhất vào ngành nghề này. Bất kể từ phương diện nào, Cẩm Hồ và ba công ty kia đều sẽ hạn chế những kẻ đầu cơ tiền vào ngành nghề này, tránh thị trường trở nên hỗn loạn, thành thị trường lệ thuộc vào nước ngoài. Cao Khoa Khoa Vương nền móng mỏng, mặc dù đã liên tục mấy tháng liền thu được lợi nhuận không tệ, nhưng chỗ cần tiêu tiền quá nhiều như mở rộng nhà máy, mua dây chuyền sản xuất, tuyển mộ và bồi dưỡng nhân viên, tuyên truyền và kiến thiết kênh tiêu thụ, không mảng nào là không ném cả đống tiền vào. Vậy nên tiền dành cho nghiên cứu rất có hạn. Ý tứ của Trương Khác rất rõ ràng, Cao Khoa KV đầu tư vào kỹ thuật dừng lại ở tầng cấp này, khó mà lấy được giấy phép di động tối quan trọng kia. Mọi người đang trò chuyện say sưa thì đột nhiên La Mai chạy tới muốn thu dọn chén bát, Tạ Tử Gia kinh ngạc nói. Ê, chúng tôi còn chưa ăn xong. Trương Khác quay đầu nhìn, có hai chiếc xe treo tấm biển ghi, chấp pháp thị dung, đỏ chói dừng ngoài ngõ, hơn 10 người mặc đồng phục lục xám đang lao về phía này như hổ đói lao vào bầy dê. Cô bé con ham chơi quên mất nhiệm vụ canh gác cứ đứng ngây ra không biết phải làm sao. Những chủ quán chỉ trải một tấm bạt bày mấy thứ đồ lặt vặt động tác cực nhanh, túm bốn đầu lại là bỏ chạy ngay, La Mai thì không kịp đẩy xe bỏ chạy, Trương Khác thậm chí còn chưa kịp nuốt miếng bánh nhai dở thì có 3-4 đội viên chấp pháp giữ lấy xe, người đứng đầu chỉ huy cấp dưới đuổi theo chủ hàng chạy tán loạn, vừa bực bội chỉ huy xử trí chiếc xe. Vứt hết đồ, kéo xe đi, không đập hết đồ của đáp điêu dân này thì không chỉnh đốn sạch sẽ được. La Mai đang sợ hãi nghe thấy chiếc xe dựa vào sinh tồn bị kéo đi, đột nhiên tỉnh lại nắm lấy càng xe ngồi xuống mặt đất, khóc lớn. Đừng kéo xe của tôi đi, lần sau tôi không tới đây bán hàng nữa là được, xe này tôi đi mượn của người ta, các người kéo đi, tôi lấy gì mà trả. Cô bé lúc này cũng chạy tới, giúp mẹ giữ chặt lấy xe không cho kéo đi, khóc tu tu. Đều tại Nhiếp Nhiếp sai, Nhiếp Nhiếp lần sau không dám ham chơi nữa, đừng kéo xe đi. Nhiếp Nhiếp không dám ham chơi nữa đâu. Hai đội viên chấp pháp không quan tâm thô bạo gạt tay hai mẹ con ra, kéo xe sang một bên, lại có hai người nữa đem bánh, cháo, cùng đồ uống trên xe cho vào túi ni lông vứt hết vào đống rác, kéo chiếc xe hàng lên xe của mình, còn chạy tới định đem cả bàn gập đi. Trần Tĩnh không chịu nổi, nói với người định lấy bàn.
các ngươi có biết thế nào là chấp pháp văn minh không? Đờ mờ bớt quản chuyện không phải của mình đi, chấp pháp văn minh cái gì? Đám điêu dân này không làm bọn chúng sợ, ngày nào bọn chúng cũng ra đánh du kích, con mẹ nó, chịu thế nào được? Còn nữa, các người mua đồ của đám bán hàng trái phép, là đối đầu với đội chấp pháp, mời các người đi là khách khí lắm rồi. Nếu không phải tại các người tham đồ rẻ, kiến nghiệp lấy đâu ra lắm rác rưởi thế? Tên cầm đầu vốn nhìn thấy Trần Tĩnh xinh đẹp nên cứ đứng bên không đi, nghe cô lên tiếng bất bình, trừng mắt lên quát. Trần Tĩnh tức tới mặt trắng bệch, cô là cô gái hiểu điệu, đâu thể đi tranh giành với đám vai u thịt bắp này, trợ lý của cô đứng dậy tranh luận. Lãnh đạo các người là ai, có kiểu chấp pháp như các người không? Chúng tôi phải gọi điện thoại cho lãnh đạo các người tố cáo hành vi chấp pháp dã man. Tố cáo à? Người kia đã văng chiếc bàn sang một bên. Bọn mày tố cáo đi. Trương Khác không kịp tránh bị cà phê bắn hết lên người, Lưu Minh Huy bị góc bàn va vào đùi đau điếng. Trương Khác tức giận, vừa định phát tác thì nghe thấy tiếng tát tai đanh gọn, quay đầu nhìn lại thấy La Mai như phát điên lao vào một đội viên cào cấu. Đám súc sinh, các người dám đánh trẻ con. Tên đội viên kia giơ tay lên. Con súc sinh kia cắn tôi. Một tên đội viên khác nhảy tới ấn La Mai xuống đất khiến cô không nhúc nhích được. Trương Khác lúc này mới thấy khuôn mặt trắng trẻo của cô bé có 5 dấu ngón tay rõ ràng, bị đánh sợ ngồi ngây trên mặt đất, nhưng không khóc. Trương Khác điên tiết đi tới đằng sau tên đội viên kia túm tóc kéo hắn ngã xuống, còn giẫm một phát lên bụng, chửi. Thằng chó, có ngon thì đánh tao này. Mấy đội viên khác thấy bên này động thủ, hung hổ chửi bới nhào tới, nhưng Phó Tuấn cầm chiếc bàn gấp lên, rốp, một cái tách làm đôi, quát. Kẻ nào dám tới đây? Rồi đá lăn tên đội viên đang ấn La Mai nằm xuống đất, tên đội viên kia bò dậy lại đau đớn ngã xuống, khiến những kẻ khác không dám mạo hiểm xông lên. Hai vệ sĩ đi cùng Phó Tuấn bảo vệ Trương Khác và cô bé ở đằng sau, Trương Khác đá thêm tên đánh cô bé một phát nữa, đám Trần Tĩnh, Tạ Tử Gia cũng tụ tập bên này. Lúc này La Mai mới bỏ tới ôm con gái vào trong lòng, cô bé lúc này vẫn không khóc, Trương Khác sợ cô bé bị đánh đau chấn động tâm thần. Các người là ai? Sao dám ra tay đánh người của đội chấp pháp thị dung? Tên cầm đầu thấy hai người của mình bị đánh, mặt mày tím tái, nhưng những chủ quán vừa rồi chạy tan tác thấy bên này náo loạn, lại tụ tới, thêm vào học sinh đi qua đứng lại xem, nên không dám ra lệnh cấp dưới xông lên đánh hạ đám dám chống đối đội chấp pháp, chỉ nói. Đem hết về đội. Lãnh đạo phân quản khu đội các người là ai? Phải tìm ai mới có thể làm các ngươi học được cách chấp pháp văn minh? Trương Khác đứng ra nói. Ý nghĩ những người này là đội chấp pháp khu Cao Tân. Khẩu khí không nhỏ, mày có gan thì gọi La Quân tới đây cho bố mày sẽ cho mày sẽ biết chấp pháp văn minh. Tên cầm đầu nhướng mày, vẻ mặt như chỉ muốn nhổ thẳng nước bọt vào Trương Khác. Mày tưởng quen được mấy người ở khu Cao Tân là lên giọng với bố mày à? Bố mày tên Lưu Quân, tao nói trước, hôm nay đại đội chấp pháp cục quản lý thị chính đột kích bất ngờ, hai đội viện bị chúng mày đánh, tìm ai tới cũng không ăn thua đâu. Mày muốn bí thư La tới dạy bọn mày chấp pháp à? Trương Khác không biết tên Lưu Quân này là ai, nghe khẩu khí của hắn tức tới bật cười, không ngờ cục quản lý thị chính tới đây đột kích, ít nhiều có vấn đề, bảo Phó Tuấn. Anh gọi cho bí thư La, phản ánh tình hình ở đây. Lấy di động ra gọi 120, cô bé tới lúc này vẫn chưa khóc, nên đưa tới bệnh viện kiểm tra cho cẩn thận, nhưng đám người đội chấp pháp đứng nhìn gườm gườm, chắc chắn không cho bọn họ đi, đành gọi xe cấp cứu tới. Lưu Quân không phải hạng dọa là sợ, thấy Phó Tuấn và Trương Khác đều lấy di động ra, hắn cũng móc cục gạch Motorola to huỵt gọi người. Trong đội còn bao người, kéo hết tới ngõ học phủ cho tao, suối quẩy, tao dẫn người tới ngõ học phủ chấp pháp, cá mực và mèo béo bị bọn chúng đánh. Đại đội chấp pháp cục quản lý thị chính chở hai xe tải đẩy người tới, có trên 100 người, tất cả mặc đồng phục lục xám, mặc dù không cầm ống thép xích sắt, nhưng khí thế rất lớn. Xe của La Quân tới chậm một bước, nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng này, mặt âm trầm không nói không rằng, thư ký xuống trước mở cửa xe, nhưng La Quân không vội xuống, nhìn thấy xe Tiêu Minh Kiến cũng đi tới mới xuống xe. Tiêu Minh Kiến đang tham gia một bữa tiệc chiêu đãi nhà đầu tư Nhật Bản, nhận được điện thoại của thư ký La Quân thông báo tới ngõ học phủ dự một cuộc họp đột xuất tại hiện trường, liền cùng Hồ Tôn Khánh vội vã tới nơi, liền thấy cảnh tượng hay ho đó, sắc mặt rất khó coi, thấy La Quân đã xuống xe trước. Sắc mặt càng khó coi hơn. Hồ Tôn Khánh nhỏ giọng oán trách. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để người khác tới giải quyết không được à? Cục quản lý thị chính thuộc quản lý của chính phủ,
bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ nếu như La Quân đã tóm lấy thì Tiêu Minh Kiến không thể coi là chuyện tầm thường, chỉ sơ suất một chút thôi sẽ bị La Quân nắm thóp mất mặt trước mọi người. Tiêu Minh Kiến vừa định bảo thư ký thông báo cho Trung Bình Cục trưởng Cục Quản lý Thị chính thành phố thì La Quân đi tới nói. Chúng ta tới trước xem rốt cuộc có chuyện gì mà phải bày ra thế trận lớn như thế. Nếu không phải bọn họ mặc bộ đồng phục kia, làm người ta nhìn thấy còn tưởng xã hội đen đêm kéo ra hành động. Nói tới đó giọng càng thêm lạnh lùng. Mặc bộ đồng phục đó, để người dân nhìn thấy cảnh này càng gây ảnh hưởng ác liệt. Tiêu Minh Kiến chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, nên chẳng thể tranh luận, đành im lặng đợi làm rõ tình hình mới tính. Người của đội chấp pháp hùng hổ xuống xe, còn chưa phát huy được ưu thế lực lượng, mới chỉ tách được người dân và học sinh vây quanh ra, chưa kịp bắt lấy những kẻ gây chuyện, người xung quanh la hét. Bí thư La, thị trưởng Tiêu tới rồi. Lại có người hô. Phó thị trưởng Hồ cũng tới. Mẹ nó, tưởng tao dễ dọa. Lưu Quân cho điếu thuốc vào miệng rít một hơi, nhìn thấy La Quân, Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh mặt tối sầm xuyên qua đám, đàn em, đi tới, há miệng ra, điếu thuốc rơi lên cổ áo cũng không biết. Hồ Tôn Khánh là phó bí thư kiêm phó thị trưởng thường vụ, địa vị ở thành phố còn cao hơn bí thư kỷ ủy, xem như nhân vật số 3, vậy là ba nhân vật đứng đầu thành phố đều tới rồi. Tiêu Minh Kiến nhìn thấy mặt Trương Khác thì tim đập đánh thót một cái, mỗi lần nhìn thấy tên nhóc này dính vào chuyện gì, đảm bảo không thấy chuyện gì hay ho, đi tới vài bước nhìn thấy trên áo sơ mi của y có dính chút cà phê thì tức tối, chỉ vì có chút xung đột nhỏ với đội chấp pháp mà gọi cả mình và La Quân tới, nó coi mình là thái tử gia thật rồi. Mặt càng lúc càng khó coi. Bí thư La, thị trưởng Tiêu, thị trưởng Hồ. Lưu Quân run lẩy bẩy gạt mẩu thuốc lá đi, bước tới đón. La Quân có chút ấn tượng với Lưu Quân, nhưng không sâu, biết là nhân vật nhỏ, không đáp lại, ông ta tất nhiên sao có thể có suy nghĩ nông cạn về Trương Khác như Tiêu Minh Kiến, đi tới phía đám Trương Khác bị hơn 10 đội viên đội chấp pháp đang bao vây. Tiêu Minh Kiến trừng mắt lên nhìn Lưu Quân phó đại đội trưởng đại đội chấp pháp, hạ giọng quát. Cậu làm cái trò gì thế? Mau ngoan ngoãn tới xin lỗi cho tôi. Ông ta mặc dù rất giận Trương Khác vì chút chuyện nhỏ mà làm ầm lên. Nhưng đã tới rồi chỉ đành áp cơn giận xuống, để chuyện này thuận lợi trôi qua. Đợi ông ta tới gần, mới nhìn thấy phía sau Trương Khác có một thiếu phụ xinh đẹp ôm một cô bé trong lòng, nghe thấy Trương Khác nói. Bí thư La đích thân tới thì tốt quá, chuyện khác nói sau, trước tiên bảo người đội chấp pháp nhường đường để đưa cô bé tới bệnh viện. Tiêu Minh Kiến lúc này mới nhận ra chuyện có hơi nghiêm trọng rồi, cô bé trong lòng thiếu phụ má trái hẳn lên 5 dấu ngón tay rõ ràng, thế đã đành, nhưng cô bé ánh mắt đờ đẫn. Còn xe cấp cứu đỗ ngoài ngõ, bị người đội chấp pháp ngăn cản không vào được. Bên phía Trương Khác trừ Phó Tuấn và hai vệ sĩ còn có hai cảnh sát tới giúp duy trì trật tự, xe cấp cứu tới trước đó, dù đám La Quân không kịp tới thì có cảnh sát đồn mã liên giúp, Lưu Quân gan to tới đâu cũng không dám ngăn cản không cho cô bé vào bệnh viện. Trương Khác nói như thế là vì y hận thấu xương đội chấp pháp, nên thêm cho chúng một cái tội, La Quân mặt từ âm trầm thành tím tái, nhìn Tiêu Minh Kiến chằm chằm. Tiêu Minh Kiến quay đầu nhìn Lưu Quân, giọng hung dữ hơn 3 phần. Chuyện này là sao, tôi và Bí Thư La không tới, cậu định xử lý chuyện này thế nào? Lưu Quân chân nhũn ra như bún, đầu óc không còn vận chuyện bình thường, ngơ ngơ nhìn Trương Khác, làm sao hắn ngờ được Bí Thư Thành ủy lại vì một câu của thằng mặt trắng mà tới thật, hắn có ngu tới đâu cũng không dám nói xấu đám Trương Khác một câu. Trương Khác nhìn mẹ con La Mai lên xe cấp cứu, bảo Phó Tuấn phái hai nhân viên công tác đi cùng. Lúc này mới rảnh quay sang nhìn đội chấp pháp. Cái gọi là khí chất có mức độ lớn liên quan tới quyền uy, vừa rồi trong mắt Lưu Quân thì Trương Khác chỉ là thằng mặt trắng bám váy đàn bà, lúc này cảm thấy ánh mắt y chiếu lên người như có thiên quân vạn mã. Lương Quân lắp ba lắp bắp kể lại chuyện xảy ra, thậm chí không dám nói sau khi cô bé bị đánh, Trương Khác tóm tóc đội viên đội chấp pháp đạp hai cái. La Quân lúc này mới hừ một tiếng, đứng ra nói với học sinh và người dân vây quanh. Tình huống cần phải điều tra thêm, nhưng căn cứ vào điều đã nắm được, tôi đại biểu chính phủ, thành ủy tuyên bố ý kiến xử lý, chuyện này, nhân viên chấp pháp biết sai còn phạm, hơn nữa còn ra tay với cô bé 6 tuổi, cho dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng cái thói xấu này tuyệt đối không thể dung dưỡng. Đội viên chấp pháp đánh người lập tức giao cho đồn công an điều tra xử lý, ngoài ra Lưu Quân lãnh đạo đội không lĩnh ngộ được tinh thần chấp pháp văn minh của chính phủ thành ủy, cầm đầu chấp pháp dã man làm hỏng hình tượng chính quyền. Tôi đại biểu thành ủy kiến nghị chính phủ cách chức điều tra xử lý. Chính phủ và thành ủy sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm chữa trị hai mẹ con bẻ thương. Vương Duy Quân và Diêu Văn Thịnh ở Giang Bắc,
nhận được điện thoại tới nơi đúng lúc gặp Trung Bình cục trưởng cục quản lý thị chính. Trung Bình tới hơi muộn, nhưng ở trên xe ông ta đã tìm hiểu sơ lược tình hình, xuống xe nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của La Quân, vừa đi vừa không ngừng cổ vũ tinh thần bản thân mà sống lưng vẫn đẫm mồ hôi lạnh. La Quân trong lòng dù có giận đến đâu cũng không thể phát tiết với Tiêu Minh Kiến, ít nhiều không đã lắm, Lưu Quân là tên tiểu lâu la, bóp một phát là chết, không đáng để ông ta nổi cơn lôi đình, nhìn thấy Trung Bình tới, thế là có chỗ xả hận rồi, chỉ vào đám đông mặc đồng phục lục xám, mắt lạnh như đâm vào thị Trung Bình nói. Vì sao lại xuất hiện cảnh này, cục quản lý thị chính là tổ chức xã hội đen à? Vương Duy Quân mặt âm trầm đi tới. Té ra cục quản lý thị chính tới giúp khu cao tân chỉnh đốn dung mạo thành phố đấy à, có nên thông báo cho chúng tôi một chút để thưởng công cho các anh không? Theo lý mà nói cục quản lý thị chính phái đội chấp pháp tới cũng không có gì không ổn lắm, nhưng khu cao tân cũng có ban quản lý thị chính, theo thông lệ nước sông không phạm nước giếng, hành động này của cục quản lý thị chính hơi bất thường. La Quân nghe Vương Duy Quân nhắc, ý thức được có vấn đề khác tồn tại, mày nhíu lại. Trương Khác sớm nhận ra có vấn đề rồi, có điều lúc này y không tiện xen vào, chỉ đứng im một bên nghe. Mặc cho Trung Bình thường ngày công phu đưa đẩy bao biện thế nào, nhưng trước ánh mắt nhìn chằm chằm của La Quân và Vương Duy Quân, sợ toát mồ hôi, bất giác nhìn sang phía Tiêu Minh Kiến. Tiêu Minh Kiến chửi thầm trong bụng, nói. Chuyện này do thượng tuần tháng trước tôi đi qua ngõ học phủ nhìn thấy hiện tượng kinh doanh trái phép lấn chiếm lòng đường, nên thuận miệng dặn một câu. Hời hợt vài câu che giấu qua, rồi nghiêm mặt lại giáo huấn Trung Bình. Cho dù là thế cũng phải kiên quyết chặn đứng hiện tượng chấp pháp dã man, vấn đề này chính phủ phải kiểm điểm sâu sắc, cá nhân đồng chí càng phải kiểm điểm. Trương Khắc cười nhạt, chắc chắn không đơn giản chỉ là thuận miệng dặn một câu, La Quân để Vương Duy Quân tới phụ trách khu cao tân. Chính là không muốn Tiêu Minh Kiến nhúng tay vào sự vụ khu cao tân gây ảnh hưởng chiến lược sản nghiệp mới. Hồ Tôn Khánh lúc này đứng ra nói đỡ Tiêu Minh Kiến. Chuyện kinh doanh không giấy phép lấn chiếm lòng lề đường tới giờ không được giải quyết triệt để, đúng là làm người ta đau đầu. Giọng điều chừng như nói chấp pháp dã man là có thể tha thứ, còn ngầm ám chỉ khu cao tân quản lý thị dung không tốt cần thị trưởng nhúng tay vào. Ở trường hợp công khai, không thể để mâu thuẫn thành phố lộ ra. Vừa rồi Tiêu Minh Kiến thuận theo ý của La Quân đã bán đứng Trung Bình, La Quân không thể coi Trung Bình là chỗ rút giận nữa, còn phải bảo vệ thích hợp. Rút người đi, thế này còn ra thể thống gì? Phải xử lý ra sao thì xử lý thế đó, không được nhân nhược, nhận thức phải sâu sắc. Ở cửa ngõ ầm ĩ như thế, đám Đỗ Phi cũng đóng giả sinh viên bình thường đứng ngoài xem tình thế, đợi đội chấp pháp rời đi, Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh cũng lên xe, nhìn Trương Khắc cùng Vương Duy Quân vào xe của La Quân. Đỗ Phi liền mời đám Trần Tĩnh, Tạ Tử ra tới 1978 uống rượu. Vào xe của La Quân, Trương Khắc xem đồng hồ, mới 10:30, chính là giờ ký túc xá xung quanh tắt đèn, nhưng với y và La Quân, Vương Duy Quân mà nói thì còn sớm lắm. Bên ngoài cửa bóng đêm mơ màng, ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ. Khi tôi vừa mới tới kiến nghiệp, ban đêm đi qua đây cũng khoảng thời gian này, khi đó người và xe cộ trên đường Đông Hoa ít hơn nhiều. Qua 12 giờ gần như không có xe đi lại nữa. Một năm qua biến hóa rõ ràng, không cần nhìn vào con số thống kê, nhìn ngoài kia là rõ, tôi rất kỳ vọng muốn nhìn 2-3 năm nữa nơi này sẽ thế nào, đương nhiên những người khác cũng rất kỳ vọng. La Quân nhìn cảnh đêm bên ngoài nó một lời nhiều ý. Trương Khắc chăm chú lắng nghe, từ trong lời nói nhận ra La Quân tính cách mạnh mẽ đang phải chịu rất nhiều áp lực. Quan trọng nhất là mô hình phân công bí thư thành ủy quản cán bộ, thị trưởng quản kinh tế. La Quân không thể mãi cứ vươn tay vượt giới hạn can dự vào công tác kinh tế của chính phủ được. Tiêu Minh Kiến không cam tâm để La Quân áp chế tiếng nói của ông ta ở chính phủ, liên hợp với Hồ Tôn Khách thúc đẩy sản nghiệp phần mềm chính là nỗ lực muốn khôi phục quyền chủ đạo ở vấn đề kinh tế. Lần này đội chấp pháp tới ngõ học phủ có vẻ như chỉ vì thuận miệng căn dặn của Tiêu Minh Kiến, đó là câu nói rất có kỹ xảo, nói cho cùng là muốn nhúng tay vào sự vụ hành lang số. Sự không cam tâm này không đơn thuần là đấu tranh quyền lực mà còn là do đủ các loại lợi ích phức tạp. Kiến nghiệp kế hoạch trong 5 năm đầu tư vào khu cao tân 10 tỷ, thậm chí vượt khu Bạch Giang trung tâm thành phố. Đầu tư thị chính có thể nói là chỗ có thể chuyển tặng lợi ích trực tiếp nhất trong tất cả quan hệ lợi ích quan trường, khu cao tân cướp đi một miếng bánh lớn, nhưng lại hạn chế các tập đoàn lợi ích khác nhúng tay vào, làm sao người ta không hận cho được. Đầu tư thị chính không phải là vấn đề chủ yếu nhất. Từ tháng 4 Quốc vụ viện tuyên bố cải cách chế độ nhà công tới nay, rất nhiều người ý thức được miếng bánh béo bở nhất chính phủ nắm trong tay, tài nguyên đất đai mà thời gian dài không được coi trọng đúng mức.
Trung tâm thành phố có hoàn cảnh dân cư thành thục, cho dù muốn cải tạo thành phố cũ, nhà đầu tư chỉ khai phát được mảnh đất lẻ tẻ, mà kiến nghiệp khởi động hành lang số, một lúc cuốn hơn 100 km2 đất vào khu cao tân, cho dù quy mô nhà ở chưa tới 30%, nhưng diện tích đơn tải hơn xa 4 thành khu khác cộng lại. Thượng tuần tháng 4, Tiêu Minh Kiến thuận miệng căn dặn, làm cục thị chính phái đội chấp pháp vào khu cao tân, mà Trương Khác còn nhớ Đỗ Phi từng nói với y vào trung tuần tháng 4 có tầng lớp màu xám đang thèm khát nhắm vào ngõ học phủ, trong chuyện này không thể không có liên hệ. Rất rõ ràng La Quân có biểu hiện xuất sắc ở công tác kinh tế cùng địa vị hơn Tiêu Minh Kiến ở trong đảng đã xác định địa vị của ông ta hiện nay ở kiến nghiệp, nhưng hiện càng có dấu hiệu rõ ràng hơn Tiêu Minh Kiến có ý liên hợp với các thế lực thèm khát khu cao tân để vãn hồi thế yếu. Nếu La Quân quá cứng rắn, trở mặt với những đoàn thể lợi ích kia cùng đám Tiêu Minh Kiến, kết cục có lẽ tốt hơn Từ Học Bình, nhưng bị điều khỏi kiến nghiệp không phải là điều khó tưởng tượng. Đương nhiên Trương Khác chẳng kỳ vọng vào La Quân cao như thế, trước kia y đặt bẫy Tiêu Minh Kiến ở hạng mục phần mềm thế nào cũng có lúc phát huy tác dụng. Nhưng cho dù kiến nghiệp có thay thị trưởng mới, cũng không thay đổi sự thực có quần thể lợi ích nấp sau như lũ ruồi đói máu. Hiện giờ cánh của Cẩm Hồ đã cứng. Mạnh miệng nói với tỉnh trưởng nào đó, bí thư tỉnh ủy nào đó, hay bộ trưởng nào đó cũng chẳng có vấn đề. Thậm chí nhân vật lớn như Tằng Như Thánh, Triệu Tề Đông có yêu cầu gì bất hợp lý, Cẩm Hồ cũng có thể từ chối, dù sao mọi người đâu phải trẻ con hơi chút bất hòa là sắn tay áo lên đánh nhau. Nhưng đấu tranh với cả một đoàn thể lợi ích thì chẳng khác gì chấu chấu đá xe, cho dù trong quá trình đấu tranh có thể không ngừng kéo đổ đối thủ, sẽ vẫn có kẻ khác không ngừng gia nhập. Cuối cùng sức cùng lực kiệt mà không ai thắng nổi ai. Hiện Trương Khác còn chưa rõ sự thay đổi của Tiêu Minh Kiến là do có được trợ lực trực tiếp ở đâu, nhưng nhìn La Quân nhíu chặt mày, tựa hồ áp lực trên người không hề nhỏ. Nhưng áp lực ai mà chẳng thế, đưa La Quân về nơi ở, Trương Khác mới nhớ ra một việc. Bộ Tổng trang bị định để Cẩm Hồ và một số cơ cấu nghiên cứu đất hiếm ở kiến nghiệp làm một báo cáo quy mô nhỏ về tiền độ phát triển, Phó Bộ trưởng Thôi Văn Nghị trong thời gian gần sẽ tới kiến nghiệp. Tôi nghĩ chuyện này nên thông báo với thành phố một tiếng. Tướng quân Thôi Văn Nghị sẽ tới à? La Quân nghĩ một lúc rồi nói. Khi đó tôi tham gia một chút, còn việc cụ thể do khu cao tân làm. Đó là tình cảnh khó của La Quân, Vương Duy Quân xuống khu cao tân, ở chính phủ ông ta không có người phát ngôn, một số hoạt động không thể dùng danh nghĩa thành ủy trực tiếp tham gia. Tiễn La Quân về, Trương Khác và Vương Duy Quân vào chiếc Audi đằng sau, Diêu Văn Thịnh ở trong xe. Vương Duy Quân vừa vào xe đã hỏi. Cô bé đưa vào bệnh viện kiểm tra đã có kết quả chưa? Vừa rồi ở trên xe La Quân không hề nói tới vấn đề của đội chấp pháp, Trương Khác giữ đúng thân phận, không đề xuất ý kiến phê bình gì với đội chấp pháp. Vương Duy Quân thì không thể né tránh đề tài này với Trương Khác, nếu không tối nay ông ta tới đây thành vô nghĩa. La Quân có lẽ coi kiến nghiệp là bàn đạp trong sĩ đồ của mình, Vương Duy Quân thì không, ông ta cần cắm rễ ở đây. Nhìn vấn đề không thể chỉ thấy cái lợi trước mắt, ít nhất trước mặt Trương Khác không thể như thế. Chưa nói những gút thắt sau lưng, vấn đề hôm nay gặp phải cũng rất có tính điển hình, đó là tiêu chuẩn chấp pháp thị chính và sinh tồn của nữ công nhân mất việc. Chương 845, kỳ ngộ. Tuy nói La Quân muốn Tiêu Minh Kiến gánh trách nhiệm, nhưng khu cao tân phải tranh thủ chủ động, tích cực quan tâm, Diêu Văn Thịnh nói. Cô bé bị chấn động não nhẹ. Phải ở bệnh viện quan sát một đêm mới yên tâm không để lại di chứng gì. Thành phố không thể không quản, có điều các chuyện khác công tác của chúng ta càng tích cực hơn. Vương Duy Quân nhìn chiếc áo dính cà phê chưa thay của Trương Khác. Nếu không chỉ riêng cái áo sơ mi này, khu đã không đền nổi. Ha ha ha, tôi sao dám bắt khu đền, được in thêm màu trông cũng không tệ. Trương Khác cúi đầu nhìn vết cà phê, nói đùa. Cả vùng lớn của khu Hoa Đông đã liệt vào khu cao tân rồi. Vấn đề công nhân mất việc vốn chưa được giải quyết hiện chắc làm bí thư Vương đau đầu lắm phải không? Tôi cũng cảm thấy vấn đề này hơi nổi cộm. Những chuyện này cũng là do đám Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh gây ra. Vương Duy Quân thở dài. Bọn họ nóng vội muốn lập sản nghiệp phần mềm, đuổi hết công nhân nhà máy nhuộm bát nhất. Cái nhà máy đó là một nguồn ô nhiễm của Yến Quy Hồ, đóng cửa hoặc di rời là một việc tốt, nhưng làm quá gấp khiến cả ngành nghề nhuộm năm nay tụt dốc mạnh, bát nhất lớn như thế. Hơn 3.000 công nhân bị mất việc cùng lúc, khu sản nghiệp phần mềm tiếp nhận nhà máy mà không bố trí cho số công nhân này. Tôi đã tranh chấp với họ Tiêu, ông ta đảm bảo không cần khu cao tân phải lo, cậu xem bọn chúng giải quyết thế đấy. Đương nhiên với chuyện này ông ta không phải chỉ là có chút oán trách. Cuối cùng khu bỏ ra một chút tài chính,
Cho dù mỗi tháng phát cho công nhân mất việc phí sinh hoạt 100 đồng, mỗi tháng tốn thêm 30 vạn, mà với cuộc sống của những công nhân này chỉ như muối bỏ biển, quan trọng là phải bố trí tái nghiệp cho họ, nếu không sẽ thành vấn đề trị an. Trương Khắc sực nhớ. Năm ngoái Điền Lực Sơn tới vườn sồi vòi một khoản tiền, Bí Thư Vương còn nhớ không? Ông ấy vẫn là đại biểu nhân dân toàn quốc chứ? Cậu đừng vờ hồ đồ nữa, ai dám vòi tiền Cẩm Hồ? Nếu Cẩm Hồ thực sự bị vòi tiền, Điền Lực Sơn sao năm nay vẫn còn có thể là đại biểu nhân dân toàn quốc được? Không chỉ Vương Duy Quân không hồ đồ, La Quân cũng chẳng hồ đồ, nhưng vẫn phải diễn kịch cho thiên hạ xem. Trương Khắc cười hăng hắc. Ông ta lập một cái sở phục vụ tái nghiệp dân gian, khu có thể tìm ông ta, nếu Điền Lực Sơn tới vòi một khoản tiền nữa của Cẩm Hồ cũng không sao. Vương Duy Quân gật đầu. Thế cũng tốt, Cẩm Hồ hiện không cần cầu danh nữa, nhưng chuyện Cẩm Hồ làm, bên trên không thể nhắm mắt không biết. Rồi dặn Diêu Văn Thịnh. Cậu ghi nhớ việc này. Xe đi qua ngõ học phủ, Trương Khắc và Diêu Văn Thịnh xuống xe, Vương Duy Quân về chỗ ở. Diêu Văn Thịnh bất bình thay cho Cẩm Hồ. Đám Tiêu Minh Kiến không chùi sạch đít, lại còn cần Cẩm Hồ giúp. Tôi bỏ số tiền này không liên quan gì tới bọn họ. Trương Khắc lắc đầu. Bọn họ không phải không biết mà là không muốn đụng chạm tới lợi ích sâu hơn, thà rằng đơn giản quy kết vào bề ngoài chấp pháp không đúng mực và kinh doanh trái phép. Cái đạo lý chó má của bọn chúng là kinh doanh trái phép lấn chiếm lòng lề đường, ảnh hưởng giao thông, phá hỏng mỹ quan đô thị, đội chấp pháp có thô bạo một chút cũng có thể tha thứ được. Một lũ ăn thịt người, ai, Cẩm Hồ cũng chẳng làm được nhiều lắm. Một số công tác cần chính phủ thành phố trực tiếp ra mặt, Bí Thư La hôm nay chỉ e trong lòng không thoải mái gì đâu, cho dù bên trên có nhổ cái Đinh Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khanh đi, theo truyền thống thị trưởng mới cũng sẽ đối đầu với La Bí Thư, công tác chẳng dễ làm hơn. Diêu Văn Thịnh không lạc quan mấy. Trương Khắc mỉm cười. Lừa ngựa thi chạy, xem ai hơn ai, Cẩm Hồ phải vung roi tăng tốc trước thôi. Cẩm Hồ có trò gì mới thế hả? Diêu Văn Thịnh tò mò. Giống như một trò chơi, phải cố gắng để trò chơi hoàn mỹ nhất có thể. Hôm nay Tiêu Minh Kiến là táng đá ngáng đường chúng ta, nhưng mai này ai biết có thành đá lót đường cho chúng ta hay không? Diêu Văn Thịnh không hiểu nổi tâm thái đem tất cả mọi thứ như trò chơi của Trương Khắc. Nhưng có lẽ chính thái độ coi mọi thứ như trò chơi xem thường thường tài phú này lại khiến Cẩm Hồ quật khởi thần tốc. Tất nhiên hắn biết không ép Trương Khắc nói ra, chỉ đành đợi thời cơ chín muồi rồi mọi người cùng chố mắt. Trương Khắc nói thế, nhưng y có nỗi lo lớn. Ái Đạt mỗi tháng kiếm được 200 triệu từ nghiệp vụ di động thật, quy mô lợi nhuận này ở trong nước có thể nói là chói mắt, nhưng số lợi nhuận này chỉ đủ duy trì kế hoạch vườn sồi vận hành. Vườn sồi cần tăng cường hệ thống nghiên cứu phát triển. Tiếp tục mở rộng bố cục ở thành phố trọng điểm trong nước, cùng hai cơ sở thực nghiệm ở Nhật, Mỹ, liên tục phải đầu tư khoản tiền cực lớn liên tục nghiên cứu phát triển. E-player còn phải đợi khai phát thị trường, không thể cung cấp lợi nhuận ngay được. Dự đoán lợi nhuận tiền kỳ của Trung Tinh Vi Tâm cũng không lạc quan, nếu muốn đuổi kịp xí nghiệp tiên tiến của hải ngoại ở sản nghiệp vi điện tử cơ sở, thậm chí Trương Khắc đã chuẩn bị tâm lý coi Trung Tinh Vi Tâm là máy hút máy chứ không phải máy bơm máu. Mỗi năm nghiên cứu chế tạo tinh viên cũng phải tính bằng đơn vị trăm triệu. Rồi tiếp tục phải trồng rừng, phải bỏ thêm tiền mà lợi nhuận chắc chắn phải đợi thêm 5-6 năm nữa. Lần này lại để Diệp Kiến Bân cầm đầu bước chân vào sản nghiệp đất hiếm, Cẩm Hồ có nói cung cấp 400 triệu, đem số gia sản chẳng còn nhiều nhặn gì của Cẩm Hồ bị khoét mất quá nửa. Trương Khắc nếu muốn làm thêm việc gì ngoài lề, đúng là giật gấu vá vai. Trương Khắc và Diêu Văn Thịnh đi vào 1978. Tôn Tĩnh Mông đứng sau quầy ba, thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Trương Khắc, chống nạnh hỏi. Làm sao mà mặt mày buồn bã như thế, cứ như không muốn đi vào đây vậy? Trương Khắc khẽ thở dài. Thiếu tiền, buồn. Hả, thiếu bao nhiêu, tôi cho vay. Tôn Tĩnh Mông làm bộ mở ngăn kéo lấy tiền ra. Tạ Tử Gia bĩu môi xì một tiếng, nhìn Trương Khắc kêu nghèo, Cẩm Hồ mỗi tháng kiếm được từ nghiệp vụ di động trong nước 200 triệu lãi ròng. Nếu y phải giàu dĩ vì thiếu tiền, nhân dân Trung Quốc đã treo cổ chết hết rồi. Trương Khắc chẳng gập ngón tay ra kể khó khăn của mình với Tạ Tử Gia làm gì, ngồi xuống bên cạnh Trần Tĩnh nói. Muốn mời cô một bữa vậy mà sinh ra lắm chuyện như thế. Tôi không có vấn đề gì, cô bé kia tới bệnh viện có kết quả kiểm tra chưa? Trần Tĩnh lo lắng hỏi. Chấn động não nhẹ. Trương Khắc thở dài. Vấn đề không lớn, vẫn ở lại bệnh viện thêm một đêm để quan sát. Chấn động não nhẹ đến ngay cả thương nhẹ cũng không phải,
nhưng nó để lại tác động tâm lý xấu với cô bé, chẳng phải đơn giản xin lỗi mà bù đắp được. Trương Khắc bảo Tôn Tĩnh Mông pha cho một ly Chivas pha đá, rồi lấy mấy tờ giấy và bút chì, vừa uống rượu vừa vẽ. Trần Tĩnh ngó đầu sang, thấy Trương Khắc phác thảo một hình kiểu như quán cà phê mở, đặt sát nhà cao tầng, trông vô cùng tinh tế, song không hiểu để làm gì. Trương Khắc vẽ xong vẫy tay gọi Địch Đan Thanh tới đưa tờ giấy cho cô, nói. Chị biết chuyện xảy ra ngày hôm nay rồi chứ? Mai chị đi tìm Triệu Bằng, bảo bọn họ làm theo hình vẽ này, dựng một quán nhỏ bên góc phía bắc chung cư số 1, làm hết xong những việc này, tới bệnh viện nói với mẹ con kia, sau này không cần lo đội chấp pháp nữa, cũng không phải lo dãi gió dầm sương thức đêm nữa. Trần Tĩnh lúc này mới hiểu Trương Khắc lấy bút vẽ hình làm gì, nhìn y say đắm, cười dịu dàng. May đôi mẹ con đó gặp được anh. Trương Khắc lắc đầu. Đừng nói thế, tôi chỉ làm chút việc cầu tâm mình được yên bình thôi. Hơn nữa cà phê và bánh hôm nay không tệ, giá lại rẻ, làm thế cũng là tăng phúc lợi cho nhân viên công ty mà. Địch Đan Thanh đứng dựa vào quần ba xem kỹ hình Trương Khắc vẽ, cũng quan sát hết nét mặt Trần Tĩnh, thầm nghĩ thằng nhóc con này lừa gạt trái tim nữ nhân thật không bao giờ hết trò. Thực sự nếu không phải y treo hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, đúng là tình nhân hoàn mỹ của các cô gái. Trần Tĩnh và Tạ Tử Gia cùng trợ lý về chung cư, Lưu Minh Huy tới nhà chiêu đãi đợi ít sư phạm. Trương Khắc và Diêu Văn Thịnh không vội đi, kéo đám Mông Nhạc, Đỗ Phi đi chơi bóng bàn. 1978 trừ góc đại sảnh có một bàn bóng, còn có cả một phòng chơi bóng riêng, cuối cùng Tôn Tĩnh Mông ham chơi bỏ quán, rủ Địch Đan Thanh lập thành một đội, đánh cho đám nam nhân thua tan tác mất hết mặt mũi, rồi hai cô gái chiếm bàn so tài với nhau, Trương Khắc và Diêu Văn Thịnh cúi mặt ngồi một bên nói chuyện. Vừa rồi cầu nói thiếu tiền, có phải muốn tới bên trên hoạt động một chút? Diêu Văn Thịnh hỏi. Cẩm Hồ mà thiếu tiền thì không phải chỉ có thể thiếu một chút, chỉ dựa vào cơ cấu tài chính địa phương khó mà giải quyết cơn khát của Cẩm Hồ, lại khiến các xí nghiệp khác không còn vốn mà vay, nên thiếu hụt tài chính của Cẩm Hồ chỉ 4 ngân hàng thương nghiệp quốc hữu lớn giải quyết được. Trương Khắc lắc đầu. Cẩm Hồ không phải chỉ thiếu một vài tỷ, số tiền lớn như thế, không có chính sách sản nghiệp rõ ràng hỗ trợ, Cẩm Hồ khó vay được một cách sạch sẽ. Tới quy mô như Cẩm Hồ hiện nay, muốn đột phá phải có con đường khác. Trước đó vì chuyện này tôi có cảm giác chân tay trói buộc, hiện có một thời cơ rất tốt, đợi tôi nghĩ thêm vài ngày, nghĩ chín muồi rồi sẽ nói cho mọi người. Phó Tuấn mang di động tới nói. Ông Tôn từ Singapore gọi điện tới. Tôn Tĩnh Mông đang đánh bóng bàn nghe thấy hỏi Trương Khắc. Là điện thoại của ba tôi à? Trương Khắc nói chuyện với Tôn Thượng Nghĩa tìm hiểu tình hình người Hoa Indo rút sang Singapore rồi đưa điện thoại cho Tôn Tĩnh Mông. Bạo động bài Hoa trừ làm người Hoa Indo bị tàn hại vô nhân tính, còn làm người Hoa trên cả thế giới kinh sợ, phẫn nộ. Cho dù chính phủ Indo tiếp theo có biện pháp xử lý gì, lật đổ chế độ thống trị của Tổng thống Suharto hay là nghiêm khắc điều tra chân tướng, hay cố tình che đậy cũng không thay đổi được một xu thế, đó là tư bản người Hoa rút khỏi Indo. Hiện người ta chưa dự đoán được quy mô tư bản người Hoa rút khỏi Indo lớn như thế nào, nhưng kiếp trước Trương Khắc có theo dõi sự kiện này vẫn còn nhớ con số đó chừng 50 tỷ đô la Mỹ, gấp nhiều lần thiệt hại do cơn bão tài chính gây ra cho Indo. Khả năng số tài phú tất cả quỹ đầu cơ tiền tệ trên thế giới cướp bóc được ở châu Á cũng chẳng tới con số khủng khiếp đó. Năm 97, đầu tư nước ngoài của tỉnh Đông Hải có bước nhảy vọt, đứng thứ hai toàn quốc, cũng chưa tới 5 tỷ. Dù nội tình Cẩm Hồ giúp sức hạn chế bạo loạn lan đi được khống chế nghiêm ngặt trong một nhóm nhỏ, nhưng thế cũng là đủ rồi, được tập đoàn tài chính chủ yếu của Hoa Kiều ở Đông Nam Á tín nhiệm và thiện cảm là rất quý giá. Nói cách khác Cẩm Hồ có thể ảnh hưởng tới hướng đi của tư bản người Hoa Indo ở mức độ nào đó. Cho dù ảnh hưởng này có nhỏ nhưng cũng rất khả quan, dù chỉ móc nối được tập đoàn Vạn Nghiệp của Trần Văn Thông, tốn của tập đoàn này khả năng không dưới 1 tỷ đô la Mỹ. Đây có thể nói là thời cơ lớn mà Cẩm Hồ chưa bao giờ gặp. Mặc dù một số công lao nhường cho TW, nhưng lợi lộc đáng được hưởng, Trương Khắc không nhường ai, lợi dụng tốt cơ hội này không chỉ giải quyết vấn đề cơn khát tài chính, còn có thể làm được nhiều việc lớn hơn nữa mà trước đó không dám nghĩ, nếu không y chẳng làm phiền Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức vất vả bôn ba vì chính phủ. Với thể chế chính trị hiện nay đám người như Tiêu Minh Kiến ngứa mắt với Cẩm Hồ, song Trương Khắc chẳng làm gì được chúng. Chỉ có thể sải cánh bay thật cao, bỏ chúng lại đằng sau, không cần để ý tới bọn chúng nữa, cứ nhìn đi Tô Giật Quần trước kia ở trước mặt Trương Khắc hung hăng như thế, hiện ngoan ngoãn không dám ho he một câu. Cùng Diêu Văn Thịnh uống rượu tới rạng sáng mới giải tán, Trương Khắc tới nhà gỗ bên hồ,
ấn chuông mãi mới nghe thấy giọng ngái ngủ uể oải của Tạ Vãn Tình từ trong truyền ra từ loa. Sao muộn thế này còn tới quấy nhiễu giấc ngủ của người khác? Chị xem em bị người ta đánh đây này. Trương Khác lùi lại một bước, để ống kính camera chĩa vào áo sơ mi, làm bộ đáng thương. Áo cũng bị người ta hất cà phê nóng lên. Đáng thương như thế sao không kể khổ với cô gái họ Trần kia kìa. Tạ Vãn Tình cười mang vẻ chế nhạo, dưa dứt lời lại có tiếng Hứa Tư truyền tới. Nếu hợp ý tâm đầu thì sao không thắp nến nói chuyện qua đêm luôn, chỉ uống mỗi cốc cà phê ở quán bên đường thì có đáng gì. Trương Khác không biết kẻ nào lắm mồm thất đức đem chuyện tối nay kể cho hai cô gái rồi, nài nỉ tội nghiệp. Người ta hôm nay còn ra sức khen hai chị nấp ở đó nói này nói nọ. Em tới muộn như vậy là bồi tiếp La Quân, rồi bồi tiếp Vương Duy Quân, lại bồi tiếp Diêu Văn Thịnh, đúng là tam bồi. Gió hò lạnh quá, mau mau mở cửa cho em vào đi. Không mở, có bản lĩnh thì leo vào đi. Tạ Vãn Tình cười khúc khích. Cũng được, nhưng chị tắt hệ thống an ninh trước đi, nó réo ầm lên hàng xóm kéo tới xem là vui lắm đấy. Trương Khác giở trò vô lại, nắm cửa sắt định trèo lên, tức thì cánh cửa cạnh một cái mở ra kịp thời. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 5, người Hoa ở Indo cùng với thương nhân hải ngoại đầu tư tại Indo bắt đầu rút đi với quy mô lớn, khiến Indo bị trọng thương từ cơn bão tài chính châu Á lại càng thêm khốn khó. Chính quyền Suharto bị quốc tế cô lập trở nên bấp bênh, quân đội địa phương tiến vào Jakarta với quy mô lớn. Bạo loạn bài hoa dừng từ đêm ngày 11, nhưng nhà đầu tư e ngại bỏ đi, khiến kinh tế Indo sụp đổ, xung đột giữa người dân và chính phủ không chấm dứt. Quốc hội Indo hạ cho Suharto muốn nhất phải tuyên bố từ chức trước ngày 21, nếu không sẽ tổ chức hội nghị đặc biệt hiệp thương nhân dân tiến hành công kích ông ta. Ngày 20, Tổng thống Suharto tuyên bố từ chức giao quyền cho Phó Tổng thống Habibi, tiếp đó Habibi tuyên thệ nhậm chức đồng thành lập chính phủ Indo mới. Cùng lúc đó Hoa Kiều toàn thế giới tổ chức tuần hành yêu cầu chính phủ Indo trừng trị kẻ gây tội ác trong cuộc bạo động ngày 9 tháng 5. Nhưng Habibi tiếp nhận quyền lực từ chính phủ của Suharto, chẳng qua là bình mới rượu cũ, căn bản không có năng lực điều tra ảnh hưởng của quân đội trong cuộc bạo động bài hoa. Nói chung chuyện gì đều có trật tự riêng của nó. Có Diệp Chăn Dân đi trước giải đường, ngày 20 Phó Thủ tướng Tằng Như Thánh sang thăm Thái Lan, cung cấp 3 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Thái Lan vượt qua cơn bão tài chính châu Á. Để báo đáp chính phủ Thái Lan mới hạm đội Nam Hải Trung Quốc phái quân hạm tuần tra phía tây eo biển Malacca, đồng thời tăng cường hợp tác quân sự trinh sát trên không, Trung Quốc bán cho quân đội Thái Lan 12 chiếc máy bay tiêm kích, giúp Thái Lan áp chế Indo trong cạnh tranh quân sự khu vực. Ngày 24 tháng 5, Chu Du đại biểu cho Tân Quang cùng chính phủ tỉnh Giang Nam đàm phán mua thần hy kết thúc trong thất bại, điều kiện hai bên chênh lệch quá xa, căn bản không san lấp được. Chính phủ Giang Nam chỉ đồng ý bán tối đa 49% cổ phần của thần hy, lại đòi hỏi giá cũng lớn hơn giá mua toàn bộ của Cẩm Hồ đưa ra, còn yêu cầu vô lý Tân Quang phải cung cấp toàn bộ tài chính cải tạo kỹ thuật thần hy, thậm chí trong thời gian thần hy ngừng sản xuất nộp lợi thuế vẫn không được ít hơn lúc sản xuất. Cuộc đàm phán này có giới hạn do thường ủy tỉnh ủy xác định, Lương Vĩ Pháp chẳng thể làm gì, sau cuộc đàm phán đầu tiên thất bại, có cần thay đổi giới hạn hay không, thay đổi thế nào, vẫn do thường ủy tỉnh ủy quyết định. Đương nhiên vấn đề này sẽ không được mau chóng đưa ra bàn bạc, đặc biệt bí thư tỉnh ủy Thượng Học Nhân rất băn khoăn về việc bán tài sản quốc hữu cho xí nghiệp dân doanh, nên nếu đàm phán chấm dứt ở đây cũng chẳng có gì bất ngờ. Song không ảnh hưởng tới chuyện hợp tác của Cẩm Hồ với tỉnh Giang Nam ở các lĩnh vực khác. Chương 846, Thương xã Tổng hợp. Dưới sự thúc đẩy của Lương Vĩ Pháp, chướng ngại việc Tân Quang trồng rừng ở Giang Nam đã có lay động, chỉ là tạm thời chưa được thoải mái như ở Đông Hải, quy mô cũng kém xa kế hoạch. Nhưng Thịnh Hâm tiến quân vào Giang Nam rất thuận lợi, hạ tuần tháng 5, siêu thị chính đã khai trương ở trung tâm thành phố Kim Sơn. Hải Thái cũng học theo mô hình của Thịnh Hâm, mở siêu thị chính cỡ lớn ở Kim Sơn, hai siêu thị chính của hai công ty ở trên đường Giải Phóng. Cách nhau chưa tới 200 mét. Thịnh Hâm lập tức phản kích, trước khi siêu thị chính kinh doanh, đã chuẩn bị mở 3 siêu thị khác ở thành khu khác của Kim Sơn, đảm bảo ưu thế với Hải Thái. Mô hình thương nghiệp rất dễ mô phỏng, năng lực quản lý của Tạ Ý cũng không cần nghi ngờ, nhưng những nguồn lực đằng sau như tài chính, hậu cần, thương hiệu mới là thực lực chống đỡ cho cạnh tranh. Một năm trước, Thịnh Hâm được Việt Tú đầu tư hỗ trợ, mạnh dạn mở rộng chiến lược siêu thị chính trong vòng hạch tâm thương nghiệp toàn quốc. Đánh chiếm mạng lưới chuỗi siêu thị toàn quốc. Tất nhiên Hải Thải vốn chỉ hài lòng trong một vùng Đông Hải không thể sánh được. Với thế cục hiện nay,
Chu Cẩn Du cũng không dám tùy tiện sử dụng nguồn lực hành chính trực tiếp hỗ trợ cho Hải Thái, trong lòng bọn họ đều rõ, thời điểm này cho dù bị tóm lấy một nhược điểm dù nhỏ nhất, thì khả năng ngay chút sức kháng cự cuối cùng cũng không còn,